Y võ song toàn. Tần Lâm. Tập 8. Phần thưởng trị giá 500.000 tệ lại được đưa ra, dì Phùng một lần nữa trở thành chủ đề bàn luận nóng bỏng trên sóng Livestream. Anh hồ này tặng 100.000 còn tưởng mình là thiên hạ vô địch, kết quả lại bị người khác lấy 500.000 vả vào mặt, nên liền trở nên thành thật. Tiểu hồ nương suýt chút chửi thề, dì Phùng này bị điên hay gì, sao cứ phải đối đầu với cô ta làm gì? Hôm qua đã tặng mười mấy trăm nghìn, hôm nay lại tiếp tục tặng nhiều như vậy, nhà người đó có mỏ vàng sao? Anh hồ cũng không dám tỏ ra yếu đuối, ngay lập tức 100 tấm bản đồ kho báu được đưa lên, 500.000 tệ cũng được đập vào. Tiểu hồ nương kích động đến mức giẫm chân xuống sàn, cảm ơn anh hồ. Cảm ơn anh rất nhiều, em nhảy cho anh xem nhé. Nói xong, tiểu hồ nương bật một đoạn nhạc và bắt đầu nhảy. Loạt bình luận hiện lên đang dùng ký tự sùng bái anh hồ vì đã giúp họ mãn nhãn. Sau đó, bỗng có một bức tranh vô cùng lộng lẫy xuất hiện trong Livestream của Diệp Vãn Nhi, một chùm ánh sáng vàng lóe lên trước mặt mọi người. Ôi trời, thẻ đế vương! Không ngỡ thẻ đế vương lại xuất hiện trên sóng Livestream, thẻ thường 6 tệ, thẻ cao cấp 30, cứ thế tính lên. Và thẻ cao cấp nhất chính là thẻ đế vương, trị giá 1 triệu tệ. Thẻ đế vương có rất nhiều công dụng đặc biệt. Ví dụ như khi vừa vào phòng Livestream thì sẽ làm cho mọi người lóa mắt. Hơn nữa, nếu làm thẻ đế vương thì sẽ được thông báo trên toàn bộ nền tảng, một biểu ngữ lớn sẽ xuất hiện trên màn hình để tất cả mọi người đều thấy được. Bên phía tiểu hồ nương vốn không cần phải thăm dò, cô ta đã trực tiếp thấy dì Phùng nhà họ Tần làm thẻ đế vương trong phòng Livestream của y quán Hiên Viên. Thẻ đế vương này khác với những món quà tặng thông thường, thẻ này tượng trưng cho địa vị. Mỗi khi ra vào phòng Livestream đều có những hiệu ứng đặc biệt vô cùng rõ ràng. Ngoài ra, thẻ đế vương cần được gia hạn hàng tháng, giá trị tương đương với một hội viên siêu cấp, mỗi tháng phải gia hạn hơn 100.000 mới có thể duy trì địa vị. Vậy nên một khi thẻ đế vương xuất hiện trong phòng Livestream, thì cũng có nghĩa là đã có một đại gia, nào đó đã vào phòng. Anh hồ có hơi đơ ra một lúc, chơi lớn quá rồi đó, tiểu hồ nương vốn nói rằng vị. Đại gia, ở bên kia chỉ tặng mấy trăm nghìn là cùng, nhưng bây giờ người ta lại đập hẳn 1 triệu, khả năng kinh tế của anh ta không thể nào tiêu pha đến vậy được. Anh hồ gửi tin nhắn cho tiểu hồ nương. Khá ổn rồi đấy, anh không thể tặng nhiều hơn được. Tiểu hồ nương cắn môi, nghiến răng nói. Anh à, anh giúp em thẳng một lần đi, nếu không sau này em không thể lên top hot nữa, em sẽ ở với anh nửa năm. Anh hồ hơi do dự, tiểu hồ nương này quả thật không từ bất cứ giá nào. Ở với anh ta nửa năm, chuyện này xem ra có thể cân nhắc một chút. Được, để anh thử xem. Anh hồ cũng quẹt ra một thẻ đế vương. Sau khi hai thẻ đế vương xuất hiện thì số lượng người trong phòng Livestream càng lúc càng đông, ngay lập tức nhảy vọt lên trang đầu, những người vừa vào trang web liền có thể thấy hai phòng Livestream đang PK nhau. Nếu ai thắng thì người đó sẽ tiếp tục ở đầu trang top hot cho đến lúc ngừng Livestream, có thể nói đây là cách tuyên truyền vô cùng tốt, vì tiền đồ của bản thân. Cho dù tiểu hồ nương phải ở cùng với một lão già kinh tởm nửa năm cô ta cũng chịu, chỉ cần có thể thắng là được. Anh hồ ngầu quá đi, anh hồ đang, đấu với dì Phùng vô cùng hăng máu. Quả là một cảnh tượng của năm, anh hồ PK dì Phùng. Cuối cùng thì đại ca ngầu hay bà dì ngầu đây, người chiến thắng sẽ được xác định vào tối nay. Dì Phùng, đừng bỏ cuộc, không phải việc của mình nên đám đông càng lúc càng hăng, mọi người bắt đầu cổ vũ nhiệt tình. Anh hồ mỗi lần tặng tiền xong liền giả vờ mắng vài câu ở phần bình luận, làm ra vẻ như rất thân thiện với khán giả đang xem. Nhưng dì Phùng nhà họ Tần lại không như vậy, ngay cả nói chuyện cũng không. Cuối cùng, dì Phùng nhà họ Tần gửi một loạt bình luận lên. Còn món quà nào đắt tiền hơn không, bản đồ kho báu rắc rối quá. Đột nhiên, phòng Livestream nhốn nháo trở lại. Dì Phùng quả là dì Phùng, một câu nói cũng mang đậm khí phách đại gia. Một lần tốn 500.000 còn chê rắc rối, chắc là sắp chơi lớn rồi đây. Dì Phùng, tôi yêu dì, tôi không muốn cố gắng nữa, hãy bao nuôi tôi. Dì Phùng, nhìn tôi đi, theo dõi tôi, sau này dì chính là cục cưng của tôi. Dì Phùng có thể tặng kiếm thượng phương, một cây 100.000, một lần có thể tặng 10 cây. Trong một loạt bình luận toàn những kẻ cầu bao nuôi, cuối cùng cũng có người đưa ra ý kiến mang tính xây dựng. Sau đó, 10 cây kiếm thượng phương được bắn qua, giá trị quà tặng lại được tăng thêm 1 triệu. Ngầu quá đi, đúng là đại gia số 1 của hổ ngu. Dì Phùng mở Livestream đi, chúng tôi muốn xem cuộc sống vừa đơn điệu vừa giản dị của người giàu.
Nếu dì Phùng mở Livestream thì tôi sẽ là fan đầu tiên, sau này tôi sẽ không xem những Livestream khác, tôi chỉ xem mỗi dì Phùng. Dì Phùng cũng khiêm tốn quá rồi, nhìn số tài khoản là biết người đã có thâm niên, vậy mà mấy ngày gần đây mới xuất đầu lộ diện. 10 cây kiếm thượng phương, dì Phùng nhà họ Tần lại một lần nữa vang danh khắp nền tảng, sắc mặt tiểu hồ nương trở nên vô cùng khó coi, lại 1 triệu nữa. Con mụ già này điên rồi sao, chỉ xem Livestream mà tặng nhiều như vậy ư? Có bệnh không chứ, anh Hồ cũng không chịu nổi nữa, liền nhắn tin cho tiểu hồ nương. Anh không tặng nữa, chỉ có bấy nhiêu thôi, anh cũng hết cách rồi, thua thì thua vậy. Tiểu hồ nương tức đến tái xanh cả mặt, anh Hồ, đã nói là anh giúp em thắng rồi mà, nếu anh không giúp thì chuyện em ở cùng anh nửa năm coi như không tính. Không tính, mẹ kiếp, tôi đã tặng cô hơn 1 triệu. Bây giờ cô lại bảo không tính. Livestream xong khôn hồn thì đi qua đây, nếu không cô sẽ biết tay tôi. Tiểu hồ nương chuyển từ tức giận sang sợ hãi, dù thắng hay thua thì người ta cũng đã bỏ ra hơn 1 triệu. Nếu tiểu hồ nương không làm theo lời hứa ở bên anh Hồ nửa năm thì chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Người ta rõ ràng là đại gia, chẳng lẽ lại bỏ 1 triệu vô ích sao? Nếu anh ta muốn tìm người xử lý tiểu hồ nương thì cũng dễ như trở bàn tay. Sắc mặt tiểu hồ nương hết sức khó coi, lần này coi như tiền mất tật mang, dì Phùng nhà họ Tần này có điên không, rốt cuộc là ai chứ? Danh tiếng của dì Phùng nhà họ Tần lại một lần nữa vang dội trên nền tảng hổ ngư, thậm chí còn lên cả top tìm kiếm. Bà thím đại gia đã liên tục bỏ ra hơn 2 triệu tặng cho nữ streamer. Chủ đề này quả thực vô cùng hút mắt, rất nhiều người đã bấm vào xem, ngoài ra còn có video chụp màn hình của Vương Đông Tuyết và Diệp Văn Nhi. Cũng như ảnh chụp màn hình lúc dì Phùng nhà họ Tần tặng quà. Phía hổ ngư cũng rất xem trọng chuyện này, mấy đại gia như thế này bình thường bọn họ đều phải biết, để khi nạp tiền trên nền tảng họ sẽ giảm giá, đều là con nhà giàu cả, kết giao một chút cũng tốt. Nhưng bọn họ lại không hề có ấn tượng nào với. Triệu, nếu tiểu hồ nương không làm theo lời hứa ở bên anh Hồ nửa năm thì chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Người ta rõ ràng là đại gia, chẳng lẽ lại bỏ 1 triệu vô ích sao? Nếu anh ta muốn tìm người xử lý tiểu hồ nương thì cũng dễ như trở bàn tay. Sắc mặt tiểu hồ nương hết sức khó coi, lần này coi như tiền mất tật mang, dì Phùng nhà họ Tần này có điên không, rốt cuộc là ai chứ? Danh tiếng của dì Phùng nhà họ Tần lại một lần nữa vang dội trên nền tảng hổ ngư, thậm chí còn lên cả top tìm kiếm. Bà thím đại gia đã liên tục bỏ ra hơn 2 triệu tặng cho nữ streamer. Chủ đề này quả thực vô cùng hút mắt, rất nhiều người đã bấm vào xem. Ngoài ra còn có video chụp màn hình của Vương Đông Tuyết và Diệp Văn Nhi, cũng như ảnh chụp màn hình lúc dì Phùng nhà họ Tần tặng quà. Phía hổ ngư cũng rất xem trọng chuyện này, mấy đại gia như thế này bình thường bọn họ đều phải biết, để khi nạp tiền trên nền tảng họ sẽ giảm giá, đều là con nhà giàu cả, kết giao một chút cũng tốt. Nhưng bọn họ lại không hề có ấn tượng nào với dì Phùng nhà họ Tần này, cũng không biết nhân vật máu mặt này là ai. Tổng Giám Đốc Triệu, số tiền này có nên theo quy định trả lại cho họ không? Khi tiền thưởng đến nền tảng thì thường sẽ được trả cho streamer vào ngày hôm sau, chia 50 đến 50 ngoài chi phí hoạt động. Theo lý mà nói thì Vương Đông Tuyết sẽ nhận được mấy trăm nghìn tiền thưởng. Tổng Giám Đốc Triệu của Hổ Ngư nhìn qua số tiền rồi cười lạnh một tiếng. Một streamer còn con mà cũng muốn lấy nhiều tiền vậy sao? Cứ đưa cho cô ta 10.000 20.000 gì đó là được, số tiền còn lại không liên quan đến cô ta. Sau lần Livestream vừa rồi, Vương Đông Tuyết cũng trở nên hot hơn một chút, nhưng vì lượng truy cập của streamer ẩm thực không quá cao, hơn nữa Vương Đông Tuyết cũng không phải streamer chuyên nghiệp, mỗi ngày cô chỉ Livestream 1-2 tiếng vào giờ ăn tối, nên sau sự việc của dì Phùng thì độ hot sẽ lập tức tụt xuống. Vương Đông Tuyết đã vô cùng sửng sốt khi nhận được thông báo của hậu đài cùng 10.000 tệ, tại sao chỉ có 10.000. Theo tính toán của cô thì nền tảng này sẽ trừ phí quản lý và chia cho cô 50 đến 50. Tức là cô có thể nhận ít nhất khoảng tầm 300.000. Cô cảm giác được có gì đó không ổn khi thấy 10.000 này, sau đó lấy điện thoại gọi cho quản lý cấp cao ở hậu đài. Xin chào, tôi là streamer Vương Đông Tuyết của nền tảng Hổ Ngư, tôi muốn hỏi một chút về việc phân chia tiền thưởng, hình như có gì đó không đúng lắm, có phải bên anh tính thiếu không? Đông Tuyết, ha ha, tôi biết cô, tính thiếu sao? Một streamer có hơn 1.000 fan như cô thì một tháng kiếm 10.000 là ít hay nhiều, Tổng Giám Đốc Triệu cười khẩy. Vương Đông Tuyết cao mày, nhưng hôm trước đã có người tặng cho tôi hơn 700.000, phần của tôi cũng không nên ít như vậy chứ. Trên hợp đồng đã viết rõ như thế mà.
Tổng giám đốc Triệu cười mỉa mai, nếu cô đã muốn bàn về hợp đồng thì tôi sẽ nói cho cô biết. Hợp đồng nói rằng streamer không được sử dụng mối quan hệ nam nữ để dụ người khác tặng quà, đúng chứ? Hiện tại có rất nhiều người báo cáo cô chơi trò ám thị với người khác trong phòng Livestream nên mới có người cho cô nhiều tiền đến vậy. Nghe Tổng Giám đốc Triệu nói xong, Vương Đông Tuyết vô cùng sửng sốt, cô vội vàng giải thích. Không phải như vậy, người tặng tiền cho tôi là một bà thím, hơn nữa tôi là streamer ẩm thực, tôi chỉ dạy mọi người cách nấu ăn, hoàn toàn không hề có quan hệ với bất kỳ ai, chuyện này chắc chắn là vu cáo. Tổng Giám đốc Triệu mỉm cười. Nói có phải vu cáo hay không thì phải đợi chúng tôi điều tra lại mới được, trước mắt số tiền này đã bị chúng tôi đóng băng lại, đợi sau khi chúng tôi điều tra được tình hình cụ thể rồi sẽ thông báo lại cho cô sau. Dứt lời, Tổng Giám đốc Triệu lập tức cúp điện thoại. Sắc mặt Vương Đông Tuyết liền trở nên khó coi, cô cũng không ngốc, ý trong lời nói của Tổng Giám đốc Triệu quá rõ ràng, hắn không muốn đưa tiền thường. Những kẻ tư bản này luôn như vậy, nếu họ thấy bạn có ích thì sẽ nâng bạn lên. Còn nếu họ thấy bạn vô dụng thì sẽ đạp bạn xuống. Vương Đông Tuyết là một streamer ít tên tuổi, khi gặp được phần thưởng lớn như vậy hiển nhiên là do may mắn, sau này khi cô phát Livestream thì vẫn là cái kiểu sống dở chết dở đó thôi, cho nên không cần phải quan tâm một streamer còn con như vậy, đưa cho cô 8.000 10.000 là tốt lắm rồi. Ngay cả khi cô kiện thì trong hợp đồng vẫn còn có rất nhiều điều khoản ngang ngược để giải thích cho điều đó. Tổng Giám đốc Triệu nói rằng số tiền này đã bị đóng băng, có lẽ sẽ rất khó để lấy lại. Vương Đông Tuyết lặng lẽ lau nước mắt trong lớp học, cô ấy vốn đã có một cuộc sống rất khó khăn, dù cho có tiền tài trợ thì cũng chỉ đủ đóng học phí mà thôi. Ở nhà lại có em gái bị bệnh nặng, đương nhiên thu nhập của gia đình sẽ không đủ để chi trả. Vốn dĩ tưởng rằng số tiền này sẽ đủ để giúp gia đình bớt đi phần nào gánh nặng, nhưng bây giờ xem ra coi như công cốc rồi. Một bạn học nữ nhìn thấy Vương Đông Tuyết lau nước mắt, bèn đến hỏi thăm. Đông Tuyết, cậu sao thế? Sau khi Vương Đông Tuyết nói xong vấn đề, bạn học nữ kia liền tức giận, đây chẳng phải là điều khoản ngang ngược sao? Vừa hay tớ cũng đang học luật, mau đưa điện thoại cho tớ. Sau khi bạn học nữ đó cầm điện thoại liền gửi đơn khiếu nại lên bộ phận chăm sóc khách hàng. Theo luật lao động, hành vi này của tập đoàn Hổ Ngư là đang khấu trừ tiền dịch vụ lao động, cho các người giải quyết chuyện này trong 3 ngày, nếu không tôi sẽ gửi nó cho luật sư. Sau khi gửi xong, bạn học nữ đưa điện thoại lại cho Vương Đông Tuyết rồi nói. Đông Tuyết, cậu đừng lo lắng, nếu thật sự bọn họ không trả tiền cho cậu thì tớ sẽ giúp cậu đi kiện. Vương Đông Tuyết gật đầu cười gượng, cô là một cô gái tương đối dè dặt, từ khi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình đã làm cho cô trở nên không muốn tranh đấu với người khác, cho dù đó là quyền lợi của mình, cô vẫn chọn cách nhẫn nhịn. Đi kiện, kiện thắng hay không còn chưa chắc, nhưng chắc chắn sẽ làm lỡ dở việc học. Thôi bỏ đi. Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ tiếc mỗi tấm lòng của người mang tên gì Phùng nhà họ Tần đó. Công ty Hổ Ngư, Tổng Giám đốc Triệu đột nhiên cười khẩy khi nhìn thấy tin nhắn của Vương Đông Tuyết ở hậu đài. Con nhỏ này dám uy hiếp ông sao? Đồ chết tiệt, không biết xã hội này hiểm ác như thế nào à? Dứt lời, Tổng Giám đốc Triệu liền gọi điện thoại. Này báo, kêu một vài tên đến xử lý một con nhỏ sinh viên đại học cho tôi có địa chỉ của cô ta ở đây. Lát nữa sẽ gửi ảnh qua sau. Buổi tối, Vương Đông Tuyết tan học và nhanh chóng đi bộ về nhà, vì mấy hôm nay vẫn còn độ hot nên cô định Livestream sớm một chút, nói không chừng sẽ được nhiều người biết đến hơn chút. Tuy nền tảng Livestream đã khấu trừ tiền thưởng của cô, nhưng cô cũng hiểu rằng số tiền nhỏ có thể kiếm được, còn muốn nhiều hơn thì tùy vào tâm trạng của ông chủ. Khi đang đi, bỗng trên đường có một vài bóng đen đi mô tô xuất hiện trước cô. Vương Đông Tuyết đang đeo cặp sách đứng qua một bên để nhường đường, mặc dù cô ấy đang đi trên đường dành cho người đi bộ nhưng vẫn tránh sang một bên để phòng khi họ tông chúng. Nhưng mấy người lái mô tô lại không có ý định tránh ra, thay vào đó bọn họ lại bắt đầu chạy vòng quanh Vương Đông Tuyết, 7-8 chiếc xe vậy quanh cô, một vài người trong số đó nhuộm tóc và ăn mặc lòe loẹt, trông bọn họ chẳng giống người tử tế chú nào. Các người muốn làm gì? Sau khi dừng xe, một người đàn ông cởi mũ bảo hiểm ra. Để lộ mái tóc xoăn từng lọn nhỏ màu vàng, sau đó gã nhìn cô với vẻ bông đùa. Ô, streamer Đông Tuyết đây ư, trùng hợp thật đấy. Vương Đông Tuyết sững ra một lúc, không ngờ mình lại được nhận ra. Cô chỉ mới có một ít fan, vậy mà đêm hôm như thế này lại được người khác nhận ra, thật là bất ngờ. À, chính là tôi phải về Livestream đây, vậy không phiền nữa. Nếu gặp phải bà thím, nói không chừng cô sẽ hàn huyên vài câu.
còn mấy người đàn ông này trông chẳng có chút thiện ý nào thì còn lâu cô mới ở lại. Tuy nhiên, ngay khi Vương Đông Tuyết chuẩn bị rời đi thì có một vài gã đàn ông ngăn cô lại. Ây, đừng đi chứ, nghe nói người ta cho em mấy trăm nghìn là có thể bao em một năm, anh đây chỉ có ít tiền, cũng muốn chơi với em một chút, em ra giá đi nào. Sắc mặt Vương Đông Tuyết lập tức thay đổi, cô vô cùng lo lắng rồi bất giác lùi về sau mấy bước. Các người nói nhảm gì đó. Báo cười lạnh, sao thế? Giả vờ trong sáng với tụi anh à. Bị ai chơi cũng vậy thôi, hơn nữa mấy đứa tụi anh cũng đâu phải không trả tiền. Tụi anh cùng hầu hạ để em, sung sướng, có được không? Báo vừa dứt lời, mấy tên còn lại đều xuống xe rồi vây quanh cô. Con nhỏ này lại dám uy hiếp tổng giám đốc Triệu. Thật là liều lĩnh, trông cũng xinh đấy, chơi một chút cũng không tốn công chút nào. Sắc mặt Vương Đông Tuyết thay đổi rõ rệt. Cô xoay người nhảy qua lan can rồi lao xuống sông. Mấy tên đó đều không nghĩ rằng Vương Đông Tuyết lại dám nhảy xuống sông. Mẹ kiếp, mau đuổi theo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ nhỏ Vương Đông Tuyết đã sống ở nông thôn, khi còn bé cô thường lội nước bắt cá nên bơi rất tốt, nếu không thì lúc đầu cô cũng chẳng dám nhảy xuống nước cứu Tần Lâm. May là đang ở trên cầu, không thì cô cũng chẳng có đường thoát. Sau khi cô nhảy xuống thì báo và những tên khác đều lấy mô tô đuổi theo, bình thường bọn chúng đều chơi xe đầu máy nên tính năng của xe vô cùng tốt, dù có chạy việt dã cũng không thành vấn đề. Một số tên đuổi theo bờ sông, tuy có hơi khó khăn nhưng vẫn nhanh hơn là tự bơi. Sau khi bơi hơn 10 phút thì Vương Đông Tuyết cũng đã thấm mệt, nước sông bắt đầu chảy xiết nên cô cũng không thể bơi được nữa, nếu cứ tiếp tục thì e là cô sẽ chết đuối mất. Vương Đông Tuyết đành bất lực leo lên bờ rồi nhanh chóng ra ngoài. Nhưng tốc độ của cô làm sao so được với tốc độ của xe mô tô. Báo tăng tốc lao về phía trước, đâm thẳng vào người Vương Đông Tuyết. A, một tiếng hét thất thanh vang lên, Vương Đông Tuyết cảm thấy bụng dưới đau nhói, ngay sau đó cô văng ra xa rồi ngã xuống đất, toàn thân đau đớn. Mở mắt ra, cô bỗng thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen, hình như là người đàn ông mà cô cứu ngày hôm đó, giây tiếp theo thì cô đã ngất xỉu. Tần Lâm nhìn cô gái nằm trên mặt đất, cảm thấy hơi khó hiểu. Chẳng phải đây là Vương Đông Tuyết sao? Anh vừa từ y quán trở về, không ngờ lại gặp cô trên đường đi. Lần trước, cô gái cho rằng anh nhảy sông nên đã bất chấp tính mạng để cứu người, tuy là hiểu lầm nhưng Tần Lâm lại có ấn tượng tốt về cô. Cho nên lần trước anh mới tặng quà cho cô trên sóng Livestream, nhưng không ngờ lại gặp nhau nhanh đến vậy. Này, thằng nhóc, cút đi, đây là gái của bọn tôi. Báo và mấy tên còn lại lái mô tô vây quanh Tần Lâm, đây là một nơi hoang vu. Lại gần bờ sông, nếu như bọn họ thật sự muốn ra tay thì chẳng cần phải lo gì cả. Tần Lâm lạnh lùng nhìn về phía mấy tên chẳng có chút thiện ý kia rồi nói. Nhân lúc tôi chưa nổi điên thì mau cút đi. Đám tên báo cau mày, vốn dĩ lần này đến đây là để cảnh cáo Vương Đông Tuyết, kết quả lại thấy cô quá xinh đẹp nên đã nổi máu háo sắc. Bây giờ Vương Đông Tuyết lại đang hôn mê, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội như thế này được. Thằng nhóc, muốn chết hả? Nói xong. Báo đội mũ bảo hiểm tiến đến, sau đó hắn rút ra một tay đấm gấu rồi đeo lên tay mình. Vừa dứt lời, không nói thêm tiếng nào liền trực tiếp xông lên, đấm thẳng một quyền về phía Tần Lâm. Ha, bảo là một kẻ tung hoành trên giang hồ, nên hắn ra tay rất nhanh và cũng vô cùng ác liệt. Xong, một tiếng vụt ngang qua, cú đấm này lại đấm vào không khí. Tần Lâm nhẹ nhàng né qua một bên, sau đó đấm trả. Có chút biểu cảm chế giễu xuất hiện trên mặt tên báo. Đần à, ông đây đang đội mũ bảo hiểm. Băng đảng lái xe tốc độ này cũng khá có lợi, nếu có xung đột thì cứ đội mũ bảo hiểm mà đánh, đương nhiên sẽ có ưu thế hơn rất nhiều. Xong, giây tiếp theo, cảnh tượng của báo làm cho mọi người như chết lặng xuất hiện. Một đấm của Tần Lâm ngay lập tức làm chiếc mũ bảo hiểm sắt vỡ tan. Rắc, chiếc mũ bảo hiểm vỡ chỉ là dư chấn của cú đấm mà thôi, báo ngay lập tức bị văng ra xa, thậm chí hắn còn nôn ra máu. Đó là Tần Lâm vẫn chưa đánh trực tiếp vào đầu, nếu hắn không đội mũ bảo hiểm, e là một đấm đó cũng đủ lấy mạng hắn. Vài người khác vốn muốn tiến đến giúp đỡ, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, tất cả đều như chết lặng, không ai dám manh động. Mũ bảo hiểm của xe mô tô cứng đến như thế nào chứ? Một cú đấm có thể làm vỡ được sao? Nếu như cú đấm đó đánh lên người bọn họ thì chắc sẽ còn mạng sao? Đại ca, bọn em chỉ là người qua đường thôi, bọn em đi trước đây. Một vài tên chẳng thèm đếm xỉa gì đến tình huynh đệ và nhanh chóng bỏ chạy. Báo nằm trên mặt đất như một xác chết, tuy vẫn còn ý thức nhưng hắn lại không dám động đậy.
Tần Lâm cũng không thèm để ý đến hắn, anh trực tiếp tiến đến ám Vương Đông Tuyết về nhà. Cách nhà vẫn còn một đoạn đường, Vương Đông Tuyết lại bị tông rất nặng nên Tần Lâm cũng không về nhà mà vào một khách sạn bên cạnh, anh lập tức mở ngay một phòng. Âm Vương Đông Tuyết vào khách sạn, các nhân viên đều nhìn anh với ánh mắt vô cùng kỳ lạ xem lẫn chán ghét. Không có phòng thường, chỉ có phòng cao cấp. Đây là quy tắc bất thành văn của khách sạn, hầu hết bọn họ sẽ nói với những vị khách đến lúc nửa đêm là hết phòng thường, chỉ còn phòng cao cấp. Đặc biệt là kiểu một nam một nữ này, thường thì họ sẽ quyết định đặt luôn. Ra, Tần Lâm còn đang ẵm một người phụ nữ trên tay, đương nhiên nhân viên khách sạn cũng muốn cho anh một trận. Tần Lâm cau mày, phòng cao cấp, có phòng nào hai giường không? Người nhân viên ngây ra một lúc, hai giường sao? Muốn làm gì đây? Không lẽ là anh em? Có thể kê thêm giường. Được, kê thêm một giường đi. Đương nhiên Tần Lâm sẽ không bủn xỉn chuyện tiền bạc. Sau khi mở phòng cao cấp xong, anh trực tiếp đi vào. Căn phòng này vốn là một chiếc giường tròn. Nhìn cách bài trí thì có lẽ căn phòng này dùng thú. Tần Lâm cũng không thèm để tâm. Sau khi đặt Vương Đông Tuyết xuống, anh bắt đầu bắt mạch cho cô. Bị va chạm và chấn thương ngoài ra, nguyên nhân chính dẫn đến hôn mê là do sợ hãi, không có gì đáng ngại. Tần Lâm cởi áo khoác cô ra, sau đó gọi nhân viên mang một ít băng gạc lên, anh chỉ xử lý đơn giản vết thương ở cánh tay và đùi trong của cô, ngày mai cô sẽ khỏe hơn thôi. Sau khi làm xong thì Tần Lâm nằm ngủ ở giường bên cạnh. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm bị tiếng thét làm cho thức giấc. Khi Vương Đông Tuyết nhìn thấy căn phòng, tình yêu trước mặt, một chiếc giường tròn lớn, quần áo trên người lại bị lột ra, cô nhất thời nghĩ mình đã bị xâm phạm nên đã hét lớn lên. Nhưng sau khi định thần lại, cô liền cảm thấy tình hình trước mắt tệ cô tưởng, người chỉ có mỗi áo khoác được cởi ra, áo sơ mi bên trong vẫn còn. Hơn nữa, chỉ có một người đàn ông trong phòng này, vẫn đang ngủ ở giường bên cạnh và dường như không hề xâm phạm cô. Là anh, lúc này Vương Đông Tuyết mới nhận ra Tần Lâm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra người đàn ông này đã cứu cô. Không ngờ anh lại chính trực như vậy, cô sờ lên vết thương trên người, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Tần Lâm nói, cô cứu tôi một lần, tôi cũng cứu cô lại một lần, coi như hòa nhé. Mỗi khi nghĩ đến chuyện hô hấp nhân tạo lần trước, Vương Đông Tuyết liền đỏ mặt, xấu hổ nói. Lần trước là hiểu lầm, không thể tính là cứ anh được, cảm ơn anh, tôi là Vương Đông Tuyết. Tôi biết, hả, sao anh lại biết, tôi có xem qua livestream của cô. Tần Lâm cười nói, Vương Đông Tuyết càng thêm ngượng ngùng, không ngờ anh lại xem livestream của tôi cũng không có nhiều fan mấy. Anh tên là gì thế? Tôi là Tần Lâm, Vương Đông Tuyết sững ra một lúc, họ Tần sao? Gần đây cô khá nhạy cảm với những người họ Tần, dù sao thì vị đại gia tặng tiền cho cô lại có tên là gì Phùng nhà họ Tần. Nhưng suy nghĩ đó đã nhanh chóng tiêu tan, cư dân mạng đặt tên rất tùy hứng, cũng không thể xem là thật được. Cơ thể cô không sao chứ, cô TH đâu, để tôi đưa cô về nhé. Hay là tôi đưa cô đến trường? Vương Đông Tuyết gật đầu, cảm ơn anh. Nói xong. Vương Đông Tuyết lập tức đứng dậy, vết thương vẫn còn đau nhói, dù gì cũng là vết thương ngoài da, đương nhiên sẽ không thể lành nhanh đến vậy. Ra khỏi khách sạn, Vương Đông Tuyết bước đi khập khiễng bởi vì vết thương ở đùi. Nhân viên lễ tân nhìn thấy liền bĩu môi, rồi nhìn Tần Lâm với ánh mắt hung dữ. Tên cầm thú, còn giả vờ thêm giường, cuối cùng thì cũng ngủ với con gái nhà người ta thôi. Tên cặn bã, đương nhiên Tần Lâm không hề biết mình bị mắng là cầm thú. Sau khi đỡ Vương Đông Tuyết ra ngoài, anh dẫn cô đi ăn sáng. Gần đây không có chỗ nào bán đồ ăn sáng đúng chứ? Tần Lâm nhìn một lượt xung quanh, hình như không có chỗ nào để ăn. Vương Đông Tuyết nói, tôi biết một chỗ có bán hoành thánh, tôi thường ăn ở đó, nếu anh không chê thì tôi mời anh đi ăn nhé. Được tuy lúc nhỏ Tần Lâm là đại thiếu gia, nhưng sau khi gia tộc suy bại thì anh đã sống vô cùng cực khổ, đương nhiên anh sẽ không kén cá chọn canh về mặt ăn uống. Vương Đông Tuyết dẫn Tần Lâm vào một con hẻm, rẽ lượn một hồi rồi lại đến một con hẻm nhỏ cạnh phố đi bộ, TH trước cửa có một bà lão đang nấu một nồi hoành thánh lớn. Bà Tiền, Vương Đông Tuyết tươi cười chào hỏi, bà Tiền cũng mỉm cười đáp lại. Đông Tuyết đến rồi à, mau tới đây ngồi đi. Hai chiếc ghế đầu nhỏ, thêm một cái bàn đã gãy, đây chính là chỗ để ăn. Bàn ăn tuy cũ nhưng lại rất sạch sẽ, bà lão Tiền vừa gói vừa nấu hoành thánh. Vỏ mỏng nhân dày nhưng giá cả lại vô cùng phải chăng. Hi hi, chỉ 5 tệ một bát, vừa rẻ lại ngon. Vương Đông Tuyết mỉm cười, đôi mắt híp lại thành hình lưỡi liềm, trông vô cùng đáng yêu. Bà Tiền bưng hai tô hoành thánh lớn đưa qua,
Tần Lâm bắt đầu động đũa, cũng cảm thấy khá ngon nên hai người bắt đầu ăn. Đang ăn thì bất ngờ có mấy chiếc xe đạp từ trong hẻm chạy đến. Mấy cô gái ở trên xe nhìn thấy Vương Đông Tuyết, khuôn mặt đột nhiên lộ ra vẻ giễu cợt. Ê, đây chẳng phải là Vương Đông Tuyết ư, sao lại ngồi lề đường ăn rồi? Vương Đông Tuyết cau mày, Lưu Bình Bình. Lưu Bình Bình là con nhà giàu, bình thường cô ta vô cùng kiêu ngạo hống hách, nên Vương Đông Tuyết vẫn luôn tránh mặt cô ta, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Đến đây ăn hoành thánh à? Lưu Bình Bình và hai cô gái phía sau bỗng cười phá lên. Ha ha ha, bọn tao đến ăn hoành thánh. Cho dù có ăn hoành thánh thì tụi tao cũng sẽ không đến vỉa hè ăn, ở đây lộng gió thế này, chẳng sạch sẽ chút nào, tao cũng không phải loại hám rẻ như vậy. Ha ha, chẳng phải vì nghèo nên không có tiền ăn một bữa sáng đàng hoàng sao, nhưng mà Vương Đông Tuyết này, nên bớt ăn đồ vỉa hè lại đi nhé, nếu lỡ may bị ốm thì tiền đi bệnh viện còn đắt hơn nhiều đấy. Lưu Bình Bình ngồi trên xe đạp, nói một cách chế nhạo. Tránh ra, chó ngoan thì không cản đường. Vương Đông Tuyết đã quen với việc bị bắt nạt, cô biết rằng mình không thể động đến được mấy người này nên nhanh chóng tránh sang một bên để nhường chỗ cho bọn họ. Lúc Lưu Bình Bình đạp xe qua còn cố ý giơ chân đá vào sau Vương Đông Tuyết. À, Vương Đông Tuyết ngã về phía trước, xém nữa thì Hoành Thánh đã đổ lên người cô. Lưu Bình Bình cười khẩy, sao vụng về thế? Đáng roi, ha ha, một tô Hoành Thánh 5 tệ còn mua không nổi, bây giờ lại tiếp tục họa vô đơn chí sao họa vô đơn chí? Liên tiếp gặp tai nạn không sao, dù sao thì đồ của nó cũng đáng tiền, nếu bẩn thì cứ vứt đi là được, ha ha ha. Đám Lưu Bình Bình vừa cười vừa đạp xe đi, Vương Đông Tuyết cúi đầu, gương mặt đỏ bừng, cũng không hám hó hé. Khi Lưu Bình Bình đi ngang qua Tần Lâm, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Lưu Bình Bình sửng sốt, quay đầu lại thì thấy Tần Lâm đang nắm đuôi xe của cô ta. Anh làm gì đó, Tần Lâm lạnh lùng nói, người lớn ở nhà không dạy cho cô phép lịch sự sao? Lưu Bình Bình có hơi bất ngờ, dù sao Tần Lâm cũng là đàn ông, đương nhiên anh mạnh hơn cô ta rất nhiều. Ý anh là sao, nói tôi không có phép lịch sự à? Tần Lâm đứng dậy, các người làm đổ hoành thánh của cô ấy, còn không chịu xin lỗi. Lưu Bình Bình không dám nhìn Tần Lâm, nói tôi không cố ý, hơn nữa, đổ một ít thì có sao, đồ của nó cũng cũ cả rồi. Tần Lâm cười lạnh, được, nếu đã vậy thì tôi sẽ cho cô nếm thử xem. Nói xong. Tần Lâm cầm bát hoành thánh lên, lập tức đổ ngay xuống đầu Lưu Bình Bình. Nước súp hoành thánh nóng hổi chảy thẳng xuống cổ cô ta. À, Lưu Bình Bình bị bỏng đến mức hét lên rồi ngã xuống đất, toát tai, quần áo, mặt mũi đều là nước súp hoành thánh, trông hết sức kinh tởm. Mày dám động vào tao? Mày có biết tạo là ai không? Mày có tin là tạo sẽ xử mày ngay lập tức không? Tần Lâm cười lạnh, mau chóng cút đi, đừng làm bẩn mắt tôi. Chỉ là một con nhóc. Tần Lâm cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ. Lưu Bình Bình nhếch nhác bỏ dậy đạp xe rời trước khi đi, cô ta còn nhìn Vương Đông Tuyết một cách hằn học. Sau khi đám người đó rời đi, Vương Đông Tuyết lấy khăn tay ra lau đầu, vẻ mặt lộ rõ sự tủi thân, khóe mắt đỏ hoe. Đồ của cô bẩn rồi, để tôi đi cho cô bộ mới. Vương Đông Tuyết vội vàng nói, không cần đâu, tôi mang về giặt là được, không thể để anh tốn tiền vậy được. Dường như Vương Đông Tuyết rất có nguyên tắc. Nghèo cho sạch sách cho thơm. Tần Lâm bèn nói, thế này đi, tôi sẽ không mua đồ cho cô một cách miễn phí, khi nào Livestream giúp tôi quảng bá y quán là được. Vương Đông Tuyết ngây ra một lúc, anh là bác sĩ sao? Y quán của chúng tôi tên Hiên Viên, cô đồng ý giúp không? Vương Đông Tuyết sững ra một lúc, y quán Hiên Viên sao? Đây chẳng phải là phòng Livestream Hot Home đó sao? Không ngờ Tần Lâm lại là bác sĩ của y quán Hiên Viên. À. Vậy, được thôi. Vương Đông Tuyết miễn cưỡng đồng ý. Sau khi rời quán Hoành Thánh, Tần Lâm dẫn Vương Đông Tuyết đến một trung tâm mua sắm, dù sao thì đồ cô cũng còn ướt, mặc cũng không thoải mái nên đến chỗ nào gần đây mua vài bộ là được. Quy mô của trung tâm mua sắm này cũng không quá tệ, có thể chấp nhận được. Vương Đông Tuyết nhìn những tòa nhà cao tầng trước mặt, trong lòng có chút hoảng sợ. Anh Tần, ở đây có đắt lắm không? Bình thường tôi mua đồ chỉ có mấy chục tệ một chiếc. Ở đây xa xỉ quá rồi. Tần Lâm nói, không sao, tôi quen ông chủ ở đây, tôi sẽ được giảm giá. Tần Lâm ngẩng đầu nhìn lên, chính là trung tâm thương mại Mạnh Thị, đây là sản nghiệp của tập đoàn Mạnh Thị, những gì anh nói là thật. Vương Đông Tuyết ồ lên một tiếng rồi gật đầu, nhưng sau khi đi vào, cô vẫn cảm thấy lo lắng. Lưu Bình Bình đến tiệm tóc, cắt rồi gội để xóa đi mùi vị súp hoành thánh dính trên đầu, sắc mặt vô cùng khó chịu.
Con tiện nhân, không biết nó kiếm đâu ra thằng khốn kia, lại dám ra tay với bà. Lưu Bình Bình thực sự giận điên người, con tiện nhân này ngày thường ở trường học không có duyên với nữ sinh, nhưng lại rất có duyên với nam sinh. Bởi vì nó xinh đẹp, đi đâu cũng giả bộ trong sáng, vậy nên rất nhiều nam sinh theo đuổi. Lâu ngày, đương nhiên sẽ bị người khác khen tị. Ba người Lưu Bình Bình, Lý Lan, Vương Tuệ Tuệ vốn là bạn cùng phòng, nhưng không vừa mắt nên Xuyên bắt nạt cô ấy. Nào là dùng bàn chải đánh răng của cô ấy để cọ bồn cầu, hoặc là nhét kim vào trong gối, hoặc quá đáng hơn là đổ hết cơm của cô ấy đi, xong còn đạp vài phát. Vương Đông Tuyết yếu đuối, không có ai giúp đỡ, nên vẫn luôn không phản kháng lại, về sau một mình trốn ra ngoài đi thuê phòng, như vậy mới cách xa được móng vuốt của ba con quỷ này. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp được, Lưu Bình Bình còn muốn dạy dỗ cho cô ấy một trận, kết quả lại bị thằng chó kia đổ cả túi hoành thánh vào đầu, đúng là buồn nôn muốn chết. Lý Lan cười nói, Bình Bình, chắc cậu cũng rõ, con tiện nhân đấy chả có bản lĩnh gì cả, được mỗi khuôn mặt đẹp, nên suốt ngày đi ve vãn đàn ông. Biết đâu người ta tìm được một thiếu gia nhà giàu đó. Dựa vào nó, Lưu Bình Bình cười nhạo một tiếng. Nếu như thằng chó kia mà là thiếu gia nhà giàu thì bọn họ sẽ ăn hoành thánh rẻ tiền bán lề đường sao? Cũng đúng, chỗ hoành thánh rẻ tiền đó chỉ có con ả nghèo rách Vương Đông Tuyết mới đến ăn. Vương Đông Tuyết thường xuyên ăn sáng ở kia, điều này bọn họ nắm rất rõ, vậy nên lần này cố ý đạp xe qua đây, muốn xem rốt cuộc cô ấy có ở đây không? Nếu như thực sự bám được vào đại gia, còn ăn hoành thánh 5 tệ một bát sao? Thời nào rồi, bây giờ một bát canh ma lạt cũng 20 tệ rồi. Còn ả nghèo rách chỉ dám dùng 5 tệ mua đồ ăn sáng thì có thể làm gì chứ? Mà thôi, dù sao hôm nay cũng không phải đi học, chúng ta lượn phố mua quần áo đi, bên cạnh là trung tâm thương mại Mạnh Thị, xem quần áo ở đấy thế nào. Lý Lan bĩu môi, quần áo ở trung tâm thương mại. Mạnh Thị đắt lắm, tớ không nỡ bỏ tiền ra mua đâu. Đối với sinh viên mà nói, trung tâm thương mại Mạnh Thị này quá xa xỉ, một chiếc áo t-shirt đơn giản của nữ cũng hàng nghìn tệ. Nếu như là áo khoác thì phải mấy chục nghìn tệ, đừng nói đến học sinh, dù là mấy tiểu thư con nhà giàu cũng chưa chắc đã mua nổi. Ít nhất là ba người Lưu Bình Bình không mua nổi. Không sao, đi dạo thôi, thấy thích thì chụp ảnh, sau này lên Shopee tìm mấy món hàng nhái giống vậy mà mặc. Ý hay đó, đi thôi. Ba cô nữ xinh rời khỏi tiệm cắt tóc, sau đó liền đi vào trung tâm thương mại Mạnh Thị. Bên trong trung tâm thương mại có rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, đa phần đều là thương hiệu nước ngoài. Hơn nữa còn là mấy hãng đồ xa xỉ ít người biết đến, thương hiệu của mấy bộ quần áo này mặc dù chưa từng nghe tên nhưng giá cả thì trên trời. Có điều chất lượng quần áo thì khỏi phải bàn cãi, không như đồ của mấy thương hiệu lớn rất dễ bị sờn, rách. Mấy người Lưu Bình Bình đi đến trước một cửa hàng, nhìn thấy người mẫu mặc một chiếc áo khoác, mắt lập tức sáng lên. Wow, chiếc áo này đẹp quá. Đúng vậy, đây là mẫu mới nhất của năm nay, cậu xem đến cái cúc áo còn đẹp thế kia cơ mà. Mẹ nó, mấy cậu nhìn giá này, hơn 30.000. Quần áo có giá hơn 30.000, điều này khiến mấy cô gái lập tức chép miệng, không biết phải là gia đình như thế nào thì mới có thể mua được một chiếc áo giá hơn 30.000 chứ, bọn họ thì chỉ có thể nhìn. Lưu Bình Bình nói, hay là đi vào mặc thử xem. À, đừng thử, chúng mình không mua được đâu. Không mua được thì có làm sao, thử một chút đâu mất đồng nào, đi. Lưu Bình Bình lỗi hai người đi vào, kiên quyết muốn thử. Lúc này ở bên trong cửa hàng, Vương Đông Tuyết đang đứng trước gương nhìn bản thân, cảm thấy hơi ngại ngùng nên mặt đỏ lên. Nhân viên bán hàng ở bên cạnh cười nói, thưa chị mặc chiếc áo khoác này trông đẹp lắm, bạn trai chị có khiếu thẩm mỹ ghê, đây là mẫu áo khoác mới nhất của tiệm chúng tôi, là sản phẩm của nhà thiết kế Milan Italy, nó vô cùng có giá trị. Vương Đông Tuyết cũng rất thích chiếc áo khoác này, kết hợp cũng với vóc dáng cao gầy hoạt bát của cô lại càng đẹp. Chiếc áo này, có đắt không? Vương Đông Tuyết hỏi nhỏ. Thưa chị, chiếc này có giá 37.000, bởi vì là hàng mới nên tạm thời không giảm giá. Á, đắt quá, không được, không được. Vương Đông Tuyết nói xong liền định cởi áo ra, đùa gì vậy, hơn 30.000. Một năm cô ấy còn chưa tiêu đến 30.000 đó. Tần Lâm vội vàng ngăn cô ấy lại, không sao, tôi quen ông chủ của chỗ này, nên được giảm 90%. Vương Đông Tuyết sững sờ, thật không? Đương nhiên là thật rồi. Nếu giảm 90% thì có hơn 300 thôi, mặc dù với khả năng chi tiêu của cô ấy, hơn 300 cũng hơi xa xỉ rồi, nhưng cô ấy rất thích chiếc áo này. Tần Lâm nói, dẫu gì cũng là streamer có tiếng,
quảng cáo giúp cho y quán của chúng tôi, cũng không thể chỉ tặng một món đồ giá 300 tệ được, thế này đi, cô chọn tầm 5.000 tệ, coi như là phí quảng cáo. À, nhiều vậy á, vậy được, cảm ơn anh. 5.000 tệ mặc dù rất nhiều, nhưng đối với ngành streamer mà nói, một đoạn quảng cáo cũng tầm từng nấy tiền. Mặc dù Vương Đông Tuyết không phải streamer có tiếng tăm gì, nhưng hai ngày nay thực sự khá hot, phí quảng cáo cũng tầm đó. Đương nhiên rồi, 5.000 tệ mà Tần Lâm nói trên thực tế là 500.000 tệ. Cô giúp cô ấy chọn thêm mấy bộ để phối cùng. Vâng thưa anh, nhân viên phục vụ ở đây sẽ không phải loại mắt chó mà coi thường người khác, bọn họ đã gặp qua rất nhiều người có tiền mà lại rất khiêm tốn, mấy người có tiền này biết đâu lại có sở thích quái gở, thích giả bộ nghèo. Nhân viên phục vụ chọn cho Vương Đông Tuyết mấy bộ quần áo khá đẹp, kết hợp với chiếc áo khoác của cô ấy, tổng cộng chọn được 4-5 bộ, mỗi ngày thay một bộ, cơ bản có thể mặc một tuần. Được rồi, nhiều quá rồi, tôi không mặc được hết. Chẳng có cô nữ sinh nào không thích quần áo đẹp cả, mấy bộ quần áo này, bộ sau đẹp hơn bộ trước, hơn nữa giá cả cũng không đắt, sau khi giảm 90% thì chỉ tầm 100-200, còn có mấy cái có giá chỉ mấy chục tệ. Đúng là thay đổi tầm hiểu biết của Vương Đông Tuyết mà khi bọn họ đang chọn quần áo, ba người Lưu Bình Bình đột nhiên đi vào trong, Vương Đông Tuyết. Mày làm gì ở đây? Nhìn thấy Vương Đông Tuyết và Tần Lâm ở đây, Lưu Bình Bình nhíu mày, hai tên khốn khiếp này lại có thể đến nơi đắt tiền như thế này xem quần áo. Đặc biệt là Vương Đông Tuyết đang mặc chiếc áo khoác đẹp kia, không những vừa vặn mà còn đẹp, khiến cô ta vô cùng đố kỵ. Mày cởi ra cho tao, mày mua nổi cái áo đấy không? Lưu Bình Bình nói với nhân viên bán hàng, chị đừng lãng phí thời gian với bọn họ, hai tên nghèo rách này, sáng chị ăn có một bát hoành thánh giá 5 tệ bán trong ngõ, bọn họ chắc chắn không mua nổi đâu, nhất định là đang thử đồ của chỗ mấy người thôi, thử xong liền lên Shopee mua hàng nhái, cái loại này tôi hiểu rõ nhất. Nhân viên bán hàng nhíu mày, mặc dù hai người bọn họ ăn mặc rất giản dị, nhưng trên người Tần Lâm toát ra khí chất quý tộc, cô ấy cảm thấy không giống như những gì cô gái kia vừa nói. Thưa chị, không sao, dù chị không mua thì vẫn có thể thử. Tố chất của nhân viên bán hàng không tồi, sẽ không vì cách ăn mặc của một người mà coi thường họ. Lưu Bình Bình lạnh lùng cười nói, Vương Đông Tuyết, mày biết nhân viên bán hàng sẽ không đuổi bọn mày đi, vậy nên mới chẳng ngại ngần gì mà đến thử quần áo, hơn nữa còn dám thử nhiều đồ đến vậy. Mặt mày dày nhỉ, Lý Lan cũng lạnh lùng cười một tiếng, tớ đoán nó thử từng bộ một sau đó chụp ảnh chuẩn bị đăng lên giả dầu đấy. Vương Tuệ Tuệ nhìn mấy bộ quần áo Vương Đông Tuyết thử, đúng là chẳng có bộ nào rẻ, đều có giá mấy chục nghìn, nếu không phải vì chụp ảnh giả dầu, nó thử nhiều quần áo đến vậy làm gì? Vương Đông Tuyết ngại ngùng, cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Tôi mua mấy bộ này. Mua á, hả, Vương Đông Tuyết, mày bị làm sao vậy, tự nhiên trở thành tiểu thư nhà giàu xinh đẹp chắc. Mày có mua nổi mấy bộ quần áo có giá mấy chục nghìn này không? Tin này đáng để đăng báo ấy nhỉ, mày mua đi tạo xem, tao xem mày trả tiền thế nào. Tần Lâm nhíu mày, lạnh lùng nói. Nếu mấy người không mua thì đừng có ở đây gây chuyện, nhân viên bán hàng, gói mấy bộ này lại cho tôi. Lưu Bình Bình nhíu mày nhìn Tần Lâm rồi nói. Tao không quan tâm mày, nên mày được đà lấn tói à? Tao chưa tính sổ chuyện sáng hôm nay đâu, bây giờ mày lại đến đây giả dầu à? Vương Đông Tuyết, mày ham hư vinh quá nhỉ? Nhìn bộ dạng bẩn thỉu của mày đi, mau cởi ra cho tao. Cô ta nhìn thấy Vương Đông Tuyết mặc chiếc áo khoác này, cảm thấy rất không vừa mắt, tiến lên bắt đầu lôi quần áo của Vương Đông Tuyết ra, bắt cô ấy phải cởi. Tần Lâm đột nhiên tiến lên, một tay bóp lấy cổ của Lưu Bình Bình, trở nay tát cho cô ta một cái. Một tiếng, bốp, giòn tan vang lên, cả cửa tiệm lập tức yên lặng. Mặt Lưu Bình Bình in hẳn 5 đầu ngón tay, nửa mặt nhanh chóng sưng lên. Tần Lâm buông lỏng tay, Lưu Bình Bình ngồi sụp xuống đất. Mồm mép hay nói những lời khó nghe đã đành, đằng này lại còn thích động tay động chân nữa. Tần Lâm lạnh lùng nhìn cô ta, sau đó liền đi thanh toán. Lưu Bình Bình sắp nghiến vỡ răng rồi. Thằng chó, dám ra tay với tao, thực sự cho rằng Lưu Bình Bình tạo dễ bắt nạt sao, mày chờ đấy cho tao. Lý Lan và Vương Tuệ Tuệ đỡ cô ta lên rồi nói. Hay bây giờ chúng ta tìm người, xử lý thằng chó kia gì? Lưu Bình Bình nghiến răng, trước tiên đừng làm vậy, tớ muốn xem, hai tên rác rưởi này thanh toán thế nào. Lưu Bình Bình ôm mặt đứng dậy, vừa định đi đến quầy thanh toán liền phát hiện ra Tần Lâm đã cầm lấy quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Lưu Bình Bình chỉ vào bọn họ hét lớn, nhân viên bán hàng.
bọn họ cầm quần áo đi rồi, mấy người không quan tâm sao? Nhân viên bán hàng lạnh lùng nói, bọn họ thanh toán rồi, chúng tôi quan tâm gì chứ? Hai anh chị kia vốn chỉ muốn mua quần áo ở đây, ra tay cũng rất hào phóng, kết quả ba con điên nhảy nhót như mấy con hề này lại đến rồi hét tới hét lui. Đúng là đáng ghét quá, nhân viên bán hàng cũng chẳng thèm nể nang bọn họ. Ba người Lưu Bình Bình lập tức sững sờ. Thanh toán rồi sao? Hai tên rác rưởi kia thanh toán được chỗ quần áo kia sao? Mấy chục bộ quần áo, ít nhất cũng phải 300-400 nghìn, bọn họ mua nổi à? Ba người Lưu Bình Bình nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện này hết sức kỳ quặc. Đi theo xem, Lưu Bình Bình cũng không quan tâm đến nỗi đau đớn bỏng rát ở trên mặt nữa, ba người Lưu Bình Bình đi theo bọn họ. Vương Đông Tuyết và Tần Lâm tay xách túi lớn túi nhỏ, khi đi qua đường quay lại nhìn ba người bọn họ, Vương Đông Tuyết nhíu mày. Mấy người rốt cuộc muốn làm cái gì? Lưu Bình Bình lạnh lùng hừ một tiếng, nhiều quần áo như vậy, mấy trăm nghìn lận, nhất định là mua hộ người khác rồi, tao không tin đống này là mày tự mình mua. Tần Lâm lạnh lùng cười, chỉ là mấy bộ quần áo thôi mà, đến mức này sao? Ba người Lưu Bình Bình lạnh lùng nói, sao nào, nghe giọng điệu của mày, cứ như chẳng thèm quan tâm ấy nhỉ? Mày nghĩ mày là ai? Con nhà giàu à? Tần Lâm nói, tôi không phải con nhà giàu, có điều tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến chỗ quần áo này, xách nặng tay quá, vứt mấy chiếc đi. Nói xong, Tần Lâm vứt ba chiếc túi trên tay vào thùng rác bên cạnh. Mày, ba người Lưu Bình Bình mắt chữ A mồm chữ O, mấy bộ quần áo đấy đều có giá mấy chục nghìn một chiếc đó, lúc này Tần Lâm vứt ba chiếc vào, trong đó có cả chiếc áo khoác mà bọn họ thích. Quần áo giá hơn 30 nghìn một chiếc mà cũng vứt vào thùng rác như vậy sao? Ba người bọn họ bây giờ chỉ muốn lục thùng rác để nhặt mấy bộ quần áo ấy lại, nhưng nhiều người nhìn như vậy, hơn nữa Vương Đông Tuyết cũng ở đây, ngày thường bọn họ đều tự cho mình là thiên kim tiểu thư con nhà giàu, bây giờ nếu nhặt đồ người khác vứt đi, chẳng phải là quá mất mặt sao? Ba người nghiến răng đứng bên đường chờ đèn xanh, chẳng bao lâu sau, một chiếc xe rác ầm ầm đi tới, đổ toàn bộ rác của ba chiếc thùng rác vào xe rác. Trong đó bao gồm cả ba túi quần áo kia. Ba người Lưu Bình Bình thấy vậy, chỉ cảm thấy tim mình nhỏ máu. Có điều chỉ có thể nhìn xe rác rời đi. Cuối cùng, đèn xanh bật lên, Tần Lâm và Vương Đông Tuyết bước trên vạch kẻ đường mà rời đi. Ba người Lưu Bình Bình vốn cũng muốn qua đường, nhưng vì chuyện lúc nãy nên bước chân của bọn họ cứ ngập ngừng, không thể nào rời đi. Ba người nhìn nhau, Lưu Bình Bình nói trước, bọn cậu có nhìn thấy chiếc áo khoác kia không? Hơn 30 nghìn mà bọn họ vứt như thế, đúng là biết cách giả vờ quá. Đúng vậy, tiếc thật, tớ rất thích chiếc áo khoác đó, còn cả mấy bộ quần áo khác, tớ cũng rất thích. Ba người đứng ở đó, không nói gì, chốc lát sau, Lưu Bình Bình nói. Hay là, chúng ta đi nhặt lại. Á, thế thì mất mặt quá, đi nhặt quần áo từ thùng rác. Đó là quần áo mới, không phải đồ cũ, có gì mất mặt chứ. Quan trọng là đó là đồ Vương Đông Tuyết vứt đi. Ngày thường chúng ta toàn cười nhạo nó nghèo mà bây giờ lại đi nhặt quần áo của nó. Nếu không vì quá thích chiếc áo khoác, bọn họ cũng sẽ không đứng đây mà phân vân một lúc lâu như vậy. Lưu Bình Bình nghiến răng nói. Dù sao nó cũng vứt đi rồi, đâu thuộc về nó nữa, chúng ta nhặt về là của chúng ta, tổng cộng 3 chiếc, mỗi người 1 chiếc. Được, đi thôi, dù sao cũng không có ai nhìn thấy chúng ta. Ba người đồng ý với nhau, thực ra bọn họ đều có cùng suy nghĩ này. Chỉ là sợ mất thể diện. Sau khi thương lượng xong, ba người nhanh chóng chạy theo chiếc xe rác. Sau khi qua đường, Vương Đông Tuyết quay đầu liên tục nhìn rồi nói. Anh Tần, sao lại vứt mấy bộ quần áo đấy đi, tiếc quá, không cần phải để ý bọn họ mà. Tần Lâm cười nói, tôi vứt túi thôi, quần áo ở túi khác. Nói xong, Tần Lâm mở một chiếc túi, ba bộ quần áo lúc nãy vẫn còn. Vương Đông Tuyết lập tức cười, sao anh xấu vậy? Tần Lâm cười nói, mấy người ấy toàn bắt nạt cô nhỉ. Đi, tôi đưa cô đi xem kịch hay. Vương Đông Tuyết có hơi buồn bực, kịch hay gì vậy? Cô xem là biết, Tần Lâm kéo Vương Đông Tuyết qua một con ngõ nhỏ, ở phía trước không xa có một chiếc xe rác đang dừng ở một cái ngõ nhỏ. Tài xế xe rác khổ sở nói, ba cháu gái, bác còn có việc phải đi gấp, các cháu tìm đồ nhanh chút được không? Lưu Bình Bình liếc mắt, rút ra 200 tệ rồi đưa qua. Cho bác. Đợi chúng tôi tìm xong, chúng tôi sẽ đi. Tài xế vừa thấy có tiền, lập tức cười. Được, vậy nhé, các cháu cứ từ từ tìm. Tài xế mở xe rác ra, mùi hôi thối nồng nặc lập tức tỏa ra, ba người Lưu Bình Bình nhíu mày, buồn nôn mà nhìn vào bên trong, cảm thấy hơi không muốn tìm. Chị em,
Tìm đi, quần áo giá 20-30 nghìn tệ, tìm được là về trường có thể giả giàu rồi. Được, làm thôi, ba người vén tay áo lên, cũng chẳng thèm quan tâm đến hình tượng nữa, dù sao lật tung chỗ này xong cả người cũng bẩn thỉu, đến lúc về trường tắm gội thay quần áo mới là được, đến lúc đó, bọn họ có thể khoe khoang đống quần áo mấy chục nghìn của bản thân rồi. Quần áo bẩn bên trong xe rác rất nhiều, nhưng động tác cũng ba chị em lại chẳng hề ngại ngần, ai ai cũng vô cùng hăng hái, không ngại bẩn không ngại mệt. Ba người đã chốt trước rồi, ai tìm được chiếc áo khoác thì nó thuộc về người ấy, vậy nên ai cũng cố gắng tìm, muốn mình là người đầu tiên tìm được chiếc áo khoác đó. Ối Lưu Bình Bình không đứng vững trong xe rác, nên đầu liền cắm vào trong. Đầu chúi xuống cắm vào đống rác, khi chui ra thì mặt mũi bẩn thỉu, trông vô cùng kinh tởm. Mùi hôi thổi nồng nặc này sặc lên, khiến cô ta buồn nôn, có điều vẫn nhắm mắt tiếp tục tìm. Vương Đông Tuyết đi đến trước xe rác, có hơi buồn bực. Anh Tần, anh muốn tôi xem gì vậy? Nói xong, hai người đi đến trước xe rác, nhìn thấy mấy gương mặt nhơ nhuốc bẩn thỉu ở bên trong, ba người toàn thân dơ bẩn, Vương Đông Tuyết sững sờ, há miệng kinh ngạc. Mấy cậu, ba người Lưu Bình Bình cũng sững người, không ngờ Vương Đông Tuyết lại đến đây. Nhìn gì mà nhìn, dù sao mày cũng vứt rồi, thì chỗ quần áo đó không phải của mày nữa, mày có tư cách gì để cười tao? Vương Đông Tuyết vội vã lắc đầu, tớ đâu có cười cậu đâu. Lưu Bình Bình lạnh lùng hừ một tiếng, tao biết thừa rồi, mày cũng quay lại nhặt quần áo đúng không? Lúc nãy mày chỉ giả vờ trước mặt chúng tao, kết quả bây giờ hối hận rồi, quay lại trộm nhặt quần áo chứ gì? Hừ, tao nhất định đoán đúng rồi, chỗ quần áo này vốn không phải bọn mày mua mà là mua hộ người khác vậy nên không thể vứt đúng không? Nói cho mày biết, ít có hối hận thì cũng muộn rồi, cái lúc mày vứt đi ý, mấy bộ quần áo đấy không thuộc về mày rồi, ai cướp được thì là của người ấy. Nói xong Lưu Bình Bình lại điên cuồng lục lọi, cho dù toàn thân đầy rác rưởi cũng chẳng thèm quan tâm, sợ bị Vương Đông Tuyết cướp mất. Vương Đông Tuyết nhìn thấy cảnh này, thực sự không biết nên nói gì. Tần Lâm cũng cười nhạo, đi thôi, tôi đưa cô về nhà. Sau khi Vương Đông Tuyết rời đi, đám người Lưu Bình Bình tìm mãi, lật tung cả xe rác này lên mà chả thấy quần áo đâu. Ba chiếc túi đựng quần áo cũng bị lật tung ra. Sắc mặt Lý Lan u ám nói, chúng ta bị con tiện nhân đó chơi một vố rồi. Bọn họ tìm rất kỹ, hơn nữa túi được gói rất chặt, sẽ không thể nào có chuyện rơi ra ngoài. Trừ phi, bọn họ vốn không vứt quần áo đi. Lúc này, Lưu Bình Bình mới tỉnh ngộ. Nghĩ lại, dựa vào điều kiện của Vương Đông Tuyết sao có thể vì giả giàu mà vứt quần áo đáng giá 50-60 tệ đi được. Nhất định là đã cầm quần áo đi, lúc vứt chỉ vứt mỗi túi, cố ý chơi bọn họ. Con tiện nhân, đợi mai nó về trường học, để xem tớ xử lý nó thế nào. Sau khi đưa Vương Đông Tuyết về đến cửa nhà, cô ấy do dự cả đường, nhưng vẫn lấy hết dũng khí mà nói. Anh Tần, hôm nay cảm ơn anh, chúng ta giữ liên lạc được không ạ? Để cô ấy chủ động mở miệng, thực sự khá khó khăn, có điều cô ấy vẫn phải nói ra. Được, hai người add Zalo và lưu số điện thoại, sau đó, Vương Đông Tuyết nói. Chiều mai tôi không có tiết. Hay là tôi mời anh ăn cơm? Tần Lâm nói, được, tôi thấy cô nấu ăn rất ngon, thử xem tay nghề của cô thế nào. Vậy được, quyết thế nhé, ngày mai tôi sẽ gọi anh. Nói xong, gò má Vương Đông Tuyết ửng đỏ rồi quay về khu nhà tập thể. Mua một đống quần áo cũng đủ mệt rồi, tối nay Tần Lâm vốn muốn mời cô ấy đi ăn cơm, nhưng người ta còn phải livestream nấu ăn, vậy nên chỉ có thể thôi. Về đến nhà, Tần Lâm ăn cơm gì Phùng nấu? Đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Dì Phùng ngày nào cũng học theo cách nấu của Vương Đông Tuyết, đây chẳng phải là gián tiếp ăn đồ ăn cô ấy nấu sao? Khi ăn cơm, Tần Lâm lại nghịch điện thoại của dì Phùng, xem Vương Đông Tuyết livestream. Hôm nay Vương Đông Tuyết có vẻ rất vui, dù sao cũng mua được nhiều quần áo đẹp, hơn nữa cô ấy cũng tuân thủ lời hứa, cô ấy vừa nấu cơm, vừa nói. Hôm nay tôi có hơi mệt, bị bệnh nên liền đi y quán Hiên Viên. Tôi phát hiện ra phòng khám đông y này rất ổn. Cái này thuộc kiểu quảng cáo theo cách, bản hàng ôn hòa, tạo ra một câu chuyện rồi đưa vào trong livestream. Streamer sẽ kể câu chuyện như trải nghiệm thực sự của bản thân mình, hiệu quả rất tốt. Tần Lâm hôm nay đưa cô ấy mua nhiều quần áo như vậy, mặc dù nói là phí quảng cáo, nhưng Vương Đông Tuyết vẫn thấy rất ngại. Quảng cáo rất nhiều, nhưng người xem cũng không thấy phản cảm, dù sao cũng toàn các chú các gì, hiệu quả vẫn rất tốt. Hôm nay là thứ sáu, lượng người livestream trên nền tảng rất lớn, vậy nên hôm nay có hoạt động, đó là cuộc thi đấu giữa các streamer.
trận thi đấu này khác với PK lúc trước. Nếu như PK giữa streamer thì chủ yếu là để so sánh lượng quà và khen thưởng. Còn thi đấu là so sánh số lượng người xem live stream, cũng có thể coi là mức độ nổi tiếng của một người. Cái này phải dựa vào thực lực thật sự của bản thân, thường chỉ có streamer nổi tiếng mới thi đấu với nhau. Hơn nữa thi đấu không thể tùy ý chọn mà do chỉ định. Vương Đông Tuyết đang thái rau thì giữa live stream nhảy ra thông báo. Tiểu Hồ Nương mời bạn một đấu một, bạn có chấp nhận không? Vương Đông Tuyết nhíu mày, sao lại là Tiểu Hồ Nương nữa vậy? Trong live stream lập tức có không ít người bắt ồn ào. Cô Tiểu Hồ Nương này muốn đến để phục thù đây mà, trận đấu phục thù. Chấp nhận đi, để dì Phùng dạy cho cô ta một bài học. Không biết là cô ta lấy đâu ra can đảm, thua hai trận liên tiếp, mà lại dám khiêu chiến người khác. Vương Đông Tuyết lắc đầu, không thèm quan tâm đến cô ta, tiếp tục từ chối. Tuy nhiên vừa mới ấn xong, thì cửa sổ lời mời lại nhảy ra. Vương Đông Tuyết cứ từ chối thì thông báo cứ tiếp tục nhảy ra. Sao mãi không hết vậy? Đến khi Vương Đông Tuyết muốn tiếp tục từ chối, thì một dòng comment lướt trên màn hình. Dì Phùng nhà họ Tần, chấp nhận đi. Comment trên màn hình lập tức náo nhiệt. Dì Phùng đến rồi. Vốn trong lúc live stream đã rất im lặng rồi, mấy bác gái xem live stream cũng không nói gì. Mà mấy thanh niên xem live stream vì nhan sắc của Vương Đông Tuyết nhìn thấy comment cũng không ai trả lời, cho nên cũng chẳng có tương tác nhiều. Nhưng dì Phùng vừa xuất hiện đã đột nhiên làm bùng nổ live stream, danh tiếng của dì Phùng thực sự có thể so sánh với một số kênh live stream lớn. Dì Phùng tôi yêu dì, tôi là fan cuồng của dì đây. Dì Phùng cố lên, dạy cô Tiểu Hồ Nương kia một bài học nữa đi. Hôm nay không xong rồi, hôm nay không phải thi tặng quà đâu, dì Phùng cũng hết cách. Vương Đông Tuyết nhìn thấy dì Phùng comment liền do dự một lát rồi ấn chấp nhận. Sau đó, trên màn hình hiện lên một dòng tỷ số thi đấu, trên đó có hiện số người xem của cả hai kênh. Tiểu Hồ Nương vốn có lượt người xem cao hơn Vương Đông Tuyết, là streamer có chút danh tiếng, vừa bắt đầu đã trong trạng thái chèn ép hẳn bên đối thủ. 40.000 và 5.000, khoảng cách chênh lệch nhau những 10 lần, rất khó có thể san bằng. Tiểu Hồ Nương cười khẩy, con tiện nhân không biết tìm được mỏ vàng này ở đâu. Chắc chắn là ngủ với người ta nhiều lần nên mới được nhiều quà tặng như vậy, lần thi đấu này so về độ nổi tiếng, cô sẽ thua ngay thôi. Sau hai lần trước, Tiểu Hồ Nương đã không còn giả vờ nữa, cả Livestream đều biết cô ta và Vương Đông Tuyết là kẻ thù, trong lúc Livestream mắng cô ấy là chuyện bình thường. Chỉ là công phu đổi trắng thay đen của cô ta đúng lợi hại, rõ ràng cô ta mới là người đi ngủ với người ta để đổi quà mà bây giờ lại đổ cho người khác. Trong Livestream có không ít fan bắt đầu tạo không khí, sang bên Vương Đông Tuyết mắng chửi vô cùng khó nghe. Sau hai lần trước, Vương Đông Tuyết cũng chỉ cần dựa vào nhan sắc và tài nấu nướng của mình đã hút được một lượng fan, mặc dù không nhiều nhưng đều là fan trung thành, nhìn thấy bên đối phương bắt nạt quá đáng như vậy, lập tức cũng tức giận. Đúng là biết làm bộ làm tịch, cô Tiểu Hồ Nương này chưa chết bao giờ sao? Hừ! Một nữ Livestream chỉ biết khoe khoang lằng lơ mà cũng dám so với Đông Tuyết nhà ta sao? Đêm nay chắc chắn cô vẫn thua. Có rất nhiều bình luận, mọi người cũng ào ào giúp chia sẻ Livestream, nhờ người thân và ủng hộ nhân lực. Nhưng kết quả chắc chắn cực kỳ thấp. Tiểu Hồ Nương nhìn thấy đối phương hình như đang rất cố gắng, đột nhiên cười lạnh. Một đám gà con, nói rồi, Tiểu Hồ Nương bắt đầu mời streamer khác tương tác với cô ta. Màn hình liền chia làm hai phần. Một nửa là phần Livestream của streamer khác. Ôi trời là Tiểu Phi Phi. Nhìn người ở phía nửa màn hình bên kia, mọi người đều kinh ngạc. Đây là Tiểu Phi Phi, là chị đại của nền tảng Hổ Ngư, là streamer vô cùng nổi tiếng, mỗi lần Livestream là thu hút trên triệu người xem. Cô Tiểu Hồ Nương này đúng đỉnh, lại cùng tương tác với nhân vật nổi tiếng như vậy. Vẻ mặt Tiểu Hồ Nương lộ ra chút đắc ý, anh Hồ này đúng là có bản lĩnh. Ngủ với anh ta có một đêm liền đồng ý giúp cô ta liên hệ với Tiểu Phi Phi. Dù gì cũng là đồng nghiệp, chỉ cần đưa đủ tiền, muốn mời Tiểu Phi Phi cũng không phải chuyện khó. Tiểu Phi Phi đúng là streamer nổi tiếng, vừa vào Livestream đã có mấy chục nghìn người xem. Em chào chị Phi Phi, hôm nay được tương tác với chị đúng là may mắn. Tiểu Phi Phi cũng vô cùng lịch sự, kênh của Hồ Nương tôi cũng thường xuyên xem, cô cũng là streamer giỏi đó. Hai người phụ nữ chém gió qua lại. Thêm vài đoạn gây cười nữa, số người xem đột nhiên tăng nhanh lên 200.000 người. Theo số liệu Tiểu Phi Phi Livestream thường ngày, trong vòng 20 phút đã có thể tăng lên 1 triệu người. 1 triệu người xem,
đây quả là một con số đỉnh cao trong Livestream, đừng nói là Vương Đông Tuyết, cho dù là những streamer lớn khác cũng chưa chắc đã đạt được tới con số này. Một bên náo nhiệt thì bên kia đương nhiên sẽ vắng vẻ. Mặc dù Vương Đông Tuyết Livestream không chịu ảnh hưởng gì nhiều nhưng người xem thì đứng ngồi không yên. Con tiện nhân tiểu hồ nương này, dám ra chiêu hiểm, mời cả tiểu Phi Phi. Hết cách, lượt xem bên tiểu Phi Phi cao quá, tôi cũng là fan của cô ấy, hay, e là hôm nay phải thua rồi. Đúng đó, lần thi đấu này so về lượt xem chứ không phải quà tặng, cho nên có tiền cũng không có tác dụng. Dì Phùng đâu, dì Phùng có cách gì không? Sau khi mọi người réo tên dì Phùng, Tần Lâm nói. Chờ chút, nhìn thấy dì Phùng lại lên tiếng, mọi người bắt đầu đùa cợt. Chắc chắn dì Phùng hết cách rồi. Đúng, dì Phùng mới thật sự là phủ bà, bọn họ tìm chị Đại Hổ Ngư thì chúng ta tìm anh cả Hổ Ngư. Cái gì mà anh cả Hổ Ngư anh cả thế giới, chắc chắn không thoát khỏi cái váy đục của dì Phùng đâu. Khoảng 5-6 phút sau, bên này cũng không có động tĩnh gì, mọi người đều bình tĩnh lại, xem ra dì Phùng cũng không còn cách nào, dù gì thì những streamer nổi trên nền tảng Hổ Ngư không phải ai cũng gọi được. Streamer cỡ như Tiểu Phi Phi cũng chỉ được mấy người, không mời được thì cũng hết cách. Bây giờ người xem Livestream của Tiểu Hồ Nương đã sắp đến 1 triệu, căn bản cũng không còn gì luyến tiếc. Thôi bỏ đi, thua thì thua vậy, tôi cũng sang bên kia xem Tiểu Phi Phi đây. Hai, xem ra dì Phùng cũng hết cách rồi, thua chắc rồi, còn tưởng Đông Tuyết có thể tạo nên kỳ tích cơ. Chuồn thôi, chuồn thôi. Đúng lúc mọi người định rời Livestream thì đột nhiên Livestream của Vương Đông Tuyết hiện lên thông báo có lời mời tương tác. Tô Văn Kỳ mời bạn cùng Livestream. Mọi người đều ngây người, Vương Đông Tuyết cũng ngây người. Tô Văn Kỳ, đây là streamer nào vậy, dám đặt tên này, không bị phong sát sao? Đúng đó, dám lấy tên của Thiên Hậu đăng ký, đây không phải là đã xâm phạm danh dự của người ta sao? Chờ chút, tài khoản Tô Văn Kỳ này hình như có tích xanh của Hổ Ngư. À, có thật không vậy, tôi đi xem thử. Mọi người nhao nhao mở tài khoản của Tô Văn Kỳ để xem, phát hiện ra đúng là có dấu tích xanh thật. Đây chính là tài khoản Livestream của Tô Văn Kỳ. Những diễn đàn lớn như vậy đều cấp tích xanh cho các ngôi sao. Mặc dù các ngôi sao chưa từng Livestream nhưng tài khoản vẫn được giữ. Thiên hậu như Tô Văn Kỳ cũng chưa từng Livestream, trừ khi trên truyền hình. Lần này Tô Văn Kỳ lại đột nhiên Livestream. Đây đúng là một tin nóng hổi. Bình thường, các sao hạng 2 Livestream đều tuyên truyền trước để tạo khí thế, làm quảng cáo rất phô trương. Thứ nhất là vì để quảng cáo trong Livestream, thứ hai là để đảm bảo có lượt xem sau khi bắt đầu Livestream. Kiểu giống như Tô Văn Kỳ, không tuyên truyền trước, đột nhiên Livestream thực sự vô cùng ít, chưa thấy bao giờ. Vương Đông Tuyết cũng là fan của Tô Văn Kỳ, thật ra cô ấy cũng không tin lắm đây thật sự là Tô Văn Kỳ. Nhưng vẫn không tự chủ ấn chấp nhận. Sau đó màn hình được chia làm hai. Bên trái là Vương Đông Tuyết và căn bếp của nhà cô ấy. Bên phải là Tô Văn Kỳ, thiên hậu tuyệt sắc mặc bộ đồ ở nhà trong một căn phòng khách sạn. Nhìn thấy vậy mọi người đều bùng nổ tại chỗ. Đây đúng là thiên hậu. Trời ơi thiên hậu, chị Tô em yêu chị Tô đỉnh quá. Dì Phùng đỉnh quá. Sau khi mọi người tâng bốc Tô Văn Kỳ vài câu, thì bắt đầu khen dì Phùng tuyệt vời. Vừa rồi mọi người còn phải bó tay, lúc cảm thấy tiểu hồ nương nắm chắc phần thắng thì dì Phùng chỉ nói câu đợi chút, không bao lâu sau, Tô Văn Kỳ đã đến. Đây chắc chắn là chiêu của dì Phùng. Vốn tưởng dì Phùng chỉ là một đại gia bình thường, vậy mà không ai ngờ rằng lại là một lão đại thật sự. Đến cả Tô Văn Kỳ cũng mời được, không phải lão đại thì là cái gì? Chào mọi người, tôi là Tô Văn Kỳ, chào em, Đông Tuyết. Trước ống kính, Tô Văn Kỳ vẫn thể hiện vô cùng cao sang. Chị Tô, em chào chị, em là fan của chị đó. Em rất thích các bài hát của chị. Vương Đông Tuyết cũng có chút hoang mang, không biết nên nói cái gì, được gặp thần tượng của mình trong khoảng cách gần như vậy, tâm trạng như vậy thực sự rất khó miêu tả. Tô Văn Kỳ cười nhạt, cảm ơn em đã ủng hộ, chị nghe nói em nấu ăn rất ngon, đúng lúc chị chưa ăn cơm tối, chị học nấu ăn với em được không? À, được à, Vương Đông Tuyết vừa mừng vừa lo, vội vàng làm lại từ đầu. Chỉ cho Tô Văn Kỳ từng bước một. Thiên hậu vừa đến, cả nền tảng đều sắp bị tê liệt, mọi người đều chen chúc vào Livestream của Vương Đông Tuyết. Mặc dù không có bất cứ sự tuyên truyền nào trước nhưng chỉ bản thân Tô Văn Kỳ là đủ rồi, bản thân có một lượng fan rất lớn, tiện đăng một tin trên Facebook đã thu hút mấy chục nghìn mấy trăm nghìn lượt tương tác.
live stream của Vương Đông Tuyết lập tức tăng lên 1 triệu lượt xem. Đây là streamer đạt 1 triệu lượt xem nhanh nhất từ trước đến giờ. Bên Tiểu Hồ Nương vẫn đang live stream, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng số người xem trên màn hình lại đột nhiên giảm nhanh chóng. Hửm, có chuyện gì vậy, con khốn kia đã đạt 1 triệu người xem rồi sao? Tiểu Phi Phi cũng có chút bực, không phải chỉ là một streamer nhỏ thôi sao, có 20-30 nghìn fan trong 2 ngày thôi mà, sao lại có 1 triệu lượt xem chứ? Trời ơi, streamer bên kia đang tương tác với Tô Văn Kỳ. Với ai? Tô Văn Kỳ, chém gió à? Sao cô không bảo cô ta tương tác với Jackson luôn đi? Thật đó, Thiên Hậu đang học nấu ăn cùng Đông Tuyết kìa, Thiên Hậu không hổ là Thiên Hậu, nấu ăn cũng đẹp như vậy. Trời ơi, tôi phải đi xem, té đây. Người xem Livestream hầu như đều giải tán hết rồi, tất cả đều chạy sang bên Vương Đông Tuyết, thấy thực sự là Tô Văn Kỳ mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Cô Vương Đông Tuyết này cũng đỉnh quá đi, có thể tương tác với Thiên Hậu luôn. Lượt xem của Thiên Hậu ai so nổi chứ? Kèo này chắc thắng rồi. Tiểu Phi Phi thấy vậy liền rút khỏi Livestream, thoát tương tác với Tiểu Hồ Nương. Đùa cái gì vậy, sao cô dám đấu lại Thiên Hậu chứ? Vậy chẳng phải lấy trứng chọi đá sao? Tiểu Phi Phi vừa rời khỏi, bên Tiểu Hồ Nương lập tức bị giảm lượt xem, từ hơn 1 triệu người xem chớp mắt chỉ còn mấy trăm người. Hơn nữa mấy trăm người này không chừng đang treo máy. Trên màn hình đã không còn một comment nào cả, lúc vắng người xem nhất cũng không thảm hại bằng bây giờ. Tiểu Hồ Nương cắn răng, trên mặt đầy sự phẫn nộ. Con tiện nhân, mày đợi đấy cho tao. Tầm nửa tiếng sau, cuộc thi đấu đã kết thúc, Vương Đông Tuyết đã chiến thắng áp đảo, tiếp tục đứng trang đầu. Vì dạy Tô Văn Kỳ nấu ăn thành công, khiến Thiên Hậu từ trước đến giờ chưa bao giờ vào bếp lại nấu được một món ngon, lập tức thêm được không ít fan. Từ 30.000 fan lên 100.000 fan, chỉ nhìn vào fan thì bây giờ cô ấy đã cùng đẳng cấp với Tiểu Hồ Nương rồi. Mới chỉ vài ngày, Vương Đông Tuyết đã phát triển như thế này, cũng được coi là kỳ tích trong ngành rồi. Vương Đông Tuyết cũng vô cùng kinh ngạc, sau khi tắt Livestream tim vẫn đập thình thịch, đây là Tô Văn Kỳ đấy. Sau khi Livestream xong, Vương Đông Tuyết nhắn tin cho Tần Lâm. Anh Tần, anh có xem Livestream hôm nay của tôi không? Chị Tô Văn Kỳ có tương tác với tôi đấy. Vương Đông Tuyết vội vàng chia sẻ tin vui này cho Tần Lâm. Tần Lâm trả lời, có xem, hôm nay cô thể hiện rất tốt. Cô rất thích Tô Văn Kỳ sao? Đúng vậy, tôi thích chị Tô Văn Kỳ nhất. Vậy mấy hôm nữa tôi mời cô đi xem buổi hòa nhạc. Được, sau khi Vương Đông Tuyết nhận lời, đột nhiên nhận ra có chút không ổn, có phải quá dễ dãi không? Người ta tiện mời một câu cô ấy đã đồng ý. Nhưng bây giờ muốn đổi ý cũng không được. Tin nhắn đã gửi, Vương Đông Tuyết đỏ mặt, ngồi trên giường suy nghĩ loạn xạ. Sáng sớm hôm sau, Vương Đông Tuyết đến trường đi học. Chuẩn bị mời Tần Lâm cùng ăn cơm buổi trưa. Kết quả chưa vào lớp được bao lâu đã nhìn thấy ba người Lưu Bình Bình. Ba người nhìn thấy Vương Đông Tuyết mặc chiếc áo khoác cùng với bộ đồ đắt giá kia, lập tức không vui. Tranh thủ thời gian tan học, Lưu Bình Bình bước đến, nói. Vương Đông Tuyết, bây giờ mày giỏi rồi, sinh viên nghèo có trợ cấp của trường và quyên góp của xã hội lại đi mua hàng đắt tiền. Vương Đông Tuyết ngây người một lát, không phải, tớ không có. Hừ. Không có, cho mọi người xem quần áo của mày, hôm qua mày mua ở trung tâm thương mại Mạnh Thị chính mắt tao nhìn thấy, toàn áo khoác hơn 30.000 tệ, lại thêm đôi giày với cái váy của mày nữa, cả người phải đến 5-60.000 tệ, tiền trợ cấp sinh viên nghèo của trường mày tiêu như thế à? Vương Đông Tuyết vội vàng giải thích, không phải không phải, chiếc áo này của tớ là hơn 30.000 tệ, bạn tớ quen ông chủ nên được giảm giá 90% xuống còn 300 tệ. Lưu Bình Bình cười nói, Vương Đông Tuyết, mày nghĩ tao ngu sao, lừa tao à? Mày cho mọi người xem đây là hiệu gì, 300 tệ có thể mua được chiếc áo khoác đẹp như thế này không? Quần áo của Vương Đông Tuyết thực sự rất đẹp, mọi người đều vô cùng tò mò, chẳng lẽ một sinh viên nghèo lại mua đồ đắt tiền? Vương Đông Tuyết cởi áo khoác ngoài cho mọi người xem nhãn hiệu ở phía sau. Đúng thật không phải là hàng đắt tiền, cái này chỉ là quần áo 300 tệ một cái thôi. Sau khi mọi người nhìn thấy nhãn hiệu liền lên mạng tra. Lập tức trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kỳ lạ. Vương Đông Tuyết, chiếc áo này thật sự là 30.000 tệ đấy, không ngờ cậu lại là loại người này. Đúng vậy, nhận trợ cấp sinh viên nghèo lại vung tay quá chán như vậy, cậu đúng là vô liêm sỉ. Theo tớ thấy, nên hủy tư cách sinh viên nghèo của cậu ấy cho người khác đi. Vương Đông Tuyết cũng không tin, cầm lấy điện thoại của bọn họ nhìn một cái, phát hiện ra đúng thật là 30.000 tệ,
hơn nữa còn viết rõ là sản phẩm mới không giảm giá. Chuyện này là thế nào, anh Tần nói rõ ràng là giảm giá 90% mà. Tớ không biết, đây là quần áo người khác tặng cho tớ. Mọi người đều cười đều, vừa nói là giảm giá, giờ lại nói là người khác tặng, Vương Đông Tuyết, chúng tôi nhìn nhầm cô rồi. Bây giờ chúng ta đi báo cáo, bảo giáo viên hủy trợ cấp, hủy học bổng của cô ta. Vương Đông Tuyết lo lắng tới mức sắp phát khóc, cô cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể liên tục nói là do người khác tặng. Đám người Lưu Bình Bình nháy mắt ra hiệu với nhau, tiến lên bao vây Vương Đông Tuyết rồi nói. Con chó chết này, tao còn chưa tính sổ chuyện lần trước mày bảo thằng danh kia đến đánh tao, hôm nay tao sẽ tính hết với mày. Nói xong, đám người Lưu Bình Bình đè Vương Đông Tuyết xuống dưới đất, cầm kéo cắt rách chiếc áo ngoài của cô. Vài nhát cắt đã khiến chiếc áo khoác ngoài hơn 30.000 tệ rách mấy cái lỗ liền. Vương Đông Tuyết kéo áo, cúi đầu, mặc dù có phản kháng lại nhưng vẫn không thể nào bằng sức lực của ba người bọn họ. Sau khi cắt rách chiếc áo khoác ngoài của Vương Đông Tuyết, Lưu Bình Bình vẫn chưa thấy hả giận. Đột nhiên cô ta túm lấy tóc của Vương Đông Tuyết rồi cắt. Tóc đuôi ngựa dài của Vương Đông Tuyết lập tức bị cắt phăng, trong phút chốc biến thành mái tóc ngắn. À, mái tóc yêu dấu bị cắt, Vương Đông Tuyết khóc lóc giãy giụa, vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của ba người bọn họ, khóc lóc chạy khỏi lớp học. Tần Lâm đợi Vương Đông Tuyết một lúc lâu mà không thấy cô quay về, sắp đến trưa rồi, đã nói là cùng nhau đi ăn cơm, có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không? Gọi mấy cuộc mà cũng không bắt máy, Tần Lâm liền đi đến trường của cô ấy. Đến cổng trường, cách đó không xa Tần Lâm liền nhìn thấy Vương Đông Tuyết quỳ ở góc tường. Anh nhanh chóng chạy đến thì nhìn thấy quần áo trên người Vương Đông Tuyết đã bị cắt rách tươm, tóc tai bù xù, ôm bó gối ngồi khóc nức nở, Tần Lâm liền cau mày lại. Đông Tuyết, cô làm sao thế? Vương Đông Tuyết ngẩng đầu, tôi không sao, anh Tần, xin lỗi, tôi về muộn khiến anh đợi sốt ruột rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ về nấu cơm cho anh. Tần Lâm đỡ cô dậy, lắc đầu, đừng nói chuyện khác nữa, người cô làm sao vậy? Vương Đông Tuyết vẫn sụt sùi nước mắt, liên tục lắc đầu. Anh Tần tôi không sao, anh không cần phải lo đâu, chúng ta mau về thôi. Vương Đông Tuyết định kéo Tần Lâm quay về, đột nhiên đám người Lưu Bình Bình xuất hiện. Đứng lại, Lưu Bình Bình biết Tần Lâm sẽ đến, con đĩ này tìm một thằng ất ơ đến, đúng là không biết trời cao đất dày. Lần trước Tần Lâm đổ hoành thánh lên người cô ta, còn tát cô ta một cái, hôm nay nhất định phải báo thù. Ánh mắt Tần Lâm lóe lên tia lạnh lùng, vốn dĩ không định tính toán với mấy đứa danh con này, không ngờ bọn chúng lại được đà lấn tới. Hừ, thằng chó chết, hôm nay tao không đánh gãy chân mày, mày sẽ không biết thế nào là xã hội. Nói xong, Lưu Bình Bình lấy điện thoại gửi một tin nhắn Zalo. Anh báo, đang ở cổng trường, vài chiếc xe mô tô nhanh chóng phi đến cổng trường. Trượt bánh sau một phát rồi dừng xuống. Đám người Lưu Bình Bình lập tức sáng rực mắt. Oa, anh báo đẹp trai quá. Anh báo cởi mũ bảo hiểm, hất tóc, ra vẻ cun ngầu. Bình Bình, anh nghe nói có thằng đến bắt nạt em. Là đứa nào không biết điều, để anh xem. Lưu Bình Bình chạy đến khoác tay anh bảo, ghé sát người vào hắn rồi nói. Anh báo, anh xem, chính là thằng kia, tối qua nó tát em một cái, anh phải báo thù cho em đấy. Nói xong. Lưu Bình Bình chỉ vào Tần Lâm với vẻ mặt tức giận. Anh bảo quay đầu nhìn, đột nhiên con người thu nhỏ lại, mặt biến sắc. Sao lại là anh ta? Tối hôm trước lúc anh báo đi xử lý Vương Đông Tuyết, đột nhiên chạm mặt tên này, kết quả một cú đấm của anh đã đập thủng mũ bảo hiểm của hắn, đi bệnh viện còn kiểm tra ra bị chấn động não nhẹ. Nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó anh báo vẫn còn thấy run sợ. Anh, sao lại anh? Anh bảo vội xuống khỏi xe mô tô, kính cẩn đứng trước mặt Tần Lâm. Sợ anh lại ra tay. Tần Lâm cười lạnh lùng, mua mũ bảo hiểm mới rồi à. Anh báo run cầm cập, sờ sờ đầu rồi lén nhìn anh, bất giác lùi về sau một bước. Anh cứ nói đùa, em sai rồi, em không dám động đến anh nữa đâu. Sắc mặt Tần Lâm vẫn rất lạnh lùng, chỉ vào ba người Lưu Bình Bình rồi nói. Ba người này đánh bạn của tôi. Vừa dứt lời, anh báo lập tức hiểu ra. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn Lưu Bình Bình. Cái thứ ngu dốt lại dám đắc tội với anh Tần, con mẹ nó muốn chết à? Anh Tần, anh nói đi, xử lý bọn nó thế nào? Tần Lâm nghĩ một lúc, cắt chọc đầu, cắt rách áo bọn nó đi. Được, nói xong, anh báo lập tức gọi điện thoại, mang mấy cái tăng đơ với kéo đến đây. Đám người Lưu Bình Bình sững sờ, anh báo, sao anh lại gọi thằng danh kia là anh chứ? Nó là một thằng không tiền không địa vị. Còn chưa nói xong,
anh báo tát một phát vào mặt cô ta, bốp một tiếng, Lưu Bình Bình lập tức bị tát đến mức hoa mày chóng mặt, một bên mặt sưng lên. Mày nói vớ vẩn cái mẹ gì thế? Anh báo, sao anh? Lưu Bình Bình thực sự không hiểu, sao anh báo lại giúp bọn họ chứ? Anh báo là nhân vật thế nào chứ? Người lăn lộn trong xã hội đều phải nể mặt hắn, một kẻ không tiền không quyền như bạn trai của Vương Đông Tuyết dựa vào gì mà có thể điều khiển được hắn chứ? Đàn em của anh báo nhanh chóng mang tăng đơ và kéo dùng ở tiệm cắt tóc đến. Anh báo đích thân xuống tay, hắn nói, đè bọn chúng xuống. Đừng, anh báo đừng, các người đừng qua đây. Vài thằng côn đồ trực tiếp đè Lưu Bình Bình, Lý Lan, Vương Tuệ Tuệ xuống đất, anh báo dùng tăng đơ cạo đầu bọn chúng, mái tóc dài đen nháy lập tức biến thành cái đầu chọc lóc. Đương nhiên trình độ của anh báo có hạn nên cạo rất nham nhở, khiến đầu bọn chúng trông không khác gì chó gặm, vô cùng khó coi. Chớp mắt một cái, ba nữ sinh biến thành kẻ chọc đầu, quần áo bị cắt rách tả tơi trông như ăn mày vậy. Tần Lâm dìu Vương Đông Tuyết, lúc này anh mới hài lòng gật đầu. Được rồi, cút đi, còn dám gây bất lợi cho Đông Tuyết, lần sau tôi sẽ cắt mặt các người đấy. Đám người Lưu Bình Bình sợ hãi, quỳ trên mặt đất không dám hé răng. Đương nhiên, người bọn chúng sợ không phải Tần Lâm mà là anh báo. Sao cái thằng không quyền không tiền đó lại quen anh báo chứ? Lưu Bình Bình nghiến răng, cuộn chặt nắm đấm, sự căm hận hiện rõ trên khuôn mặt. Cẩu nam nữ, sớm muộn gì tao cũng sẽ cho chúng mày biết tay. Vương Đông Tuyết thấy hơi kinh sợ, có điều nhờ sự an ủi của Tần Lâm nên cô cũng đỡ hơn một chút. Anh Tần, sao bọn họ lại nghe lời của anh vậy? Tần Lâm cười nói, cô quên lần trước bọn chúng bắt cô, bị tôi đấm cho một trận rồi à? Hả, anh lợi hại thế, nghe nói tên anh bảo đó là người lăn lộn trong xã hội. Cơ thể cường tráng, vừa nhìn là biết đánh nhau rất giỏi, anh Tần có thể đánh bọn chúng, đúng là lợi hại thật. Tần Lâm tùy ý nói, ừ, trước đây tôi từng lên núi luyện võ. Vương Đông Tuyết lập tức cảm thấy cung kính nể phục, không ngờ anh Tần không chỉ biết y thuật mà còn biết cả võ công. Cảm ơn anh, Tần Lâm nói, không sao, sau này còn có người bắt nạt cô thì cứ gọi điện cho tôi. Vương Đông Tuyết lập tức đỏ mặt, gật đầu, khẽ đáp, ừ. Mặc dù Vương Đông Tuyết bị cắt tóc, nhưng sau khi đến tiệm cắt tóc trải qua một hồi chỉnh sửa, cô càng xinh đẹp hơn với mái tóc ngắn, trông rất xinh đẹp, trong sáng, cũng được coi là trong họa có phúc. Sau khi về nhà, Vương Đông Tuyết làm một bàn thức ăn cho Tần Lâm, hôm nay nghỉ một ngày không livestream. Không cần phải bàn cãi về tài nấu ăn của Vương Đông Tuyết, mặc dù còn trẻ tuổi nhưng tay nghề còn cả dì phùng. Lúc Tần Lâm ăn cơm, Vương Đông Tuyết suy tư, dường như có lời muốn nói. Nhưng cứ ngập ngừng mãi. Có chuyện gì sao? Vương Đông Tuyết do dự một lúc rồi nói. Anh Tần, tôi muốn anh làm bạn trai của tôi. Sau khi nói xong, căn phòng trở nên im lặng trong vài giây, Vương Đông Tuyết đỏ ửng mặt, sau khi phản ứng lại cô nói. Tôi không có ý đó, ý tôi là muốn anh đóng giả làm bạn trai của tôi, có được không? Tần Lâm nói, được, sao thế? Vương Đông Tuyết thở phào, cô nói. Bố mẹ tôi làm ruộng ở quê. Điều kiện gia đình rất vất vả, nhưng bọn họ đã chắt chui góp nhặt để nuôi tôi thương họ nên nói dối rằng tôi được một người bạn trai nhà giàu có bao nuôi, ngày mai mẹ tôi đến thăm, tôi. Lúc này Tần Lâm mới hiểu ra, thì ra Vương Đông Tuyết nói dối, sợ mẹ phát hiện ra nên mới nhờ anh giúp đỡ. Được chứ, để tôi giúp chuyện này, quá tốt rồi, cảm ơn anh nhé. Anh yên tâm, mẹ tôi là người rất chân chất, sẽ không bắt anh phải tiêu tiền đâu. Mặc dù Vương Đông Tuyết không biết Tần Lâm làm gì, nhưng chắc cũng không phải con nhà giàu có, nếu như bắt anh tiêu tiền thì không được hay cho lắm. May mà mẹ của Vương Đông Tuyết là một người tần tiện, chất phác, đương nhiên sẽ không bắt Tần Lâm tiêu tiền linh tinh. Tần Lâm gật đầu, anh cũng không bận tâm lắm, tiêu chút tiền đương nhiên là không thành vấn đề. Sau khi ăn cơm xong, Vương Đông Tuyết lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Alo, bác Tôn ạ, phiền bác chuyển máy cho mẹ cháu được không ạ? Nhà Vương Đông Tuyết rất nghèo, ngay cả điện thoại cũng không có, chỉ có thể gọi thông qua điện thoại cố định ở quầy tạp hóa đầu thôn, phải mất tiền mới gọi đi được. Một lúc sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Đông Tuyết à, mẹ, ngày mai mấy giờ mẹ đến? Đã mua vé xe chưa ạ? Đông Tuyết à, ngày mai mẹ đi với dì Tôn, bạn trai của con gái dì ấy lái xe chở bọn mẹ đi. Vương Đông Tuyết mừng rỡ, đi xe riêng thì tốt rồi. Nếu mẹ ngồi xe lửa thì sẽ rất mệt, bà ấy tiết kiệm như thế, chắc chắn sẽ không nỡ bỏ tiền mua vé giường năm. Vậy con sẽ ở nhà đợi mẹ. Được, mẹ mang cho con nhiều thổ sản vùng núi lắm,
mang cả cho bạn trai con nữa, phải cảm ơn người ta, không thể cứ tiêu tiền của người ta mãi được. Vương Đông Tuyết đỏ ửng mặt, vâng, con biết rồi ạ. May mà lần này anh Tần đồng ý, nếu không thực sự không biết làm thế nào, nếu Từ Quyên, mẹ cô biết được cô nói dối, chắc chắn sẽ rất buồn. Sau khi tắt điện thoại, Từ Quyên cùng một người đàn ông với vẻ mặt khắc khổ ngồi trong nhà, để tiết kiệm điện, dù nhà tối om cũng không bật đèn. Ông Vương, ông nói xem có khi nào con gái lừa chúng ta không? Sao tôi cứ cảm thấy mỗi lần nhắc đến bạn trai nó lại ấp a ấp úng? Ông Vương, bố của Vương Đông Tuyết cuộn thuốc lá sợi, ông cũng nhíu mày lại. Tôi cũng cảm thấy mỗi lần bảo nó đưa bạn trai về, nó đều từ chối, nếu không phải bận chuyện đồng áng, tôi cũng đi cùng bà. Từ Quyên lắc đầu, lần này tôi đi nhờ xe người ta, ông đừng đi thì hơn, phiền người ta lại không hay ra, đồ gửi cho Đông Tuyết cũng gói xong rồi. Lần này tôi đi xem, nếu nó không có bạn trai, chắc chắn không thể nào lừa được tôi. Hai ông bà già lại bận bịu đến nửa đêm mới gói ghém xong đồ cho Vương Đông Tuyết. Sáng ngày thứ hai, Từ Quyên đeo túi to túi nhỏ, mới sáng sớm đã ra đầu thôn đứng đợi người. Thôn kế bên cũng có một sinh viên đại học, học cùng trường với Vương Đông Tuyết, tên là Lưu Lộ. Nhà Lưu Lộ vốn dĩ cũng không khá giả gì, chỉ hơn nhà Từ Quyên một chút, có điều suốt ngày thích so bì. Mỗi lần gặp mặt nhau, đa phần đều so xem nhà ai có tiền, nhà ai sống tốt hơn. Từ Quyên tính tình chất phác, chỉ cười trừ, trước giờ không tính toán những chuyện này, nghe nói hôm nay bọn họ cũng đến trường thăm con gái nên bà đi nhờ xe. Một chiếc xe bá đạo nhanh chóng lái đến, mặc dù đường đất gồ ghề lồi lõm nhưng phi rất nhanh. Đến trước mặt Từ Quyên, không biết là vô tình hay cố ý, đạp chân ga khiến bụi bay mù mịt. Từ Quyên bịt mũi miệng để tránh hít bụi. Dù vậy bà cũng không tức giận mà vẫn cười. Xe dừng lại, chẳng ai xuống xe cả, một người phụ nữ trang điểm rất thời thượng ngồi ở ghế lái phụ, bực dọc nói. Mau lên xe đi, xem chị ăn mặc kiểu gì kìa, dù gì cũng là lên thành phố thăm con gái, chị mặc như thế chẳng phải khiến con gái mất mặt sao. Thực ra Từ Quyên cũng chẳng phải mặc đồ rách dưới, đây là bộ đẹp nhất của bà, khá sạch sẽ, gọn gàng. Còn Tôn Nhị Mai tối qua mới mua một bộ quần áo mới. Đương nhiên là muốn khoe khoang. Từ Quyên ngồi ghế sau, cười ha ha rồi nói. Nhị Mai, tôi làm gì có đồ đẹp chứ, không thể nào bì với cô được, có bộ quần áo sạch sẽ là tốt lắm rồi. Tôn Nhị Mai hừ lạnh lùng một tiếng, bà ta đương nhiên biết nhà Từ Quyên nghèo rất mùng tơi, con gái ở bên ngoài chủ yếu dựa vào tiền học bổng và trợ cấp nhà nghèo, bà ấy lấy đâu ra tiền mua quần áo chứ. Nhìn thanh niên trẻ lái xe, Từ Quyên vội nói, đây là bạn trai Lưu Lộ nhà cô hả? Nhìn đẹp trai sáng sủa đấy nhỉ, Tôn Nhị Mai bực mình trợn mắt nói. Chị nhìn kiểu gì vậy, đây đâu phải bạn trai của Lưu Lộ nhà tôi, đó là tài xế của cậu ấy, con rể tôi bận quá, không có thời gian đích thân lái xe được nên sai người đến đón tôi, thế nào, tôi rất có thể diện đúng không? Từ Quyên cười, lợi hại thật, có cả tài xế, nhất định là ông chủ lớn rồi. Tôn Nhị Mai vắt chân, ra vẻ vênh váo tự đắc. Không phải là ông chủ lớn nhưng cũng là người trẻ có tương lai. Sao nào, tôi nghe nói Vương Đông Tuyết nhà cô cũng đang hẹn hò hả? Từ Quyên cũng chẳng nghĩ gì, thành thật nói, đúng vậy, con bé nói tìm được người đàn ông điều kiện không tồi, có điều tôi chưa từng gặp mặt. Tôn Nhị Mai bĩu môi, tôi nói này chị Từ, chị không thể yêu cầu quá thấp được, cái gì mà điều kiện không tồi, xã hội bây giờ có tiền có xe mới gọi là điều kiện không tồi, chẳng có gì ngoài công việc mà cũng dám gọi là điều kiện tốt. Nếu như so với nhà cô thì ai cũng có điều kiện tốt hết. Con bé Đông Tuyết trông cũng xinh đẹp, mặc dù không thể tìm được bạn trai có tiền có địa vị như con rể tôi, nhưng thế nào cũng phải tìm một gia đình tầm trung chứ, chị phải kiểm định kỹ vào. Từ Quyên ngượng ngùng cười, yêu cầu của tôi cũng không cao lắm, đối tốt với con gái tôi là được rồi, không cần có quá nhiều tiền. Đây là những lời thật lòng của Từ Quyên, nhà bọn họ không phải gia đình giàu có gì, Vương Đông Tuyết chính là con nhà nghèo, nếu thật sự tìm được một gia đình giàu có thì hẳn sẽ có chút không quen. Nếu không môn đăng hộ đối thì sẽ luôn lép vế trước người ta. Nghe Từ Quyên nói vậy, Tôn Nhị Mai lại cười mỉa một tiếng. Advertisement giàu quá, chị nghĩ cứ tìm là được à, người chưa đến 30 đã làm ông chủ như con rể tôi hiếm vô cùng, mà người xuất sắc như vậy cũng không thích người như Đông Tuyết nhà chị. Tôn Nhị Mai khen ngợi người con rể này hết lời, lần nào nhắc đến cũng tràn đầy cảm giác ưu việt. Ngay sau đó, khi ra khỏi đường cao tốc Tôn Nhị Mai và Từ Quyên đã đến thành phố Đông Hải. Vương Đông Tuyết và Tần Lâm đang đợi ở cổng trường. Không bao lâu sau, Lưu Lộ cũng đi đến.
Advertisement cô gái tên Lưu Lộ này có dáng người khá và khuôn mặt bình thường, nếu đứng một mình thì cùng lắm cũng chỉ được coi là một nữ sinh viên khá ưa nhìn. Nhưng khi đứng chung với Vương Đông Tuyết thì đúng là một trời một vực. Lần nào nhìn thấy Vương Đông Tuyết, trên khuôn mặt Lưu Lộ cũng tràn đầy vẻ ghen tị, đứa con gái này rõ ràng ăn mặc rách dưới cũng trông xinh đẹp hơn cô ta rất nhiều. Nhưng lần này cô ấy mặc rất xinh đẹp. Đông Tuyết ơi, bộ quần áo này cậu mua ở đâu vậy, là hàng hiệu à? Vương Đông Tuyết hơi hoang mang, không biết nữa, tớ cũng không biết là hãng gì, cô ấy chưa từng tiếp xúc với hàng xa xỉ, tất nhiên không biết đây là hãng gì. Lưu Lộ khít mũi khinh bỉ, là hàng nhái cậu mua trên Shopee à? Cậu chắc chắn không thể mua hàng chính hãng đâu. Tuy Lưu Lộ không tin đồ Vương Đông Tuyết đang mặc là hàng thật, nhưng vẫn rất ghen tị, cô ấy mặc hàng nhái mà cũng đẹp như vậy, đáng phải mặc hàng nhái cả đời. Hàng thật chắc chắn đẹp hơn, lần sau cô ta nhất định phải bắt bạn trai mua cho. Ngay sau đó, chiếc xe đến nơi, Từ Quyên và Tôn Nhị Mai bước xuống xe. Mẹ, Từ Quyên và Vương Đông Tuyết rất lâu rồi không gặp nhau, mẹ con nhìn thấy nhau thì vô cùng xúc động. Mẹ, đây là bạn trai con, Tần Lâm. Tần Lâm tiến lên, cháu chào dì. Hai mắt Từ Quyên sáng lên, ôi chao, chàng trai này trông tuấn tú lịch sự quá. Tần Lâm trông rất đàng hoàng, bà vô cùng hài lòng. Vốn dĩ TH nhà đã nghe nói Vương Đông Tuyết có một cậu bạn trai giàu có, bà thầm nghĩ rằng phải chăng người đó rất xấu hoặc rất già, hoặc là vừa già vừa xấu. Hôm nay gặp mặt, thấy chàng trai này tuấn tú lịch sự, rất được đó. Tôn Nhị Mai lại tỏ vẻ khinh thường, sau một hồi đánh giá từ đầu đến chân, thấy Tần Lâm ăn mặc rất bình thường, mà bên cạnh cũng không có xe hay trợ lý nào cả, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tai to mặt lớn gì, có lẽ là một nhân viên văn phòng bình thường. Có những người ngoài khuôn mặt dễ nhìn ra thì chẳng được tích sự gì, đàn ông ấy mà, không nên nhìn mặt mà còn phải xem năng lực nữa, chàng trai này, cậu đang làm công việc gì vậy? Tôn Nhị Mai hỏi một câu với ngữ điệu kỳ quái. Tần Lâm cháu là bác sĩ. Ồ, bác sĩ à, Tôn Nhị Mai tỏ ra khá khinh thường, bác sĩ vất vả đến già thì cũng chỉ là làm công cho người ta thôi, cả đời này cũng không có cơ hội trở thành người giàu sang, nhưng mà đối với những gia đình bình thường mà nói. Thì ổn định là đủ rồi. Tần Lâm không nghe Tôn Nhị Mai nói hết đã đi vào, hôm nay đến cũng chẳng phải là để nhìn bà ta. Cô ơi, cháu đã đặt bàn ở khách sạn Hoa Tử Kinh rồi à, chúng ta cùng đi ăn thôi. Tần Lâm vừa dứt lời, Tôn Nhị Mai liền nhíu mày. Nhà hàng cậu đặt, hay thôi đi, con rể tôi cũng đã đặt bàn rồi, chúng ta đến chỗ con rể tôi đặt đi, hiếm có dịp lên thành phố, tôi còn muốn đến nhà hàng cao cấp để mở mang tầm mắt. Tần Lâm gật đầu. Vừa định nói vậy thì đi ăn riêng đi, dù sao cũng là hai nhà. Tôn Nhị Mai lại nói trước, chị Quyên này, các chị cũng đi cùng đi, dù sao cũng là con rể tôi mời khách, nếu không với điều kiện của các chị thì có lẽ cả đời này cũng chưa chắc được đi đến nhà hàng cao cấp như vậy. Từ Quyên là một người hiền hòa, tuy Tôn Nhị Mai nói có hơi khó nghe, nhưng dù sao bà cũng là đi nhờ xe nhà người ta đến. Được, vậy chúng tôi đành đi theo làm phiền vậy. Từ Quyên đã nói như vậy rồi. Tần Lâm cũng không thể nói gì, chỉ chuẩn bị lên xe theo. Sau khi Lưu Lộ lên xe, Tôn Nhị Mai nói, nhiều người như vậy lên xe thì chật quá, đừng chen lấn vào con gái tôi. Hay là các người xuống bắt xe buýt đi. Vương Đông Tuyết cau mày, lại bước xuống xe, tuy cô Tôn ăn nói khó nghe, nhưng dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, cô ấy cũng không thể nói gì. Vậy được, chúng ta bắt taxi đi. Ba người Từ Quyên, Tần Lâm, Vương Đông Tuyết cùng xuống xe. Chiếc xe Prado đó rõ ràng là còn rất nhiều chỗ trống, nhưng Tôn Nhị Mai vẫn nghênh ngang mà đi. Anh Tần, chúng ta bắt taxi đi. Tần Lâm vốn dĩ muốn tự lái xe đến, nhưng xe của anh là xe thể thao, chỉ có hai chỗ, ba người không ngồi được, xem ra có cơ hội thì nên mua một chiếc xe lớn hơn. Trên đường, Lưu Lộ gửi định vị đến, là nhà hàng Hòa Thuận. Khi nghe nói đến nhà hàng Hòa Thuận, Tần Lâm bỗng chốc cảm thấy cạn lời, còn tưởng là nhà hàng cao cấp gì, thì ra là Hòa Thuận. Nhà hàng Hòa Thuận là của tập đoàn Mạnh Thị, Hoa Tử Kinh cũng thuộc tập đoàn Mạnh Thị, nhưng thuộc hai đẳng cấp khác nhau mà thôi. Tuy giá cả của nhà hàng Hòa Thuận không hề rẻ, nhưng dù thế nào cũng là một nhà hàng bình dân, còn Hoa Tử Kinh mới là nhà hàng cao cấp đích thực. Tôn Nhị Mai khoe khoang cả buổi, cuối cùng lại đặt bàn ở một nhà hàng bình thường như vậy. Tất nhiên đồ ăn của nhà hàng cũng khá ổn, hương vị khá ngon. Nhưng Tần Lâm nghĩ Từ Quyên hiếm có dịp đến đây một lần. Phải mời bà ấy ăn gì đó ngon hơn. Nhưng lần này thì thôi, để sau rồi nói. Sau khi đến nhà hàng Hòa Thuận, ba người lần lượt xuống xe,
đám người Tôn Nhị Mai cũng vừa mới đến nơi, nhìn thấy bọn họ đi ra từ xe taxi, Tôn Nhị Mai liền cười nhạt. Thế nào, không có xe bất tiện thế đấy, chàng trai này, cháu phải phấn đấu nhiều vào, nếu không sau này sao có thể cho vợ, cho mẹ vợ cuộc sống tốt đẹp được. Tần Lâm cũng chỉ cười nhạt, lịch sự đáp lại một câu, nếu lái xe của anh ra ngoài thì có thể mua mấy chục chiếc xe Prado. Mọi người đi vào nhà hàng, ngồi vào phòng riêng trên tầng. Nhà hàng Hòa Thuận này không phải là của nhà gì Vương, chuỗi nhà hàng Hòa Thuận có rất nhiều cơ sở trên toàn quốc, tuy tất cả đều thuộc quyền quản lý của tập đoàn Mạnh Thị nhưng ông chủ mỗi cơ sở sẽ khác nhau. Sau khi bước vào nhà hàng, Tần Lâm bỗng nhiên nhìn thấy một người hơi quen quen. Phùng Lão Tam nhìn thấy Tần Lâm thì cũng giật mình. Nhớ ban đầu mẹ của Diệp Văn Nhi là Vương Mai làm việc trong nhà hàng Hòa Thuận, bị người ta bắt nạt, Tần Lâm đã gọi chủ quản Khang đến, trực tiếp cưỡng chế thu mua lại cổ phần của Phùng Lão Tam, cuối cùng nhà hàng Hòa Thuận không còn liên quan gì đến ông ta nữa. Không ngờ, lại gặp anh ở một nhà hàng Hòa Thuận khác. Phùng Lão Tam thực sự sợ vãi linh hồn, lần trước Tần Lâm chỉ gọi một cuộc điện thoại đã khiến ông ta mất hết cổ phần nhà hàng mà ông ta vất vả kinh doanh. Ông ta không bao giờ dám đắc tội đến vị đại thần này đâu. Cậu Tần, cậu đích thân đến mà chúng tôi không biết đường đón tiếp từ xa, thật là thất lễ quá. Sau khi Phùng Lão Tam bị buộc bán lại cổ phần, đã lấy toàn bộ tiền tích góp để nhận thầu một nhà hàng Hòa Thuận khác, đây chính là mạng sống của ông ta không dám phạm bất kỳ sai lầm nào. Tần Lâm cũng không thèm so đo với nhân vật bé nhỏ này. Tôi cùng vài người trưởng bối đến chỗ ông ăn cơm, không phải căng thẳng. Phùng Lão Tam gật đầu lia lịa, vâng vâng, tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Mấy người sau khi bước vào phòng riêng, cuối cùng đã nhìn thấy con rể, xuất sắc ưu tú trong truyền thuyết đó. Một người đàn ông trung niên mập mạp gần 30 tuổi, anh ta mặc một chiếc sơ mi, chiếc bụng bự nhô ra, dáng vẻ vô cùng phì nhiêu. Sau khi bước vào, Lưu Lộ liền nhanh chóng giới thiệu. Mẹ, đây mà bạn trai của con Vương Kế Hải, hiện giờ đang là giám đốc một công ty bất động sản. Tôn Nhị Mai vô cùng hài lòng, gật đầu liên tục, rồi nói với Từ Quyên, nhìn thấy chưa, con rể của tôi được chứ? Từ Quyên cười ha ha nói, được lắm, tuấn tú lịch sự. Sau khi mọi người ngồi xuống, Vương Kế Hải cầm thực đơn lên bắt đầu gọi món, anh ta gọi một số món hải sản khá đắt tiền, cùng một chai rượu. Kỳ lạ là nhân viên phục vụ chỉ thản nhiên nhìn thực đơn một lượt rồi đi luôn, không hề nghiêm túc ghi chép. Vương Kế Hải cau mày, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cũng không dám hống hách quá. Đây là nhà hàng Hòa Thuận đó, anh ta không dám gây chuyện ở đây. Trong lúc chờ đồ ăn, Tôn Nhị Mai nói, chị Quyên này, con rể của tôi là giám đốc một công ty bất động sản, có địa vị rất cao trong công ty, hay là để con rể tôi giới thiệu cho con rể chị một công việc đi, tuy không thể bảo đảm sẽ giàu sang, nhưng con rể tôi ăn thịt thì cũng có thể cho Tần Lâm nhà chị húp canh. Vương Kế Hải nghe vậy thì cười nhạt, dì à, tuy rằng cháu lăn lộn trong ngành này khá tốt, cũng có chút tiếng nói, nhưng nếu thật sự muốn kiếm ăn ở trong ngành này thì còn cần phải dựa vào năng lực bản thân, sư phụ dẫn đường tu hành tại thân mà, không phải ai cũng bắt được cơ hội đâu. Tôn Nhị Mai gật đầu, Kế Hải nói rất đúng, dù có cửa nhưng vẫn còn phải có khả năng nữa. Dứt lời, Tôn Nhị Mai lại nhìn Tần Lâm nói, cậu còn không mau kính rượu Kế Hải nhà tôi, để nó dạy dỗ cậu cẩn thận. Lưu Lộ ngồi bên cạnh cũng nói, kính rượu còn phải để người khác dạy. Với EQ như này thì về sau sao lăn lộn ngoài xã hội được, lúc nào mới có thể đạt đến vị trí của bạn trai tôi chứ? Vương Đông Tuyết chau mày, vẻ mặt hơi không vui nói. Tần Lâm hiện giờ đang làm bác sĩ rất tốt, không muốn đổi công việc. Lưu Lộ hừ lạnh một tiếng, thôi quên đi, có một số người chính là như vậy, bản thân không muốn tiến lên, chúng tôi có lòng muốn giúp đỡ cũng vô lực. Thôi được rồi, ăn cơm đi. Sau khi nói xong, nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đến lên món. Xin chào, đây là sò bắc cực, sashimi cá hồi, gan ngỗng áp chảo, tôm hùm úp, thịt bò Kobe. Thấy những món ngon đầy bàn, Vương Kế Hải liền nhíu mày. Tôi không gọi những món này mà. Nhân viên phục vụ nói, thưa anh, những món này là do ông chủ chúng tôi tặng, còn có hai chai rượu nữa. Nói xong, nhân viên phục vụ lấy ra hai chai Lafite, mở nắp ra. Đây là Lafite năm 1996, chúc quý khách dùng bữa ngon miệng. Nói xong, nhân viên phục vụ liền bước ra ngoài. Tôn Nhị Mai bỗng chốc thấy vô cùng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, con rể tôi có thể diện quá, ăn một bữa thôi mà cũng phô trương như vậy, đây chính là Lafite à, tôi chưa được uống bao giờ. Vương Kế Hải cười nhạt, thật ra anh ta cũng không biết chuyện gì xảy ra,
hình như anh ta không thân quen gì với ông chủ nhà hàng Hòa Thuận, mà hơn nữa nhà hàng này là sản nghiệp thuộc về tập đoàn Mạnh Thị, một giám đốc công ty bất động sản nhỏ bé như anh ta sao có thể trèo cao nổi chứ? Nhưng dù sao cũng đã đưa lên rồi, vậy chắc chắn là do nể mặt anh ta. Vương Đông Tuyết có chút khó hiểu hỏi, còn nghe nói Lafite có giá 20-30 nghìn tệ cơ, sao ông chủ lại tặng thứ đắt tiền như vậy? Lưu Lộ hừ lạnh nói, đương nhiên là nể mặt chồng tôi nên tặng rồi. Trong phòng này, chỉ có chồng tôi là người có địa vị cao nhất, không nể mặt chồng tôi thì chẳng lẽ nể mặt anh ta à? Người mà Lưu Lộ ám chỉ đương nhiên là Tần Lâm. Tôn Nhị Mai cũng vô cùng tin tưởng, xã hội hiện giờ là vậy mà, người có địa vị đi đến đâu cũng được hoan nghênh, đến ăn cơm cũng được người khác tặng rượu, nếu là người bình thường có lẽ còn không đặt nổi bàn ở những nhà hàng như này. Hai người nói bóng nói gió, dĩ nhiên là nói về Tần Lâm. Vương Kế Hải cười, anh ta cũng cảm thấy rằng bản thân rất có thể diện. Lộ Lộ, dì, hai người mau ăn uống đi, tẹo nữa cháu sẽ sắp xếp cho dì một thẩm mỹ viện để các người đến đó chăm sóc sắc đẹp. Vậy thì quý hóa quá, vẫn là Kế Hải có bản lĩnh. Tôn Nhị Mai cảm thấy bản thân nở mày nở mặt vô cùng, con gái tìm được một chàng rể tài giỏi như vậy, sau này bà ta có thể thẳng lưng mà đi rồi. Hôm nay, tâm trạng của Vương Kế Hải cũng rất tốt, anh ta nói. Dì này cũng đi luôn đi. Từ Quyền vội vàng lắc đầu, không không, tôi không đi đâu, người nông thôn như tôi mà thẩm mỹ gì chứ. Tôn Nhị Mai cười, chị nói gì vậy, người nông thôn thì làm sao, tôi cũng là người nông thôn, tôi tìm được một đứa con rể tốt cũng có thể đi thẩm mỹ như thường mà. Lần này chị cứ đi ké tôi đi, để trải nghiệm một lần, nếu không sau này cũng không có cơ hội trải nghiệm nữa đâu. Tôi nghe nói thẩm mỹ viện trong thành phố cực kỳ đắt tiền đó. Lưu Lộ nói, đương nhiên rồi, thẩm mỹ viện là nơi có chi phí đắt đỏ, đi một lần cũng phải mất ít nhất 5-6 nghìn. Chậc chậc, Tôn Nhị Mai cảm thán, chi phí một lần 5-6 nghìn, gia đình bình thường như chúng ta đúng là không thể chi trả nổi, nếu không phải con gái tôi tìm được một người bạn trai tốt thì có lẽ cả đời này tôi cũng không được hưởng thụ cái này. Mọi người ăn no uống say, rồi đi thẳng đến thẩm mỹ viện, Vương Kế Hải nói. Công ty cháu còn có chút việc, cháu đã nhắn với bên thẩm mỹ viện rồi. Mọi người cứ đến thẳng đó là được, là thẩm mỹ viện Giai Lực. Được, Kế Hải cháu có việc thì cứ đi trước đi. Sau khi Vương Kế Hải lái xe đi, Tôn Nhị Mai nở nụ cười hài lòng. Hai, người trẻ thì phải bận rộn một chút, bận mới chứng tỏ anh ta quan trọng, nếu cứ nhàn rỗi giống như ai đó thì sau này được tích sự gì chứ. Sau khi nói xong, mấy người cùng nhau bắt taxi đến thẩm mỹ viện. Khi đến nơi, hai mắt Tôn Nhị Mai sáng lên, thẩm mỹ viện này trông sang trọng quá đi, mặt tiền cửa hàng có thể so sánh với khách sạn 5 sao rồi. Thẩm mỹ viện Giai Lệ, chính là chỗ này đúng không? Tôn Nhị Mai đang định bước vào, thì Vương Đông Tuyết lại chỉ sang bên cạnh nói, bên kia còn có một thẩm mỹ viện Giai Lực, một cái là Giai Lực, một cái là Giai Lệ, rốt cuộc là cái nào? Tôn Nhị Mai trợn mắt nói, đương nhiên là cái cao cấp hơn rồi. Kế Hải nhà tôi sao có thể sắp xếp cho tôi một chỗ bé xíu như vậy được. Hai thẩm mỹ viện ở cạnh nhau, tên cũng na ná nhau, nhưng đẳng cấp trông có vẻ khác nhau một trời một vực. Mặc dù Tôn Nhị Mai thậm chí còn chưa được đến thẩm mỹ viện cấp thấp nhất, nhưng bà ta nghĩ rằng con rể của bà ta chắc chắn sẽ sắp xếp cho bà ta những gì tốt nhất. Một đám người đi vào thẩm mỹ viện Giai Lệ, đây hình như là thẩm mỹ viện tốt nhất thành phố, mấy phú bà của các gia tộc lớn đều thường xuyên ghé thăm chỗ này. Vừa vào trong, hai cô gái trẻ lập tức đi tới đón tiếp. Xin hỏi mấy chị lần đầu đến phải không? Có đặt lịch không ạ? Tôn Nhị Mai gật đầu, con rể tôi đặt lịch cho tôi rồi. Vương Kế Hải, cô cha xem. Advertisement vâng ạ, xin chị chờ một chút ạ. Nhân viên đến quầy lễ tân kiểm tra, nhưng không tìm được lịch đặt trước nào của người tên Vương Kế Hải. Có điều không sao cả, thẩm mỹ viện rất ít khi quá đông khách, vậy nên không đặt trước vẫn có chỗ. Xin mời chị đi lối này ạ. Advertisement mấy người phụ nữ đi theo sự dẫn đường của cô nhân viên, Tần Lâm đứng ở cửa đợi, một người đàn ông như anh không cần thiết phải đi cùng để góp vui. Chào anh có thể đợi TH bên trong, ở đó có khu nghỉ ngơi ấy ạ. Nhân viên đưa Tần Lâm đến khu vực nghỉ ngơi dành cho đàn ông, vừa vào đã phát hiện ra một người đang ngồi trên ghế sofa, Tần Lâm còn quen người này. Người đó là bố của Vương Tử, Vương Nhất Thủy, vừa nhìn thấy Tần Lâm. Vương Nhất Thủy vội vàng đứng dậy. Tần thần y, sao cậu lại đến đây? Tần Lâm nói, tôi đưa bạn đi spa, ông cũng đi cùng người khác tới à? Vương Nhất Thủy nói, thẩm mỹ viện này là do tôi mở, vợ tôi có thời gian thì lại qua đây làm đẹp, tôi cũng đi cùng.
hoan nghênh Tần thần y đến đây, tôi nhất định sẽ bảo bọn họ phục vụ cậu thật tốt. Nói xong, Vương Nhất Thủy gọi mấy nhân viên tới, dặn dò một lượt. Sau đó nhân viên bưng một ít trà bánh hoa quả đến, bưng xong Vương Nhất Thủy bảo bọn họ đi ra. Nói phục vụ tốt đương nhiên là không phải là phục vụ hai người đàn ông bọn họ. Tần thần y đưa bạn gái tới, đương nhiên phải phục vụ bạn gái của anh thật tốt. Tần thần y thuật của cậu thần kỳ quá, bệnh viêm cột sống dính khớp của tôi không còn bị tái phát nữa. Tần Lâm gật đầu, vậy thì tốt, đúng lúc nhàn rỗi không có chuyện gì, để tôi khám lại cho ông. Tần Lâm cũng không muốn nợ ân tình của người khác, dù sao cũng đang không có việc gì làm nên bắt mạch cho Vương Nhất Thủy một chút. Vương Nhất Thủy đương nhiên vô cùng vui vẻ, cảm ơn thần y. Đám người Tôn Nhị Mai được đưa đến phòng VIP vô cùng sang trọng, họ nằm trên giường. Đầu tiên có người massage cho họ, sau đó thư giãn bằng tỉnh dầu hoa cúc. Nhân viên vừa massage vừa hỏi, mấy chị ơi, chỗ chúng em đang có liệu trình mới, tên là chống lão hóa đảo ngược thời gian, vô cùng tốt, các chị có muốn thử không ạ? Tôn Nhị Mai cũng không quan tâm lắm, vậy cho tôi thử. Có điều Từ Quyên lại không quen lắm, em à, liệu trình này có đắt không? Dù sao cũng không phải tiêu tiền của mình, nếu như Tần Lâm đã đặt trước thì còn đỡ, đằng này là con rể của Nhị Mai trả tiền, bà ấy cũng ngại không dám làm gì quá đắt. Nhân viên nói, hai chị yên tâm, Tổng Giám Đốc Phương đã dặn trước chúng tôi, những liệu trình này đều được tặng, hai chị có thể trải nghiệm thử toàn bộ liệu trình một lần. Vậy thì tốt quá, vậy chúng tôi đều trải nghiệm một lần, Tôn Nhị Mai vừa nghe xong liền hứng khởi. Như thế này có mặt mũi quá, không biết con rể bà ta làm thế nào mà có thể khiến người ta tặng quà cho mình, quả nhiên là người có máu mặt. Tẩy trang làm đẹp, cạo gió vùng mắt, dưỡng da, liệu pháp oxy sóng đá. Mấy liệu trình này vừa nghe tên đã biết rất đắt tiền, bọn họ hầu như đều làm một lượt. Về sau nhân viên cũng không hỏi nữa, vừa nhìn liền biết bọn họ lần đầu đi spa, vậy nên mấy liệu trình về sau đều làm hết một lần. Tròn 2 tiếng đồng hồ sau. Khi mấy người phụ nữ nằm đến mức đau lưng thì mọi thứ mới xong. Khi đi ra thanh toán, Lưu Lộ đã liên lạc trước với bạn trai để có thể quẹt thẻ tín dụng của anh ta. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Nhân viên thu ngân đứng ở quầy lễ tân tính toán một lúc, chào chị, của mấy chị hết 70 lắm tệ. Á, ngay cả Lưu Lộ cũng sững sờ, 75 tệ. Đi thẩm mỹ viện tốn ít tiền vậy thôi sao? Đương nhiên rồi, vốn không định thu đồng nào, có điều Vương Nhất Thủy rất biết cách làm người. Nếu không thu đồng nào thì cứ như cố ý bán ân tình cho cậu Tần vậy, thu ít tiền tượng trưng nói ra cũng dễ nghe hơn. Nhưng Tôn Nhị Mai là một kẻ vô cùng ích kỷ, một lần đi thẩm mỹ viện không thể nào tốn ít tiền thế được, mỗi người ít nhất phải tốn hơn 1.000, đây nhất định là nể mặt con rể bà ta nên mới làm vậy. Tôn Nhị Mai nói nhỏ với nhân viên thu ngân ở quầy. Em ơi, nếu không được giảm giá thì lần này bọn chị tốn bao nhiêu tiền? Cái này, nhân viên thu ngân cười nói. Nếu như không có giảm giá, lần này sẽ tốn tầm 150. Xì, Tôn Nhị Mai hít một hơi lạnh, đắt vậy sao? Bốn người bọn họ đi một lần hết đến 150.000, mỗi người tốn gần 30.000. Sau khi ra cửa, Tôn Nhị Mai nói, Quyên tử, lần này chị đến đây đúng là được thơm lây từ tôi, chị biết không, nếu như lúc nãy đi thẩm mỹ viện mà không có tôi, phải tự trả thì chắc tốn hơn 30.000 đấy. Tôn Nhị Mai giờ cứng rồi. Ngay cả cách xưng hô từ chị Quyên cũng đổi thành Quyên tử, có con rể lợi hại là khác hẳn. Từ Quyên cũng kinh ngạc, đắt như vậy sao, vậy thì ngại quá. Tôi Nhị Mai cười nhạt một tiếng, được rồi, chị không cần phải ngại, đều là nhờ mặt mũi của con rể tôi, con gái, mau xem mẹ có đẹp không. Lưu Lộ nói, mẹ, sao có tác dụng nhanh vậy được, cái loại như thẩm mỹ này phải làm thường xuyên mới có tác dụng. Tôn Nhị Mai cũng gật đầu, cũng nghĩ như vậy, nếu như không có con rể tốt. Thì sao tôi có thể làm thứ này hàng ngày được, có điều đợi đến khi tôi chuyển vào trong thành phố, tôi sẽ có cơ hội làm hàng ngày. Quyên tử lại không được nhỉ, chỉ có thể tìm con rể chị, nếu thực sự không được, chỉ có thể đi cái giai lực bên cạnh để làm, cũng chẳng khác gì mấy. Từ Quyên chỉ có thể hùa theo cười hai tiếng, tôi trải nghiệm một tí là được rồi, thứ này tôi không làm nổi. Tôn Nhị Mai cười khinh miệt, mặt mày ngày càng lộ vẻ đắc ý. Được rồi, cũng muộn rồi. Chúng ta đến khách sạn nghỉ ngơi đi, đúng rồi con gái, kể Hải đặt khách sạn nào cho bọn mẹ vậy? Hình như là khách sạn Westin, khách sạn tốt nhất thành phố. Được rồi, vậy chúng ta qua đó thôi. Sau khi đến khách sạn Westin, Tôn Nhị Mai cứ như nhà quê lên tỉnh, nhìn đông nhìn tây, đến đâu cũng kinh ngạc cảm thán, bà ta còn đến quầy lễ tân hỏi.
chỗ của mấy người, ở một đêm tốn bao nhiêu tiền? Chào chị, chỗ của chúng tôi phòng phổ thông là 1.399, còn phòng suite là từ 3.000. Tôn Nhị Mai bĩu môi, thằng nhóc này tốt thật, phòng trong khách sạn mà cũng đắt vậy. Vậy, con rể tôi tên là Vương Kế Hải, nó đặt phòng thì có được giảm giá không? Nhân viên lễ tân rất chuyên nghiệp, cô ấy bình tĩnh cười, xin lỗi chị, khách sạn của chúng tôi không có hoạt động giảm giá, dù là ai đặt thì cũng không được giảm giá. Tôn Nhị Mai có hơi thất vọng, có vẻ như cái khách sạn lớn này không ổn rồi. Quyên tử, ba người đừng ở đây, cũng không cần thiết, tôi thấy ở cổng có cái khách sạn giá rẻ ấy, mấy người ở chỗ đó đi, mấy người không xứng ở khách sạn tốt thế này đâu. Cả nhà Từ Quyên vốn hiền lành, cho dù là bọn họ vẫn luôn khoe khoang, Vương Đông Tuyết cũng không nói gì, có điều mẹ con bọn họ vốn yếu đuối quen rồi, Tần Lâm thì lại không phải loại người dễ ăn hiếp. Mấy người nói cái gì vậy, cái gì mà không xứng đờ. Tôn Nhị Mai nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, người ta còn chưa nói gì, cậu đã nổi cáu rồi, sao vậy, hôm nay mấy người đi theo tôi một ngày, buổi tối cũng phải ở cùng chúng tôi sao? Con rể tôi dù có tiền đấy nhưng cũng không thể vô cớ tiêu tiền cho mấy người được. Tần Lâm cạn lời, mấy người cũng tự cao tự đại quá rồi, thôi, chúng tôi tự đặt phòng. Nói xong Tần Lâm đi đến quầy lễ tân rồi nói, hai phòng suite sang trọng. Vâng thưa anh, mời anh làm thủ tục. Nhìn thấy Tần Lâm đặt tận hai phòng suite sang trọng, Tôn Nhị Mai cũng hơi tức giận. Hừ, chúng tôi cũng đặt phòng suite, cho chúng tôi phòng suite tốt nhất. Với chuyện này, nhân viên lễ tân đương nhiên rất vui vẻ. Vâng thưa chị, mời chị chờ một chút. Sau khi làm xong thủ tục cho bọn họ, mọi người đều đi vào phòng trong khách sạn. Tôn Nhị Mai đi vào trong phòng suite lớn giống như cung điện, mặt mày kinh ngạc, phòng này sang trọng quá, con gái, con gả được vào nhà tốt quá lưu lộ cũng có hơi kinh ngạc, mẹ, nói thật lòng, con cũng chưa từng ở khách sạn nào tốt thế này. Tôn Nhị Mai cười nhạt, có vẻ như tiểu vương rất coi trọng con, đặt cho mình khách sạn tốt thế này, con xem, bên ngoài còn có bể bơi riêng kìa. Một đám người ngủ trong khách sạn, sáng ngày thứ hai, sau khi Tôn Nhị Mai tỉnh dậy, bốn nhân viên phục vụ liên mang đến một con thuyền nhỏ, con thuyền được thả trôi trên hồ bơi trong phòng, bên trong được bày biển đủ món ăn sáng bánh ngọt. Thưa hai chị, đây là bữa sáng cao cấp, chúc hai chị ngon miệng. Tôn Nhị Mai lập tức kinh ngạc vô cùng, nhìn con thuyền to như cái bàn, bên trên còn bày biển đủ món ăn sáng, bà ta tấm tắc khen ngợi. Không hổ là khách sạn 5 sao. Bữa sáng mà cũng sang trọng đến vậy. Kể cả trên TV thì Tôn Nhị Mai cũng chưa từng thấy khách sạn nào hào nhoáng thế này, có vẻ như bà ta quá thiển cận rồi, buổi sáng sớm hai mẹ con đã ăn muốn ăn nghiến đống thức ăn. Sau khi xuống tầng, vốn muốn tiếp tục hưởng thụ nhưng Tôn Nhị Mai cũng vô cùng hiếu kỳ, khách sạn sang trọng thế này không biết một đêm tốn bao nhiêu tiền. Bà rút thẻ phòng ra đưa cho nhân viên quầy lễ tân rồi hỏi. Xin chào, tôi muốn hỏi phòng của tôi ở một đêm hết bao nhiêu tiền. Nhân viên lễ tân cầm lấy thẻ phòng, vâng thưa chị, mời chị chờ một chút, để em tra cho chị. Vài giây sau, nhân viên lễ tân nói, thưa chị, phòng của chị là phòng tổng thống cộng thêm bữa sáng cao cấp, tổng cộng 185.000 tệ. Cái gì, Tôn Nhị Mai lảo đảo, hai chân nhũn ra suýt nữa ngã. 180.000. Phòng này ở một đêm tốn 180.000. Nếu đây mà là nông thôn, 180.000 có thể mua được một căn nhà rồi, xa xỉ quá. Tôn Nhị hỏi, khách sạn của mấy người sao đắt vậy? Nhân viên lễ tân vẫn duy trì nụ cười lễ phép, thưa chị, phòng này của chị là phòng tổng thống, một đêm có giá 50.000, bữa sáng cao cấp hôm nay của chị có giá 130.000, còn 5.000 còn lại là phí dịch vụ. Tôn Nhị Mai trợn tròn mắt, một bữa sáng mà tốn đến 130.000 tệ. Cái thuyền rách ấy mà có giá ấy. Nhân viên lễ tân nói, thưa chị, sáng nay chị ăn cá ngừ. Còn có trứng cá muối đều là hàng được vận chuyển từ đảo quốc theo đường hàng không, ngoài ra chúng tôi còn mời đầu bếp cao cấp nhất nước Pháp nấu món này, hơn nữa rượu vang mà các chị uống sáng nay có giá 80.000 tệ. Nghe nhân viên lễ tân báo giá xong, Tôn Nhị Mai thấy nhức đầu, may mà không phải bà ta bỏ tiền ra, nếu không bán bà ta đi cũng trả được từng nấy tiền. Tôn Nhị Mai nói nhỏ, con gái à, nhiều tiền như vậy, Kể Hải có chi ra cho chúng ta không? Lưu Lộ nói, mẹ yên tâm. Anh ấy là bạn trai con mà. Thực ra trong lòng Lưu Lộ cũng rất lo lắng, Vương Kế Hải đúng là giám đốc ấy, nhưng thu nhập không quá cao, một năm chỉ tầm 300-400.000, ở một đêm đã tốn 100.000-200.000, đây không phải là một khoản tiền nhỏ. Đúng lúc này, đám người Tần Lâm cũng đi tới. Lưu Lộ nhíu mày,
rút điện thoại ra, đi ra góc gọi cho Vương Kế Hải. Chồng à, có chuyện này em muốn bàn với anh, em và mẹ em ở khách sạn tốn 185.000. Vương Kế Hải lập tức sững sờ, cái gì? 185.000, mấy người làm cái gì vậy? Chẳng phải tôi đã đặt cho cô và mẹ cô ở khách sạn Westin sao? Sắc mặt Lưu Lộ vô cùng khó coi, xin lỗi chồng, chúng em không biết khách sạn này lại đắt đến vậy, mẹ em nâng hạng phòng lên phòng tổng thống, còn ăn một bữa sáng cao cấp. Mẹ kiếp, cô điên à, Vương Kế Hải không nén nổi lửa giận liền mắng cô ta, mẹ cô từ nông thôn lên, tôi hầu hạ đến tận răng, vậy mà mấy người gây họa cho tôi vậy sao? Ở một đêm tốn tận 100.000+, cô ý muốn lừa tôi phải không? Lưu Lộ sốt ruột đến suýt khóc, vội vàng nói, chồng ơi, em xin lỗi. Em thực sự không biết mình lại tiêu tốn nhiều tiền đến vậy, coi như em nợ anh được không, em sẽ trả anh có được không? Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói, Lưu Lộ, chuyện nào ra chuyện nấy, 180.000 này, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết giúp cô. Nói xong, Vương Kế Hải liền cúp máy, vành mắt Lưu Lộ đỏ hoe, trong lòng vô cùng ấm ức, nhưng không có chỗ để giải tỏa. Cô ta quẹt thẻ ngân hàng của Vương Kế Hải, trả lại phòng. Tôn Nhị Mai thấy Từ Quyên đi xuống liền hỏi, Quyên tử, hôm qua hai người ngủ thế nào? Từ Quyên cũng là người thành thật, tốt lắm, tôi chưa bao giờ được ngủ ở một căn phòng tốt đến vậy. Tôn Nhị Mai bĩu môi, ăn sáng rồi nhỉ? Từ Quyên nói, ăn rồi, tôi hầu như chưa thấy mấy đồ ăn trên con thuyền đó bao giờ. Tôn Nhị Mai có hơi buồn bực, bọn họ cũng ăn bữa sáng cao cấp. Ba người bọn họ trả nổi sao? Ha ha, Từ Quyên, chị đừng bốc phét nữa. Chị bây giờ ham hư vinh đến vậy sao, tôi có lòng tốt mới đưa chị đến thăm con gái, giờ thì hay rồi, cứ phân cao thấp với tôi, chị có vui không? Từ Quyên có hơi ngượng ngùng, Nhị Mai à, tôi đâu có phân cao thấp với cô, sao tôi bằng cô chứ? Tôn Nhị Mai lạnh lùng hừ một tiếng, được rồi, tôi không nói chuyện với chị nữa, tôi đi đây, tự chị ngồi tàu về quê đi. Nói xong, khách sạn, Tôn Nhị Mai liền cùng Lưu Lộ rời khỏi ra khỏi khách sạn. Tôn Nhị Mai nhớ lại sự thoải mái ngày hôm qua, tâm trạng vui vẻ, bà ta hỏi. Đúng rồi con gái, chẳng phải con bảo giảng viên sắp xếp việc cho con sao, mọi chuyện thế nào rồi? Lưu Lộ lắc đầu, sao dễ dàng đến vậy được, sinh viên nhiều như thế, không phải nói sắp xếp được là sắp xếp được. Tôn Nhị Mai nghĩ, thế này đi, con hẹn giảng viên của con một bữa, mẹ mời cô ấy ăn cơm, đi spa, nịnh nọt cô ấy một chút. Lưu Lộ gật đầu, gọi điện thoại cho giảng viên. Thử xem có hẹn được không. Tôn Nhị Mai nghĩ, hôm qua ăn cơm được tặng nhiều món như thế, cơ bản chỉ mất có mấy đồng, đi thẩm mỹ viện cao cấp hôm qua cũng vậy, bốn người mất có 75 tệ, chút tiền này bà ta có thể chi được. Dù sao con rể bà ấy cũng rất có mặt mũi. Lưu Lộ thử gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng cũng hẹn được giảng viên của cô ta. Giảng viên đại học rất có năng lực, rất nhiều giảng viên ngoài công việc giảng dạy trên trường, còn gây dựng sự nghiệp ở bên ngoài. Vậy nên có quan hệ tốt với giảng viên đại học là điều vô cùng cần thiết. Giảng viên hướng dẫn của Lưu Lộ tên là Diêu Đan, năm nay 36 tuổi, cũng được coi là người thành công. Advertisement sau khi gặp mặt, Tôn Nhị Mai vô cùng khách khí với người ta. Cô Diêu, cảm ơn sự giúp đỡ của cô, con gái tôi đã gây nhiều phiền phức cho cô rồi. Diêu Đan mỉm cười, chị khách khí quá rồi, Lưu Lộ có thành tích không tồi TH trường, tôi rất thích con bé. Advertisement nghe thấy giảng viên khen con gái mình, Tôn Nhị Mai vui vẻ ra mặt. Cô Diêu, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt cô, tôi mời cô ăn bữa cơm, chúng ta đi thôi. Tôn Nhị Mai vô cùng cởi mở, thân mật khoác tay Diêu Đan đi đến nhà hàng. Đi đến nhà hàng Hòa Thuận, Diêu Đan có hơi ngại ngùng. Úi, nhà hàng này hơi đắt, chúng ta đi ăn cái gì bình thường là được rồi. Dù sao cũng là người nhà của sinh viên mời khách, đi chỗ nào cao cấp quá thì cô ấy hơi ngại. Hơn nữa trông cách ăn mặc của Tôn Nhị Mai rất bình thường, cô ấy là giảng viên, đương nhiên biết gia cảnh của Lưu Lộ như thế nào, đứa trẻ nông thôn, trong nhà cũng không có nhiều tiền. Tôn Nhị Mai lại chẳng hề quan tâm, không sao, mời cô Diêu ăn cơm, sao có thể tùy tiện được, chúng ta đi tới nhà hàng đó thôi. Ba người phụ nữ đi đến đó, đến cổng liền nói với nhân viên phục vụ. Chọn cho chúng tôi một phòng riêng, nhân viên phục vụ rất lễ phép đáp, thưa mấy chị. Hôm nay phòng riêng ở chỗ chúng tôi đều kín rồi ạ, chỉ còn bàn ở đại sảnh. Tôn Nhị Mai nhíu mày hỏi, mấy người không biết tôi sao? Hôm qua tôi và con rể tôi qua đây ăn cơm, mau chọn cho chúng tôi một phòng riêng. Dù sao cũng là mời giảng viên ăn cơm,
kết quả lại không nề mặt như vậy khiến Tôn Nhị Mai tức giận. Nhân viên phục vụ cũng có hơi cáu, xin lỗi, phòng riêng hết chỗ mất rồi, dù là ai cũng không còn chỗ. Diêu Đan đứng ở bên cạnh cảm thấy hơi ngại ngùng, chị Tôn, hay là thôi đi vậy, ngồi ở đại sảnh cũng được mà. Diêu Đan đã nói vậy rồi, Tôn Nhị Mai cũng không còn cách nào khác, hung hăng chừng mắt nhìn nhân viên phục vụ, chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Bởi vì nhà hàng đông người, bọn họ chỉ có thể ngồi ở gần cửa, khác hoàn toàn với phòng riêng hôm qua. Cầm thực đơn lên, Diêu Đan nhìn món ăn rồi chuẩn bị chọn món. Tôn Nhị Mai nói, không cần xem thực đơn đâu, cứ tùy tiện chọn mấy món ăn kèm là được, bọn họ sẽ tặng đó. Diêu Đan sững sờ, còn có cả kiểu này sao? Đây không phải là lần đầu cô ấy đến ăn ở nhà hàng Hòa Thuận, nhà hàng cao cấp như thế này làm gì có chuyện tặng đồ ăn. Hay là chúng ta cứ gọi mấy món đi, nhỡ may bọn họ không tặng thì sao? Tôn Nhị Mai ra vẻ trong lòng đã có tính toán, cô yên tâm đi, bọn họ tặng chúng ta ăn không hết đâu, không cần gọi nhiều vậy. Tôn Nhị Mai nói rất chắc chắn, Diêu Đan cũng không còn cách nào, chỉ có thể tùy ý chọn vài món như đậu phộng, salad. Diêu Đan nhìn menu rượu rồi nói, chúng ta gọi rượu đi, rượu vang của nhà hàng này không tồi, đều là hàng có chất lượng. Diêu Đan thích uống rượu vang, đã đến nhà hàng Hòa Thuận mà không uống rượu vang thì đúng là tiếc. Tôn Nhị Mai xua tay, không cần đâu, bọn họ sẽ tặng đó, cô đã uống Lafite năm 1996 chưa, vô cùng ngon. Ngon hơn cả rượu nho chúng tôi tự ủ ở nông thôn. Diêu Đan sững sờ, chỉ chắc chắn chứ. Bọn họ tặng Lafite năm 1996. Rượu vang khách sạn tặng, cùng lắm chỉ tặng loại rượu vang 1-200 tệ, hơn nữa phải tiêu bao nhiêu tiền mới được tặng. Làm gì có chuyện, gọi mỗi mấy món salad lại được tặng món ăn, tặng Lafite chứ. Đây chẳng phải nói chuyện trên trời sao. Tôn Nhị Mai lại vô cùng tự tin, cô yên tâm đi, hôm qua tôi vừa mới ăn ở đây mà. Nhân viên phục vụ lúc nãy nhất định không nhận ra bà ta. Đợi tí nữa đến quầy lễ tân nói một tiếng, bọn họ sẽ tặng ngay. Không thể nào có chuyện hôm qua còn nể mặt con rể bà ta, hôm nay lại không được. Chẳng mấy chốc, đậu phộng và salad đã được bưng lên, cả bàn to chỉ bày mỗi hai món ăn kèm, trông vô cùng mộc mạc, khiến Diêu Đan có hơi ngại ngùng. Thấy nhân viên phục vụ không đẩy xe đến, mà bưng lên hai món ăn kèm đó, Tôn Nhị Mai nhíu mày. Sao vậy, hết rồi à? Nhân viên phục vụ nhìn thực đơn. Lễ phép nói, thưa chị gọi đậu phộng, salad, món đều lên đủ rồi ấy ạ. Sắc mặt Tôn Nhị Mai không vui, hỏi dò, mấy người không tặng thứ gì à? Nhân viên phục vụ lộ vẻ khinh miệt, trong lòng thầm nghĩ, không biết bà già quê mùa này từ đâu đến. Đến ăn cơm ở nhà hàng cao cấp còn muốn được tặng thức ăn. Không biết xấu hổ à? Xin lỗi chị, nhà hàng chúng tôi không có quy tắc ấy. Giọng Tôn Nhị Mai rất lớn. Lập tức thu hút ánh mắt của không ít người, khiến mọi chuyện càng thêm ngượng ngùng. Tôn Nhị Mai cũng hơi tức giận, tại sao hôm qua có, hôm nay lại không có. Mấy cô nhân viên phục vụ này chẳng hiểu chuyện gì cả. Gọi giám đốc của các người ra đây. Nhân viên phục vụ quay đầu đi, cũng lười để ý khách hàng này, chẳng bao lâu sau, giám đốc đến. Một người đàn ông mặc vest đen đi tới, khách khí hỏi. Xin hỏi mấy chị cần gì ạ? Vừa nãy chỉ là nhân viên phục vụ. Chẳng có quyền gì, nhưng lần này là giám đốc, chắc không có vấn đề gì nhỉ. Tôn Nhị Mai hỏi, con rể tôi là Vương Kế Hải, chúng tôi đến hàng của anh ăn cơm, mấy người định làm thế nào? Giám đốc sững sờ, thầm nghĩ Vương Kế Hải là ai? Có điều dù sao cũng là giám đốc, nhiều khách hàng đang nhìn thế, làm loạn lên thì khó coi lắm, cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà hàng. Thế này đi chị gọi món, tí nữa tôi sẽ giảm giá chị, có được không? Sắc mặt của Tôn Nhị Mai mới dịu dàng hơn chút, mặc dù không được như ngày hôm qua, nhưng giảm giá thì cũng được. Được, tôi gọi món. Cầm thực đơn lên, Tôn Nhị Mai gọi không ít món, chẳng mấy chốc đồ ăn đã được bưng lên, ba người bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến. Trên bàn ăn, Tôn Nhị Mai hỏi, cô Diêu, cô xem, vấn đề công việc của con gái tôi không biết thế nào nhỉ. Diêu Đan cười ha ha nói, chị yên tâm, tôi rất quý Lưu Lộ, công việc nhất định không thành vấn đề. Ôi, vậy thì cảm ơn cô Diêu nhé, thực sự phiền cô quá, nào, tôi mời cô một ly. Ăn no uống đấy xong, Tôn Nhị Mai đứng dậy thanh toán. Nhân viên phục vụ, tính xem giảm giá xong còn bao nhiêu. Dáng vẻ Tôn Nhị Mai cao cao tại thượng, vô cùng kiêu ngạo. Nhân viên phục vụ nói, thưa chị, của chị tổng cộng 10.000, sau khi giảm giá còn 9.900.
Tôn Nhị Mai sững sờ, cái gì? 9.900, cô đùa tôi à, giám đốc vừa nói sẽ giảm giá cho chúng tôi. Nhân viên phục vụ nói, không sai, giám đốc đúng là đã giảm giá cho các chị, giảm giá xong còn 9.900, giảm cho các chị 100 tệ. Tôn Nhị Mai lập tức nổi giận, đây là chuyện gì? Con rể tôi là Vương Kế Hải, tôi đến chỗ của mấy người ăn cơm, mấy người không tặng thức ăn, tặng rượu thì thôi, lại còn giảm cho chúng tôi mỗi 1%. Gọi ông chủ của mấy người ra đây. Lúc này, giám đốc nhà hàng bước đến, liếc nhìn Tôn Nhị Mai rồi mỉm cười mỉa mai. Thưa chị, e là chị đã hiểu nhầm gì đó rồi. Cửa hàng chúng tôi chưa bao giờ có quy định về giảm giá tặng đồ ăn miễn phí cả, tôi cũng không quen ai là Vương Kế Hải, mà cho dù là ai thì cũng không có quy định này. Tôn Nhị Mai tức giận, sao có thể được? Hôm qua tôi vừa đến đây, chính các anh đã tặng chúng tôi một bàn hải sản, còn tặng cả 2 chai rượu vang nữa, sao có thể không có quy định này được chứ? Chắc chắn là anh không biết. Giám đốc cười mỉa mai, thưa chị, mong chị đừng gây sự vô lý nữa, nếu chị không chịu trả tiền thì chúng tôi sẽ phải báo cảnh sát. Ngày hôm qua quả thực là có tặng rượu và đồ ăn, nhưng đó là do ông chủ bọn họ Phùng Lão Tam đính thân dặn dò, giám đốc đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhân viên phục vụ cũng không quen biết Tôn Nhị Mai, nên đương nhiên sẽ không tặng cho bọn họ. Sắc mặt Tôn Nhị Mai vô cùng khó coi, con gái, trong túi con có bao nhiêu tiền? Sắc mặt Lưu Lộ cũng vô cùng xí, mẹ, trong túi con chỉ có hơn 2.000. Tôn Nhị Mai cũng lấy từ trong túi ra hơn 1.000 tệ, hai mẹ con tổng cộng có hơn 3.000, bà ta để lên quầy lễ tân rồi hỏi. Tôi đưa trước từng này có được không, chúng tôi không mang đủ tiền. Xin lỗi, cửa hàng chúng tôi không cho chịu, nếu không có đủ tiền, chúng tôi sẽ phải báo cảnh sát. Diêu Đan đứng bên cạnh sắc mặt vô cùng khó coi, cô ấy dù sao cũng là một giảng viên đại học. Thường ngày là tấm gương cho học sinh, nên vô cùng coi trọng hình tượng của mình. Hôm nay cô ấy lại mất mặt mấy lần trước nhiều người như vậy, cảm giác giống như ăn quỵt vậy, khiến cô ấy xấu hổ vô cùng. Tôi trả, Diêu Đan nhanh chóng chuyển khoản thanh toán nốt số tiền còn lại. Sau khi trả xong, cô liền tức giận đi ra ngoài. Chuyện hôm nay khiến cô ấy rất tức giận, từ trước đến cô ấy chưa từng xấu hổ như vậy. Nay Tôn Nhị Mai nhanh chóng đuổi theo. Cô Diêu, thật xin lỗi, cô hãy nghe tôi giải thích. Hôm qua chúng tôi và con rể đến đây ăn cơm, bọn họ vừa tặng đồ ăn vừa tặng rượu, thật đấy, không tin cô cứ hỏi con gái tôi. Lưu Lộ gật đầu lia lịa, là thật đấy ạ, hôm nay không biết làm sao nữa, có thể là do nhân viên phục vụ không biết chúng em. Tuy sắc mặt của Diêu Đan dịu đi một chút nhưng vẫn rất không vui. Hừ, cho dù có tặng, thì cũng làm gì có chuyện hôm nào cũng tặng chứ. Diêu Đan cũng không nhất thiết phải đi ăn. Chủ yếu là nếu chị không đủ khả năng kinh tế thì cũng không cần đến nhà hàng tốt như này, cuối cùng lại khiến mọi người đều phải xấu hổ. Tôn Nhị Mai liên tục thành khẩn xin lỗi. Cô Diêu, cô hãy cho tôi thêm một cơ hội, tôi mời cô đi đến thẩm mỹ viện Giai Lệ làm đẹp nhé, cô bớt giận đi. Nghe đến thẩm mỹ viện Giai Lệ, sắc mặt Diêu Đan liền dịu đi rất nhiều, ỡm ờ đi theo hai mẹ con bọn họ. Khi đến cửa thẩm mỹ viện, nhìn thấy nhân viên tiếp tân vẫn là cô gái hôm qua. Tôn Nhị Mai liền vội vàng đến hỏi. Cô gái, biết tôi không? Nhân viên tiếp tân cười ha ha nói, biết ạ, gì lại đến ạ? Tôn Nhị Mai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, biết bà ta là tốt rồi. Đúng vậy, hôm nay tôi lại đến đây cùng bạn, nay chúng tôi vẫn làm giống như hôm qua. Vâng ạ, nhà hàng Hòa Thuận kia có nhiều người quá, hôm nay con rể bà ta không có đi cùng nên nhân viên phục vụ không nhận ra bà ta cũng rất bình thường. Nhưng thẩm mỹ viện này không giống vậy, ở đây không có nhiều người lắm, nhân viên tiếp tân có thể nhớ bà ta, chút nữa chắc chắn sẽ giảm giá giống ngày hôm qua. Ba người tiến vào thẩm mỹ viện, rồi lần lượt trải nghiệm từng chu trình, dù hơi đau lưng nhưng cũng rất vui vẻ, suy cho cùng phụ nữ ai ai cũng yêu cái đẹp. Đến lúc thanh toán, Tôn Nhị Mai cười ha ha bước đến. Cô gái, thanh toán đi. Vâng thưa dì, của dì tổng cộng là 110.000 tệ. Mọi người thanh toán bằng chuyển khoản hay quét thẻ a? Bao nhiêu cơ, Tôn Nhị Mai sững sờ. 110.000 tệ, đây là bảng giá, mời dì xem. Nhân viên phục vụ in ra một tờ hóa đơn, trên đó có ghi rõ ràng giá cả các chu trình. Sắc mặt Tôn Nhị Mai bỗng chốc thay đổi, từ từ, cô gái, không đúng, cô biết tôi mà, phải giảm giá chu. Nhân viên phục vụ mỉm cười, dì à, đúng là cháu biết gì, nhưng cháu không thể quyết định việc giảm giá được. Cháu chỉ là nhân viên thôi, không có quyền giảm giá cho gì. Ngày hôm qua có giảm giá mà. Nhân viên nói, hôm qua là ông chủ bọn cháu nói thì mới giảm giá,
chứ cháu không thể tự ý quyết định. Tôn Nhị Mai hoảng sợ, nhìn Diêu Đan với ánh mắt xin lỗi rồi nói. Cô giáo Diêu, cô đợi một chút nhé, để tôi bảo con rể tôi mở lời xem có thể giảm giá không. Diêu Đan gật đầu, cũng không nói gì, nhưng sắc mặt đã có chút khác so với vừa rồi, Tôn Nhị Mai này làm việc tệ quá đi mất, sao đến đâu cũng xảy ra vấn đề như này. Tôn Nhị Mai gọi điện cho Vương Kế Hải, Vương Kế Hải lúc này vẫn còn đang tức giận, sáng nay không hiểu sao lại tiêu mất 130.000 tệ của anh ta tất nhiên là không thoải mái rồi. Nhưng cũng không đến nỗi chia tay với Lưu Lộ vì 130.000 tệ này, dù sao thì Lưu Lộ cũng khá xinh đẹp. Alo, gì ạ, có chuyện gì vậy, tuy nhận điện thoại, nhưng anh ta cũng không còn nhiệt tình như trước. Tôn Nhị Mai cũng biết bản thân làm sai nên nói một cách lịch sự. Kế Tần à, thẩm mỹ viện hôm qua bọn dì đến vì nể mặt cháu nên đã giảm giá rất nhiều, hôm nay dì đưa cô giáo của Lộ Lộ đến đây làm đẹp, nhưng người ta không giảm giá cho dì. Hay là cháu nói chuyện với họ giúp gì với? Vương Kế Hải thở phào một hơi, còn tưởng là chuyện gì hóa ra là chuyện này. Dì yên tâm, dì hãy đưa điện thoại cho nhân viên phục vụ. Sau khi nhân viên phục vụ nhận điện thoại, Vương Kế Tần liền nói thẳng. Tôi là Vương Kế Hải, là bạn học với ông chủ các người Cát Hồng Lệ, đây là mẹ vợ của tôi, hãy. Vương Kế Hải còn chưa kịp nói xong, nhân viên phục vụ đã ngắt lời, chắc anh nhớ nhầm rồi, ông chủ của chúng tôi không phải họ Cát. Gì, Vương Kế Hải sửng sốt một lát rồi hỏi, cô chắc chắn. Các cô không phải là thẩm mỹ viện Giai Lực à? Đúng vậy, chúng tôi là thẩm mỹ viện Giai Lệ, là Lệ trong Mỹ Lệ, ông chủ của chúng tôi họ Vương. Vương Kế Hải sững sờ, Lệ trong Mỹ Lệ, thẩm mỹ viện Giai Lệ, chứ không phải thẩm mỹ viện Giai Lực. Mặc dù tên của hai thẩm mỹ viện này rất giống nhau nhưng đẳng cấp lại khác nhau một trời một vực, một cái là giá cả bình dân, một cái là thuộc dạng cao cấp. Cho dù là tầng lớp tiểu tư sản như Vương Kế Tần cũng không thể chi trả cho chi tiêu cao như vậy. Vương Kế Tần hiểu rồi, Tôn Nhị Mai này đã đi nhầm thẩm mỹ viện rồi. Nhưng nếu bọn họ đi nhầm, vậy sao hôm qua sao lại được giảm giá? Xin chào, cho tôi hỏi một chút, chi phí của bọn họ ở chỗ các cô hết bao nhiêu? Thưa anh, ba người tổng cộng hết 110.000. Vương Kế Hải bỗng chốc hoa mắt chóng mặt, suýt nữa ngất đi, không ngờ lại hết 110.000 tệ. Người đàn bà điên này rõ ràng là từ nông thôn đến thành phố lại tiêu xài hoang phí như vậy, đúng là bà điên. Được, cô đưa điện thoại cho bà ấy đi. Tôn Nhị Mai nhận điện thoại, nóng lòng hỏi, sao rồi, Kế Hải, cháu đã giúp gì giảm giá chưa? Vương Kế Hải lạnh lùng nói, gì à, nơi cháu có thể bảo giảm giá là thẩm mỹ viện Giai Lực ở bên cạnh, lực trong sức lực, cháu không quen biết chỗ này nên không bảo giảm giá được, cháu còn có cuộc họp, tắt điện thoại đây. Nói xong, Vương Kế Hải cúp điện thoại luôn, nghe âm thanh tút tút ở đầu bên kia, Tôn Nhị Mai thấy hơi hoảng hốt. Sao lại như vậy, thẩm mỹ viện mà Vương Kế Hải đặt vẫn luôn là thẩm mỹ viện Giai Lực bên cạnh. Nhưng rõ ràng ngày hôm qua bọn họ được giảm giá mà. Thưa gì, xin vui lòng trả tiền, 110.000 tệ ạ. Sắc mặt Tôn Nhị Mai xấu xí đến cùng cực, nhà bà ta rất nghèo, đừng nói một trăm mấy chục nghìn, ngay cả mấy nghìn cũng không có. Tôi. Tôn Nhị Mai lùi lại vài bước, đưa mắt nhìn sang Diêu Đan. Diêu Đan sắc mặt tái mét, chị đừng mơ, tôi sẽ không trả tiền cho chị đâu. Lúc này Diêu Đan đã vô cùng tức giận, đi đến quầy lễ tân và lấy thẻ ngân hàng ra. Tôi trả phần của tôi. Mỗi người hơn 30.000 tệ, Diêu Đan chỉ quẹt trả chi phí của mình, không thèm quan tâm đến người khác. Hôm nay thật sự là ngày xấu hổ nhất của tôi, chị đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt. Trong lòng Tôn Nhị Mai cũng vô cùng ấm ức, vốn dĩ muốn mời cô giáo ăn một bữa cơm, cuối cùng lại biến lợn lành thành lợn què, khiến mọi người đều phải xấu hổ. Cô Diêu, cô đừng tức giận, còn về chuyện công việc của con gái tôi. Diêu Đan hừ lạnh một tiếng, loại giống như các người đến nơi công tác khéo còn khiến tôi đắc tội với người ta. Tôi không lo được, các người có bản lĩnh thì tự đi tìm việc đi. Đi xong, Diêu Đan liền giận đùng đùng rời đi. Sắc mặt Tôn Nhị Mai trở nên vô cùng xấu xí, xong rồi, công việc của con gái đi tong rồi. Nói Lưu Lộ bắt đầu khóc như mưa, nước mắt chảy đầm đìa. Mẹ, mẹ đến đây làm gì chứ? Mọi chuyện của con vốn đang tốt đẹp, sau khi mẹ đến, bạn trai và công việc đều mất hết, hiện giờ chúng ta còn không có tiền thanh toán, tại sao lại như vậy? Lưu Lộ ngồi xổm trên mặt đất, đau lòng cùng tuyệt vọng hòa khóc. Tôn Nhị Mai càng nghĩ càng thấy sai sai. Nếu thẩm mỹ viện Vương Kế Hải đặt không phải chỗ này, thì vì sao hôm qua lúc bọn họ đến lại được giảm giá?
mà giảm giá đến mức độ đó là gần như miễn phí luôn rồi. Những người đến hôm qua, ngoại trừ nhà bọn họ, thì chính là gia đình Vương Đông Tuyết. Lẽ nào, là cậu bạn trai đó của Vương Đông Tuyết? Tôn Nhị Mai vội vàng hỏi, con gái, cậu bạn trai của Vương Đông Tuyết rốt cuộc làm nghề gì vậy? Lưu Lộ lau nước mắt, gương mặt đầy oán trách nói, sao con biết được, con cũng là lần đầu gặp. Tôn Nhị Mai vỗ đùi, vậy là đúng rồi, ngày hôm qua chúng ta đi ăn đi làm đẹp được giảm giá chắc chắn là vì cậu ta. Lưu Lộ nhíu mày nói, mẹ nói gì vậy, sao có thể là anh ta chứ? Tôn Nhị Mai nói, con gái ngốc, người ta là giả nghèo giả khổ thôi, không phải cậu ta thì có thể là ai chứ? Con nghĩ xem, ngày hôm qua chúng ta đi ăn, rõ ràng Vương Kế Hải cũng không biết được tặng đồ ăn và rượu. Còn cả thẩm mỹ viện này nữa, nơi Vương Kế Hải đặt vốn dĩ không phải chỗ này, hôm qua còn được miễn phí mà hôm nay chúng ta đến lại không được, không phải cậu ta thì có thể là ai được chứ? Nghe Tôn Nhị Mai nói vậy, Lưu Lộ cũng thấy có lý, lẽ nào bọn họ thật sự đã coi thường Tần Lâm? Con gái, con nghĩ mà xem, khách sạn hôm qua chúng ta ở bao nhiêu tiền một đêm? Mà cái cậu Tần đó cũng ở được, vậy chỉ có thể giải thích là cậu ta cậu chủ nhà giàu thôi. Tôn Nhị Mai đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Từ Quyên. Alo, chị Quyên à, chúng ta là chị em tốt đúng không? Chị xem em đến thăm con gái cũng muốn rủ chị đi cùng, em đối xử với chị rất tốt đúng không? Người ta đã nói như vậy rồi, Từ Quyên cũng chỉ có thể mỉm cười thật thà, đúng vậy, Nhị Mai em gặp phải chuyện gì à? Chị Quyên, em có chuyện muốn nhờ chị, hôm nay em đưa cô giáo của Lộ Lộ đến thẩm mỹ viện một chuyến, giờ chúng em thanh toán nhưng phát hiện không đủ tiền. Từ Quyên rất tốt bụng, không đủ tiền à? Thiếu bao nhiêu, chỗ chỉ có mấy nghìn, để chị đưa đến cho em. Chị Quyên, không cần đâu, chị không cần đưa tiền, chị bảo con rể chị gọi điện thử xem có thể giảm giá cho em được không là được. Từ Quyên sửng sốt, con rể chị, nó có thể không, chị thử xem, chắc chắn được. Sau khi cúp máy, Tôn Nhị Mai và Lưu Lộ đứng ở trong thẩm mỹ viện, mọi hy vọng đều đặt lên người Từ Quyên. Nếu không có ai giúp bọn họ, tự bọn họ không thể trả mấy chục nghìn, có lẽ bọn họ sẽ bị giữ lại ở đây làm việc một năm rưỡi mới có thể trả hết nợ. Sau khi cúp điện thoại, Từ Quyên có chút ngại ngùng. Tiểu Tần à, dì có việc muốn nhờ cháu. Dì cứ nói đi ạ, không cần phải khách sao như vậy. Sau khi Từ Quyên nói một hồi, Tần Lâm cũng lộ ra một nụ cười mỉa mai, cặp mẹ con đó đúng là tự làm tự chịu, để bọn họ ăn hời một chút mà vẫn tự cho mình là đúng, kết cục giờ phải chịu thiệt rồi. Từ Quyên đã mở lời, Tần Lâm cũng không thể từ chối, anh liền gọi điện thoại cho Vương Nhất Thủy. Ngay sau đó, nhân viên tiếp tân của thẩm mỹ viện đã nhận được điện thoại của ông chủ. Vâng thưa sếp, em hiểu rồi ạ. Cúp điện thoại, nhân viên phục vụ cười ha ha đi ra. Thưa hai vị, ông chủ của chúng tôi vừa mới gọi điện nói lần này miễn phí, hai vị có thể đi rồi. Tôn Nhị Mai thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở một nụ cười. Ra khỏi thẩm mỹ viện, Tôn Nhị Mai nói nhỏ, con gái, thì ra Tần Lâm là cậu chủ nhà giàu ẩn danh, so với cậu ta, Vương Kế Hạo kia chẳng là cái quái gì cả. Về ngoại hình và khí chất, còn hơn Vương Đông Tuyết gấp mấy lần. Người giàu có như thế vì sao lại thích Vương Đông Tuyết mà không phải con chứ? Con gái, con phải cố gắng lên. Lưu Lộ cũng gật đầu đồng ý, con cũng không ngờ Tần Lâm kia lại lợi hại như vậy, một cuộc điện thoại đã có thể miễn phí cả hóa đơn 7-80 nghìn cho chúng ta. Mẹ yên tâm đi, anh ta không thể thoát được con đâu. Hai ngày nay Tần Lâm trả tiền và sắp xếp cho Từ Quyên rất nhiều hoạt động như đi dạo phố mua sắm quần áo, tắm nước nóng xông hơi, khiến bà ấy vui chơi thỏa thích. Từ Quyên cuối cùng cũng tin rằng Tần Lâm là bạn trai của con gái mình, hơn nữa điều kiện kinh tế cũng khá tốt, lúc này bà ấy mới cảm thấy yên tâm. Từ Quyên lặng lẽ gọi Tần Lâm đến gần, nhân lúc Vương Đông Tuyết không có ở đây, bà ấy lấy ra một gói đồ đưa cho Tần Lâm. Gói đồ này to bằng lòng bàn tay, được gói bằng nhiều lớp khăn. Sau khi chậm rãi mở ra, đây là một mặt dây chuyền ngọc bích hình quan âm rất đẹp. Tiểu Tần à, nam đeo quan âm nữ đeo Phật, ngọc quan âm này là đồ gia truyền, tuy không phải bảo vật gì, nhưng cũng là vậy quý giá nhất của gia đình gì. Biết cháu là người giàu có, không thiếu những món đồ đắt tiền, nhưng đây là tấm lòng của dì, là quà gặp mặt dì tặng cháu, mong cháu đừng chê. Ở nông thôn thường có tục lệ này. Khi gặp con rể hoặc con dâu, nếu hài lòng thì sẽ tặng vật gia truyền quý giá trong nhà làm quà gặp mặt. Tần đưa hai tay nhận lấy mặt dây chuyền ngọc bích rồi nói. Cảm ơn dì, cháu rất thích, cháu sẽ giữ gìn cẩn thận ạ. Từ Quyên nở nụ cười hài lòng, cháu thích là tốt rồi, cháu xem các cháu cũng không còn nhỏ nữa,
đợi Đông Tuyết tốt nghiệp xong thì cũng nên kết hôn rồi đó. Hay là sinh con trước cũng được. Khu khu, Tần Lâm suýt nữa thì phun nước miếng. Anh chỉ là bạn trai giả vờ thôi, bà Từ Quyên này đúng là vội vàng thật đấy, chưa gì đã bỏ qua bước cưới xin, nói thẳng đến chuyện sinh con đẻ cái. Nếu để Vương Đông Tuyết nghe thấy, chắc chắn sẽ xấu hổ đỏ ửng mặt cho mà xem. Advertisement gì yên tâm, bọn cháu sẽ cố gắng. Chẳng còn cách nào khác, đành phải nói như thế. Sau khi tiễn Từ Quyên lên tàu, Vương Đông Tuyết mới thở phào. Anh Tần, thực sự xin lỗi, hai ngày nay làm phiền anh rồi, anh bỏ tiền thuê khách sạn đúng không? Tôi trả lại tiền cho anh. Advertisement Tần Lâm nói, không sao, đều là bạn bè mà, không cần phải tính toán những thứ này, dì đã cho tôi quà gặp mặt, cô xem, có cần trả lại cô không? Tần Lâm cầm ngọc quan âm, nhìn thấy miếng ngọc quan âm, mặt Vương Đông Tuyết lập tức đỏ ửng, cô ngượng ngùng cúi đầu, hai tay lúng túng nắm lấy vạt áo. Vậy anh giữ lại đi, nói xong Vương Đông Tuyết xấu hổ chạy đi mất. Về đến nhà họ Tần, vốn dĩ Tần Lâm định xem live stream của Vương Đông Tuyết, bỗng nhiên chuông cửa reo lên. Mẹ con Trúc Linh Linh, Vương Vân đến. Anh Tiểu Lâm, Linh Linh, công ty sao rồi? Mấy ngày không gặp Trúc Linh Linh, chắc công ty nhiều việc lắm. Sắc mặt Trúc Linh Linh không tồi, mặc dù trông khá mệt mỏi, nhưng tâm trạng rất tốt. Gần đây công ty rất bận, đường thần số 2 thực sự rất hot, chúng ta còn chưa tuyển xong đại lý trong nước, bây giờ đại lý nước ngoài đã đến rồi, bận qua đợt này, chúng ta chỉ cần nằm thu tiền thôi. Vậy thì tốt, có sự giúp đỡ hết mình từ phía tập đoàn Hiên Viên, cộng thêm phương thuốc của Tần Lâm, y dược văn hòa không nổi mới lạ. Trúc Linh Linh cười, may mà có phương thuốc của anh Tiểu Lâm. Vương Vân đứng bên cạnh hừ lạnh lùng, có gì ghê gớm chứ, chỉ là một phương thuốc, ăn may thôi, tôi nói cho cậu biết, cậu đã tặng phương thuốc rồi, sau này lợi nhuận từ việc tiêu thụ của công ty chúng tôi không liên quan gì đến cậu đâu. Trúc Linh Linh cau mày, mẹ, sao mẹ lại nói như thế chứ, nếu không có phương thuốc của anh Tiểu Lâm, công ty của chúng ta đã gặp nguy rồi. Vương Vân hừ lạnh lùng một tiếng, có sự giúp đỡ của chủ tịch đứng sau tập đoàn Hiên Viên sao có thể gặp nguy được chứ. Đã lâu như thế rồi Vương Vân vẫn còn tơ tưởng đến vị chủ tịch đứng đằng sau kia, chuyện tặng nhân sâm lần trước làm không được tốt, bà ấy ăn không ngon ngủ không yên, cứ nghĩ cách để bù đắp, đáng tiếc là vẫn chưa tìm được cách gì hay. Trúc Linh Linh nói, anh Tiểu Lâm, lần này đến em có một chuyện muốn nói với anh, nhà họ Kim TH tỉnh Ly bị người ta tiêu diệt rồi. Tần Lâm nhíu mày, nhà họ Kim bị tiêu diệt rồi. Tần Lâm đương nhiên biết rõ nhà họ Kim ở tỉnh Ly. Hai cha con Kim Sơn Long và Kim Quảng Trí. Trước đây Tần Lâm cứu Vương Vân, Kim Sơn Long lại đứng ra nói là anh ta cứu, sau đó gặp Tề Hiền đại thiếu gia nhà họ Tề ở quán ba rồi bị anh ta đánh gãy hai chân. Cái chết của Tề Hiền có liên quan trực tiếp đến Tần Lâm, nhưng nhiều người lại không biết, lẽ nào nhà họ Tề tưởng rằng là do Kim Sơn Long làm sao? Trúc Linh Linh và Tần Lâm nhìn nhau, từ trong ánh mắt có thể nhận ra cô cũng có suy nghĩ như thế. Chỉ có điều cô rất lo lắng cho Tần Lâm. Trong mắt Trúc Linh Linh, Tần Lâm là một bác sĩ giỏi, lần trước có thể giết chết Tề Hiền hoàn toàn là do may mắn, bây giờ nhà họ Kim xảy ra chuyện rồi, ngộ nhỡ nhà họ Tề điều tra ra được chân tướng, Tần Lâm sẽ gặp nguy hiểm. Anh Tiểu Lâm, anh phải cẩn thận, thế lực nhà họ Tề rất lớn, chúng ta không động đến họ được đâu. Tần Lâm cười nhạt, một nhà họ Tề còn con, anh chỉ là cho họ sống thêm vài ngày mà thôi. Vương Vân đứng bên cạnh không chịu nổi, cậu bốc phét giỏi thật đấy, còn nói nhà họ Tề còn con sao? Cậu có biết thế cục bây giờ như nào không? Cả cái đất Đông Hải đều nằm trong tay ba gia tộc lớn, thế lực rất mạnh, nếu ba nhà đấy liên thủ với nhau thì không một ai ở đất Đông Hải có thể đấu lại được. Sau này cậu đừng có mà nói phét linh tinh ở bên ngoài, nhỡ đâu liên lụy đến nhà họ Trúc chúng tôi thì không hay đâu. Tần Lâm không thèm giải thích với loại não tàn như Vương Vân. Anh thực sự chẳng thèm coi nhà họ Tề ra gì, cho dù ba gia tộc đó liên thủ thì trong mắt anh cũng chỉ là đám cừu con buộc lại với nhau mà thôi. Vương Vân nhìn căn phòng của Tần Lâm một lượt rồi nói. Năm đó cậu không có quyền sở hữu căn nhà này, tôi khuyên cậu nên tranh thủ bán quách đi, nếu không đợi ba gia tộc lớn để mắt đến, sợ rằng đến chỗ ở cậu cũng không còn đâu. Tần Lâm cười khẩy, chẳng thèm để ý đến bà ấy. Đây là nhà của anh. Mặc dù bốn xung quanh đã xây tòa ốc cao tầng hết rồi, chỗ này sớm muộn gì cũng bị dỡ bỏ, Tần Lâm cũng sẽ không cắm rễ mãi ở đây. Nhưng nhất định phải là anh chủ động rời đi, người khác đừng hòng đuổi được anh. Vương Vân nhìn bộ dạng ngông cuồng của Tần Lâm, bà ấy chẳng biết nói gì nữa,
nếu như là đại thiếu gia của nhà họ Tần trước đây anh ngông cuồng một chút cũng được, bây giờ anh chẳng là gì cả, có tư cách gì để huênh hoang chứ? Hôm nay bà ấy đến là để canh chừng Trúc Linh Linh, không thể để hai người phát sinh quan hệ được, lần trước nửa đêm nửa hôm Trúc Linh Linh lén đến đây, nếu không phải bà ấy kịp thời ngăn lại, nói không chừng hai người đã ngủ với nhau rồi. Trúc Linh Linh là con gái chưa lấy chồng, nếu như hời cho tên Tần Lâm vậy thì hỏng hết. Đối mặt với chuyện này, Trúc Linh Linh cũng cạn lời, mẹ, con nói chuyện với anh Tiểu Lâm, mẹ đừng có hóng hớt nữa, mẹ vào phòng khách uống trà đi. Vương Vân trợn mắt, có điều vẫn đi vào phòng khách, bà ấy cũng chẳng muốn đứng đây nghe Tần Lâm khoác lác. Sau khi vào trong, Vương Vân nhìn thấy quần áo của Tần Lâm treo ở phòng khách, trong túi áo lòi ra một sợi dây nhỏ màu đen, bà ấy thấy tò mò, lén kéo sợi dây ra. Cuối sợi dây buộc một miếng ngọc quan âm rất đẹp, người ta thường nói rằng người nuôi ngọc 3 năm, ngọc nuôi người cả một đời. Ý là miếng ngọc mới 3 năm đầu cần hấp thụ tinh khí thần của con người mới có trở nên tràn đầy sức sống hơn. Mà miếng ngọc quan âm trước mắt rõ ràng là đồ cổ xưa, vô cùng đẹp để lấp lánh. Tên này lấy đâu ra miếng ngọc đẹp thế này chứ? Nam đeo quan âm nữ đeo Phật, nếu tặng miếng ngọc quan âm này cho vị chủ tịch đứng sau tập đoàn Hiên Viên, nói không chừng có thể làm êm dịu mối quan hệ của bọn họ. Nghĩ đến đây, Vương Vân lén đút miếng ngọc quan âm vào trong túi. Để Tần Lâm giữ món đồ này tốt thế này đúng là quá lãng phí, chỉ bằng để bà ấy lấy làm quà tặng. 10 năm trước dù sao Tần Lâm cũng là một đại thiếu gia có quyền lực nhất Đông Hải, anh có món đồ đắt tiền thế này cũng không có gì đáng lạ. Sau khi Tần Lâm và Trúc Linh Linh nói chuyện một lúc, hai mẹ con họ rời đi. Vương Vân cầm miếng ngọc quan âm đến tiệm đồ cổ, phối lại một sợi dây sang trọng hơn, rồi mua một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ tử đàn rồi đặt trong đó. Sau đó bà gửi tin nhắn cho Vương Nhị, Phó Chủ tịch Vương, chưa cô có thời gian đi ăn cơm với tôi không? Chuyện nhân sâm giả lần trước khiến Vương Nhị rất bực mình. Vốn dĩ cô ấy không phải dựa vào thực lực của mình để trở thành phó chủ tịch mà là nhờ chủ tịch Tần trọng dụng, kết quả vì loại phụ nữ não tàn này mà khiến chủ tịch Tần tức giận. Vương Nhị không muốn gặp bà Vương Vân này chút nào. Không có thời gian, tôi rất bận. Vương Vân cũng biết mình đã làm sai, chọc giận người ta, bà ấy đành nói ngon ngọt. Phó chủ tịch Vương đừng giận nữa, chuyện lần trước đều tại tôi. Con gái tôi là Trúc Linh Linh của Y Dược Văn Hòa, hai công ty của chúng ta cũng được coi là có quan hệ thân thiết, cô xem, tôi mời cô ăn cơm để tạ lỗi có được không? Vương Nhị cau mày, không ngờ rằng bà Vương Vân lại là mẹ của Trúc Linh Linh. Y Dược Văn Hòa là một công ty rất quan trọng đối với tập đoàn Hiên Viên, chủ tịch ra lệnh, dốc toàn lực giúp đỡ Y Dược Văn Hòa về cả nguồn vốn và nhân lực. Có thể thấy quan hệ giữa chủ tịch và tổng giám đốc Trúc không hề bình thường. Nếu đã vậy thì Vương Nhị cũng chẳng thể nói gì nữa, vậy được thôi, chúng ta đi ăn bữa trưa với nhau gì. Hẹn xong địa điểm, Vương Nhị cùng Vương Vân đến một nhà hàng khá sang trọng nhưng không được phổ biến cho lắm. Sau khi hai người ngồi xuống, Vương Vân lại nói lời xin lỗi, lúc này sắc mặt Vương Nhị mới dễ chịu hơn chút. Sau khi ăn chút thức ăn, uống chút rượu, Vương Nhị ngượng ngùng nói. Phó Chủ tịch Vương, cô xem, chuyện lần trước khiến chủ tịch của các cô không được vui, lần này. Tôi chuẩn bị một món quà khác, hy vọng có thể khiến cậu ấy bất giận. Nói xong Vương Nhị lấy chiếc hộp rồi mở ra, để lộ miếng ngọc quan âm ở bên trong. Vốn dĩ Vương Nhị muốn khuyên bà ấy, nếu không có chuyện gì thì đừng tặng đồ cho chủ tịch nữa. Lần trước tặng nhân sâm thà không tặng còn hơn, đó chẳng phải khiến sự việc trở nên tồi tệ sao. Có điều khi nhìn miếng ngọc quan âm trong chiếc hộp, Vương Nhị sững sờ. Dù gì cũng là con gái nên cô ấy cũng biết chút về trang sức vừa nhìn là biết miếng ngọc quan âm có giá trị lớn, hơn nữa trông rất thô, hoàn toàn không phải được chế tác bằng phương pháp công nghiệp, mà là thuần tự nhiên, thuần thủ công. Từ màu sắc có thể thấy miếng ngọc được bảo vệ rất tốt, nếu đeo trên người chắc chắn sẽ có lợi. Tốt hơn rất nhiều củ nhân sâm trước đó. Vương Nhị gật đầu, ngọc quan âm này cũng được đấy, lần này bà tặng quà cho chủ tịch của chúng tôi để làm gì vậy? Sẽ chẳng có ai tự dưng đi tặng quà người khác đúng không? Vương Nhị thở dài, chuyện đã đến nước này rồi, chỉ đành nói sự thật, nếu không Phó Chủ tịch Vương sẽ không giúp bà ấy. Là thế này, con gái tôi trẻ tuổi, còn độc thân chưa lập gia đình, tôi nghe nói chủ tịch của các cô cũng độc thân, hơn nữa hình như giữa hai người có gì đó với nhau, nhưng không công khai, tôi nghĩ rằng, người làm bậc trưởng bối như tôi phải bày tỏ thái độ trước, tôi cũng không đòi hỏi chuyện gì, chỉ muốn liên hệ tình cảm thôi. Vương Nhị gật đầu, thì ra là như thế. Tin đồn giữa chủ tịch và tổng giám đốc Trúc đã lan truyền khắp tập đoàn Hiên Viên, tất cả mọi người đều biết,
nói không chừng sau này Trúc Linh Linh của Y Dược Văn Hòa sẽ trở thành bà chủ của bọn họ, chuyện này chắc cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Được thôi, tôi sẽ giúp bà tặng thêm một lần nữa, có điều hy vọng bà đừng gây rắc rối gì cho tôi nữa, nếu lại xảy ra chuyện, tôi cũng không lo nổi đâu. Vương Nhị nhận miếng ngọc quan âm, sau khi ăn xong liền lái xe đến nhà Tần Lâm. Tần Lâm lúc này đang buồn bực ở trong phòng khách, lật quần áo mấy lần rồi mà vẫn không tìm ra mặt dây chuyền mà mẹ Vương Đông Tuyết tặng. Đó là vật gia truyền của người ta, không biết giá trị thế nào, nhưng tấm lòng thì rất quý trọng. Rõ ràng là ở trong nhà, sao lại mất chứ? Di Phùng, giúp cháu tìm lại lần nữa đi. Được thiếu gia, cậu yên tâm đi, nếu rơi trong nhà thì chắc chắn sẽ tìm thấy. Tần Lâm ngồi trên sofa, không biết nói gì nữa, chỉ có hai người đến nhà, Trúc Linh Linh và Vương Vân, thêm dì Phùng nữa là ba. Trúc Linh Linh và dì Phùng đương nhiên sẽ không ăn trộm đồ của anh, còn mỗi bà Vương Vân đó. Dù gì Vương Vân cũng là bà chủ giàu có, chắc sẽ không làm chuyện này đâu, nếu như mất ngọc quan âm chắc Vương Đông Tuyết sẽ giận lắm. Lúc Tần Lâm đang phiền não, Vương Nhị đi từ ngoài vào. Chủ tịch Tần, Tần Lâm có chút khó hiểu, sao thế? Sao cô lại rén? Vương Nhị nói, vẫn là bà Vương Vân lần trước, bà ấy lại nhờ tôi tặng quà cho anh. Tần Lâm nhíu mày, sao lại là bà ấy, lần sau bà ấy còn tìm cô nữa, cô cứ mặc kệ bà ấy đi. Vương Nhị vội gật đầu, vâng, 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 lần này đồ bà ấy tặng cũng được lắm, chắc anh sẽ thích, tôi cầm đến rồi, anh xem, nếu không thích thì tôi sẽ trả lại. Vương Nhị đặt hộp gỗ tử đàn lên bàn, sau đó mở ra. Nhìn miếng ngọc quan âm ở bên trong, cô ấy nghĩ lần này chắc chủ tịch Tần sẽ thích, bà Vương Vân này cũng tốn rất nhiều công sức rồi. Ai biết được Tần Lâm nhìn thấy miếng ngọc quan âm thuộc bên trong chiếc hộp, sắc mặt anh lập tức biến đổi. Anh đập mạnh vào mặt bàn một cái. Bàn cà phê bằng gỗ đặc ở trước mắt bị Tần Lâm đập vỡ, gây ra tiếng động rất lớn, khiến Vương Nhị giật nảy mình. Bà Vương Nhị này điên rồi, ăn cắp đồ của anh, gói lại rồi mang đi tặng sao? Mặt Vương Nhị cũng nghệt ra, không ngờ rằng chủ tịch Tần lại tức giận như thế, đập vỡ cả bàn. Chủ tịch Tần, sao thế, anh không thích món quà này sao? Cho dù là không thích thì cũng không đến nỗi phải nổi giận như thế chứ. Tần Lâm chỉ vào cửa rồi nói, bảo bà ấy cút đi, sau này đừng tặng bất cứ thứ gì cho tôi nữa, cô cũng cút đi. Vương Nhị run rẩy, vội gật đầu, vâng, vâng, vâng. Nói xong, cô vội vàng chạy ra ngoài. Sợ đến nỗi tim sắp rơi ra ngoài, đây là lần đầu tiên cô thấy chủ tịch Tần tức giận như thế. Vương Nhị lái xe đi, cô cũng rất bực mình, trở về công ty thì gặp Vương Vân ở cửa. Vương Vân sốt ruột đợi kết quả của cô, quà tặng lần này tốt như thế, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Ai ngờ rằng sau khi Vương Nhị xuống xe, mặt cô tối sầm lại, xem ra không được thuận lợi lắm. Phó chủ tịch Vương, sao thế, chủ tịch của các cô nói sao? Vương Vân u ám mặt mày. Đi thẳng vào tòa nhà công ty, không thèm nhìn bà ấy. Vương Vân sững sờ, đuổi theo hỏi. Phó chủ tịch Vương, rốt cuộc là sao, cô nói với tôi đi. Thấy Vương Nhị đi nhanh quá, Vương Vân nắm lấy cổ tay của cô ấy. Lần này Vương Nhị thực sự tức giận, cô quay đầu tát vào mặt Vương Vân một cái. Bốp, một âm thanh giòn giã vang lên, một bên mặt của Vương Vân hẳn rõ năm ngón tay. Phó chủ tịch Vương, cô, Vương Nhị đỏ gay mặt mày. Chỉ vào bà ấy rồi mắng. Cút, sau này đừng có tìm tôi nhờ vả bất cứ chuyện gì nữa, chủ tịch của chúng tôi nói rồi, sau này bà cũng đừng tặng bất cứ thứ gì cho anh ấy nữa, cút gì. Nói xong, Vương Nhị đi thẳng vào trong tòa nhà. Vương Vân đứng ngây người ra trước cửa. Đây là sao vậy, sao lại nổi giận như thế chứ? Lẽ nào miếng ngọc quan âm đó có vấn đề sao? Vương Vân tức đến xanh mặt, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Chất lượng của ngọc quan âm chắc hẳn không có vấn đề gì, nhưng tại sao vị chủ tịch đó lại tức giận như vậy? Chủ tịch chắc chắn đã nổi điên, có lẽ còn mắng Vương Nhị một trận, nếu không thì phó chủ tịch Vương cũng sẽ không tức giận đến mức tát bà một bạt tai như thế. Lẽ nào, lại nói gì đó không bình thường, loại ngọc này không phải cái nào cũng tốt, nếu loại ngọc này được khai quật từ một ngôi mộ cổ thì sẽ rất xui xẻo, sợ là nếu đem tặng sẽ đắc tội với người ta. Vương Vân dẫm mạnh chân xuống sàn. Trong lòng thầm mắng bản thân thật quá bất cẩn, lại chữa lợn lành thành lợn què nữa rồi. Miếng ngọc đó chắc chắn có vấn đề. Vương Vân càng nghĩ càng giận, sau đó trực tiếp lái xe đến nhà Tần Lâm, chuẩn bị mắng cho anh một trận, cái loại ngọc rởm đó còn giữ lại làm gì chứ? Bà cũng không chịu tự hỏi bản thân mình xem,
vốn dĩ là do bà ăn trộm, bây giờ lại còn lẽ thẳng khí hùng đi trách người ta là ngọc không tốt. Khi đến nhà Tần Lâm, Vương Vân hét lớn lên, họ Tần đâu, ra đây cho tôi. Dì Phùng vội vàng chạy ra, bà Vương, thiếu gia đến y quán rồi. Vương Vân hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó quay đầu lái xe đến thẳng y quán của Tần Lâm. Vừa đỗ xe ở trước cửa y quán, Vương Vân đã bắt đầu mắng chửi. Họ Tần kia, cậu có điên không, mang theo một miếng ngọc nát xui xẻo bên người làm gì, cậu cố tình chơi tôi đúng không? Vừa đẩy cửa ra, Vương Vân liền nhìn thấy Tần Lâm đang ngồi ở trong, bà tức đến nghiến răng nghiến lợi. Họ Tần kia, cậu giải thích rõ ràng cho tôi, mặt dây chuyền ngọc bích kia cậu lấy từ đâu ra? Tần Lâm lạnh lùng lườm một cái, lấy ở đâu liên quan gì đến bà? Bà trộm đồ của tôi mà còn tỏ cái thái độ cây ngay không sợ chết đứng đó sao? Vương Vân hừ lạnh một tiếng, trộm, cậu lấy đi bao nhiêu thứ của nhà họ Trúc tôi, tiêu hết bao nhiêu tiền của con gái tôi rồi hả? Tôi lấy của cậu một món thì làm sao, tại sao cậu không nói miếng ngọc đó có vấn đề ngay từ đầu? Cậu có biết rằng tôi đem đi tặng, không những không lấy lòng được người ta, ngược lại còn bị ăn tát. Khuôn mặt đau rát càng khiến Vương Vân tức giận thêm. Rồi nhìn thấy bộ dạng không thèm quan tâm của Tần Lâm lại khiến bà càng muốn nổi điên hơn. Bây giờ nhà cậu chẳng còn ai, nên không ai có thể giáo dục cậu được nữa đúng không? Nếu hôm nay tôi không đánh cậu thì chắc cậu sẽ tự coi mình là đại thiếu gia thật chứ gì? Vương Vân vô cùng tức giận, rõ ràng là bà đuối lý nhưng vẫn muốn tìm người để trút giận. Tần Lâm chính là người gây ra họa nên phải đánh anh mới xả được giận. Vương Vân bước tới, giơ tay tát một phát. Nhưng khi Vương Vân vừa đưa tay lên thì Trịnh Bình Long đang đứng cạnh cũng bắt đầu ra tay. Trước đây Trịnh Bình Long là vệ sĩ của nhà họ Tề, khả năng vô cùng mạnh mẽ, nếu xét về tốc độ thì một người phụ nữ bình thường không thể nào so sánh nổi với ông ta. Bép, Trịnh Bình Long tát vào mặt Vương Vân trước, năm dấu vân tay đỏ hiện lên rõ rệt trên một bên má của Vương Vân. Vương Vân bị tát bèn lùi lại mấy bước, bà lấy tay ôm mặt, lộ rõ vẻ khó tin. Đánh tôi! Các người dám đánh tôi sao? Họ Tần kia, cậu ăn gan hùm rồi đúng không? Dám sai người đánh tôi. Trịnh Bình Long từng bước đi tới, lạnh lùng nói. Tôi là nhân viên bảo vệ của y quán, nếu bà còn giờ thói ngang ngược thì đừng trách tôi không khách sáo. Trên người Trịnh Bình Long toát ra vẻ uy nghiêm khiến Vương Vân bất giác lùi về sau mấy bước, ánh mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Được, các người được lắm, tôi nhớ hết mấy người rồi. Nói xong, Vương Vân ôm mặt. Hốt hoảng rời khỏi y quán. Sau khi về đến nhà, Vương Vân nổi điên đập phá hết đồ đạc, nào chai nào lọ đều nằm lăn lóc dưới sàn. Trúc Linh Linh đi ra, nhìn thấy Vương Vân mặt mày sưng vù, liền có chút khó hiểu. Mẹ, mẹ sao thế? Vương Vân tức đến xanh mặt, sau đó kể lại toàn bộ sự việc. Sắc mặt Trúc Linh Linh đột nhiên trở nên khó coi, mẹ bị làm sao thế, tại sao mẹ lại trộm đồ của anh Tiểu Lâm chứ? Vương Vân hừ lạnh một tiếng, trộm cái gì chứ? Cái mặt dây chuyền nát đó cho dù có là đồ cổ đi chăng nữa thì cũng chỉ là món đồ mười mấy nghìn tệ mà thôi, cậu ta cũng lấy của chúng ta không ít nhỉ. Mẹ lấy lại một mặt dây chuyền thì có sao? Trúc Linh Linh không nói nên lời, mẹ, mẹ đừng kiểu lẽ thẳng khí hùng như vậy nữa có được không? Ăn trộm đồ của người khác rồi lại tìm đến tận cửa chất vấn người ta, bị đánh thì cũng đáng đời, cho dù bà là mẹ ruột của cô thì Trúc Linh Linh cũng không tài nào bênh được. Vương Vân tức điên lên. Chỉ vào mặt Trúc Linh Linh mắng. Mày đúng là thứ khôn nhà dại chợ, mày đừng nghĩ mày đang sống tốt đấy nhé, mấy hôm nữa bà nội mày sẽ về nước, sợ là tao với mày cũng không còn sống tốt được mấy ngày nữa đâu. Nhà họ Trúc luôn là âm thịnh dương suy. Năm đó ông cụ Trúc Tam Đạo và phu nhân Âu Dương cùng nhau lập nghiệp, tuy ông cụ Trúc đã rất tài giỏi nhưng vợ của ông là bà cụ Âu Dương lại còn xuất sắc hơn. Tập đoàn Trúc Thị vô cùng nổi tiếng trong nước với ngành dược phẩm. Nhưng sản nghiệp của bà cụ Âu Dương lại có ảnh hưởng trên thị trường quốc tế. Trên thực tế, đối với nhà họ Trúc mà nói thì chỉ cần bà cụ Âu Dương quyết là được. Bên phía Trúc Minh cũng đang đợi bà cụ quay về, bà cụ nhất định sẽ bênh vực bọn họ, chỉ cần bà về chủ trì đại cục thì bọn họ có thể lấy lại được vị trí vốn thuộc về mình. Trúc Linh Linh cau mày, bà nội cũng là một người thấu tình đạt lý, tình hình nhà chúng ta bây giờ đều do Trúc Minh tự làm tự chịu, chắc bà cũng không đến mức làm khó con đâu. Thôi được rồi mẹ, đừng nói chuyện này nữa, con đi đây. Trúc Linh Linh nhận được thông báo có cuộc họp mặt, vài ngày trước cô được thêm vào một nhóm có tên là Hội Nhà Giàu Đông Hải. Trong hội toàn là con nhà giàu ở Đông Hải, thời niên thiếu cũng từng chơi với nhau, trong nhóm cũng có nhà này liên hôn với nhà kia. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, mọi người ai cũng có cuộc sống riêng,
lâu rồi không gặp nhau nên lần này mới muốn tổ chức tiệc gặp mặt. Ban đầu Trúc Linh Linh không hề muốn tham gia mấy cuộc gặp mặt như thế này, nhưng trong nhóm có một vài người kinh doanh bất động sản, gần đây Trúc Linh Linh lại đang định mua một tòa nhà để làm văn phòng của Y Dược Văn Hòa, vậy nên cuộc gặp mặt này chính là nơi để cô bàn việc làm ăn. Trúc Linh Linh nhìn một lượt tên thành viên trong nhóm, không thấy Tần Lâm đâu bèn thêm anh vào. Trúc Linh Linh đã thêm Tần Lâm vào nhóm. Khi thông báo được hiển thị, đột nhiên mọi người trong nhóm bắt đầu bàn tán xôn xao. Ô, Tần Lâm đây sao? 2-3 năm rồi chúng ta chưa gặp nhau đúng chứ, còn Tần thiếu gia thì 10 năm rồi nhỉ? Tần thiếu gia, bây giờ vẫn còn gọi vậy sao? Nhà họ Tần không còn nữa, giờ cậu ta đã là người bình thường rồi. Lúc trước tôi có nghe nói Tần Lâm là bác sĩ đúng không? Ha ha, từ một đại thiếu gia trở thành người bình thường, cậu ta còn đủ tư cách để vào nhóm này à? Tôi nghĩ đừng nên đưa cậu ta đến buổi họp mặt của chúng ta thì hơn, cậu ta không có tư cách để tham gia. Đá ra khỏi nhóm đi. Quản trị viên đá Tần Lâm ra khỏi nhóm. Trúc Linh Linh không hề biết mấy chuyện này, thông báo cũng khá muộn nên sau khi liên hệ với vài người liền lái xe ra ngoại ô. Địa điểm bọn họ đặt là một trang trại ở ngoại ô, những người giàu thường thích mấy thứ ở nông thôn. Lúc Tần Lâm nhận được điện thoại thì anh đã bị đá ra khỏi nhóm chat, nhưng vẫn có thể xem được lịch sử trò chuyện. Tần Lâm nhìn thấy mấy lời châm chọc liền cau mày, bọn họ cũng chỉ là một đám con nhà giàu mà thôi. Trước đây, lúc nhà họ Tần còn hưng thịnh, những người này lúc nào cũng vây quanh Tần Lâm như đám côn trùng hút mật, bây giờ nhà họ Tần suy vong, bọn họ lại bắt đầu qua cầu rút ván. Nào là giễu cợt, mỉa mai Tần Lâm, thật buồn cười làm sao. Những cuộc họp mặt như thế này đương nhiên Tần Lâm cũng không thèm để tâm. Advertisement vừa định tắt điện thoại đi thì Tôn Kiến Dân lại gọi đến. Alo, có chuyện gì à? Tiểu sư huynh, Ngũ sư muội đã đến Đông Hải, nói muốn gặp sư huynh. Advertisement Tần Lâm chau mày, Ngũ sư muội. Năm đó sư phụ thu nhận quá nhiều đệ tử, mặc dù bọn họ đều là những nhân vật máu mặt nhưng Tần Lâm lại không hề quen biết. Ngoại trừ nhị sư đệ Vương Kim Hải và tam sư đệ Tôn Kiến Dân ra thì anh hoàn toàn không biết ai khác, ngay cả đến sau này anh cũng mới được nghe nói về Mạnh Văn Cương. Tôn Kiến Dân nhanh chóng giới thiệu, Ngũ sư muội tên Hà Niệm Anh, kinh doanh bất động sản và có tầm ảnh hưởng trên thế giới, là chủ tịch của bất động sản Hà Thị, mấy năm trước từng được nhận danh hiệu người giàu nhất Hoa Hạ, cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ. Có vẻ Ngũ sư muội Hà Niệm Anh này còn lợi hại hơn cả Mạnh Văn Cương. Mạnh Văn Cương cao nhất chỉ nằm trong top 10 toàn quốc, nhưng Hà Niệm Anh lại còn nhận được danh hiệu, suy cho cùng thì ngành bất động sản cũng hơn một bậc. Tần Lâm nói, được, gặp mặt ở đâu cứ để sư muội đặt rồi báo lại với tôi là được. Được, một lúc sau, có số lạ gọi đến, vừa nhìn liền biết được là số của thủ đô, có lẽ là vị Ngũ sư muội đó. Alo, chào tiểu sư huynh, tôi là Hà Niệm Anh, tôi thật sự xin lỗi. Tiểu sư huynh về lâu như vậy rồi mà hôm nay tôi mới đến Đông Hải để gặp, tiểu sư huynh có rảnh không, có thể cùng ăn một bữa với tôi chứ? Tuy Hà Niệm Anh là người có tiền nhưng cách ăn nói lại vô cùng lịch sự, hơn hẳn đám người kia. Tôi lúc nào cũng được, sư muội chọn chỗ đi rồi tôi qua. Được được, tôi có một vài sản nghiệp ở Đông Hải, có một nơi gọi là Sơn Trang Long Phụng, ở vùng ngoại ô không xa lắm, bây giờ tôi sẽ cho người đi đón tiểu sư huynh. Được. Vừa cúp máy không được bao lâu liền có một nam thanh niên lái chiếc Mercedes-Benz Maybach đến trước cửa nhà Tần Lâm. Tần tiên sinh, tôi là tài xế của chủ tịch Hà, cậu cần gì cứ dặn tôi là được. Tần Lâm gật đầu, sau đó lên xe. Lúc này ở lối vào của Sơn Trang Long Phụng, một dãy siêu xe như Porsche, Bentley, Maserati, Ferrari đỗ thành một hàng dài, căn bản đều là dòng xe thể thao, đây cũng chính là tiêu chuẩn của đám phú nhị đại. Trước cửa có mười mấy nam nữ đang tụ tập, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, người này thì tinh thần tốt hơn, người kia thì đồng hồ đẹp hơn, tóm lại ở từ xa cũng có thể nhìn ra đây là đám cậu ấm cô chiêu. Sau khi Trúc Linh Linh đến, một vài người bạn cũ đã bắt đầu vây quanh cô. Linh Linh, nghe nói gần đây công ty của cậu rất nổi tiếng đúng không, đường thần số 2 là do cậu sản xuất ra à? Thật lợi hại, từ phú nhị đại trở thành phú nhất đại, rồi. Trúc Linh Linh mỉm cười chào hỏi, cô vẫn còn khá khiêm tốn. Phú nhất đại gì chứ, tớ không dám nhận đâu, do may mắn cả thôi. Linh Linh, cậu xem ai đây nè, theo ánh mắt của mọi người, chỉ nhìn thấy một nam thanh niên cầm trên tay một bó hồng, đứng sau đám người, mỉm cười nhìn về phía Trúc Linh Linh. Linh Linh, lâu rồi không gặp, em vẫn xinh đẹp như ngày nào. Trúc Linh Linh vô cùng ngượng ngùng, nói,
Điền Tuấn Khải, lâu rồi không gặp. Điền Tuấn Khải chính là thiếu gia của nhà họ Điền. Nhà họ Điền trước đây từng là gia tộc bậc hai, sau này vì để làm ăn nên đã chuyển đến thủ đô nên cũng không còn liên lạc gì cả. Điền Tuấn Khải nói, Linh Linh, lần này anh đến Đông Hải, chính là muốn thăm em, nhiều năm như vậy rồi, anh nghe nói em vẫn chưa có bạn trai đúng không? Điền Tuấn Khải vừa dứt lời thì đám đông ngay lập tức ổ lên, sau một lúc hú hét liền có ai đó lên tiếng. Linh Linh độc thân chắc luôn, năm đó Linh Linh có hôn ước với nhà họ Tần. Sau này nhà họ Tần cũng không còn nên đương nhiên Linh Linh vẫn chưa có hôn ước rồi. Nhà họ Trúc cũng là gia tộc lớn, muốn tìm đối tượng môn đăng hộ đối cũng không hề dễ, vừa hay nhà họ Điền cũng không tồi đâu. Nếu như là nhà họ Điền của trước đây thì còn có thể kém, nhưng bây giờ đã khác xưa rất nhiều, sự nghiệp của nhà họ Điền coi như cũng có thành tựu nhất định. Điền Tuấn Khải đứng thẳng lưng, quả thật, nhà họ Điền năm đó không hề có đủ tư cách để liên hôn với nhà họ Trúc. Dù gì thì cũng bị gọi là trèo cao. Bây giờ thì khác, mấy năm gần đây bất động sản phát triển cực kỳ tốt, nhà họ Điền làm ăn phát đạt, Điền Tuấn Khải cũng đã trở thành ông trùm bất động sản trẻ tuổi, có trong tay một số dự án bất động sản, anh ta còn được đánh giá là người có tiền đồ trong đám phú nhị đại. Vậy nên Điền Tuấn Khải mới có đủ tự tin để theo đuổi Trúc Linh Linh. Cho dù bây giờ Trúc Linh Linh có tài giỏi hơn trước rất nhiều, nhưng Điền Tuấn Khải vẫn cảm thấy bản thân cũng đủ lợi hại. Dù sao hiện tại anh ta cũng là ông trùm bất động sản, nên cũng có chút mặt mũi. Trúc Linh Linh không hề có cảm giác gì với Điền Tuấn Khải, cô chỉ cười trừ đáp lễ, sau đó nhận hoa rồi đặt vào trong xe. Điền Tuấn Khải cảm thấy bầu không khí có hơi ngượng ngùng, bèn nói. Mọi người vào trước đi, phong cảnh ở Sơn Trang Long Phụng này vô cùng đẹp, ở đây toàn là món quê, bình thường chắc mọi người không có dịp để ăn đâu nhỉ, vậy chúng ta hãy đến đây để trải nghiệm cuộc sống đi. Điền Tuấn Khải chào hỏi mọi người rồi đi vào trong, khi đi tới cửa thì đột nhiên có hai người bảo vệ tiến đến. Xin lỗi anh, hôm nay chúng tôi đóng cửa. Điền Tuấn Khải ngây ra một lúc, đùa hả, mấy hôm trước tôi đã đặt rồi, hơn nữa cũng đã gọi điện cho giám đốc của bên các người, sao lại đóng cửa được. Người bảo vệ tỏ ý xin lỗi, thật xin lỗi anh, chúng tôi nhận được thông báo khẩn, nói là hôm nay chủ tịch của chúng tôi phải đón tiếp khách quý ở đây, cho nên mới tạm thời đóng cửa. Điền Tuấn Khải có chút kinh ngạc, chủ tịch của các người. Có phải là chủ tịch Hà Niệm Anh không? Đúng vậy, chính là chủ tịch Hà. Điền Tuấn Khải có hơi bối rối, Hà Niệm Anh là một nhân vật lớn, là người giàu nhất nước, và cũng là người nắm chùm ngành bất động sản. Người như anh ta ở trước mặt Hà Niệm Anh cũng chỉ là một con kiến bé nhỏ mà thôi. Điền Tuấn Khải cau mày, không biết phải làm sao. Ở sau có nhiều người như vậy, bây giờ có mỗi khu nghỉ dưỡng cũng không được vào thì sẽ mất mặt lắm. Nhưng nếu cứ một mực muốn vào, sợ là sẽ đắc tội với Hà Niệm Anh, sau này coi như cũng chẳng dễ sống trong giới bất động sản nữa. Ngay lúc Điền Tuấn Khải đang hết sức khó xử, Tần Lâm đột nhiên bước xuống xe. Sau khi Tần Lâm tiến đến, đột nhiên có người quay đầu lại, kinh ngạc kêu lên. Ô, đây chẳng phải là Tần Lâm sao? Điền Tuấn Khải và những người khác lập tức quay đầu lại, đột nhiên sắc mặt của mọi người đều lộ ra vẻ chế giễu. Không hổ danh là Tần thiếu gia. Không được mời lại còn dám vác mặt tới. Vì muốn ăn trực mà phải đi xa đến vậy, thật chẳng dễ dàng chút nào nhỉ. Nhưng đáng tiếc thật, hôm nay chúng tôi đến đây ăn món quê để trải nghiệm cuộc sống, chắc kiểu như cậu đây ăn cũng thường xuyên ăn rồi nhỉ, nếu muốn trải nghiệm thì nên ăn mấy món sơn hào hải vị mà chúng tôi hay ăn thì hơn. Điền Tuấn Khải cười khẩy, thôi được rồi, vốn dĩ Tần thiếu gia không đủ tư cách để tham gia buổi họp mặt hôm nay. Nhưng nếu đã mặt dày không mời mà đến thì thêm một đôi đũa cũng chẳng sao, cùng lắm thì đặt thêm một phần để anh ta ngồi ăn riêng. Nhìn thấy Tần Lâm đến, Trúc Linh Linh đột nhiên cảm thấy vui vẻ, sau đó vội bước tới. Anh Tiểu Lâm, anh đến rồi. Tần Lâm trước giờ chưa từng để ý đến mấy kiểu người gió chiều nào theo chiều ấy như thế này. Tuy hồi đó có rất nhiều người trong số này là bạn bè của anh, nhưng 10 năm đã qua, tình bạn cũng dần trở nên nhạt nhòa. Bây giờ Điền Tuấn Khải lại mở lời châm chọc Tần Lâm, cũng không có ai đứng ra nói thay cho anh, quả là lòng người dễ thay đổi. Linh Linh, tại sao em không vào? Trúc Linh Linh nói, hình như chủ của Sơn Trang này phải tiếp đã khách quý nên mới không nhận khách. Tần Lâm gật đầu, ra là vậy, vậy để anh nói bọn họ cho mọi người vào. Anh vừa dứt lời, bỗng có một người phụ nữ hậm hực nói chen vào. Ô, Tần đại thiếu gia thật uy phong ghê, gia cảnh sa sút. Bây giờ đã là người bình thường mà vẫn còn thể diện đến vậy sao? Anh có biết Sơn Trang Long Phụng này là sản nghiệp của ai không? Đây là Sơn Trang đặc trưng của Đông Hải chúng ta,
cho dù ba gia tộc lớn cũng không dám đến đây gây náo loạn, Điền thiếu gia còn không vào được thì anh có thể làm gì được đây? Sau 10 năm không gặp thì anh có vẻ bốc phét hơn thì phải. Người phụ nữ đang nói tên Ngô Na Na, cô ta là đại tiểu thư của một gia tộc bậc ba, lúc trước khi nhà họ Tần còn hưng thịnh thì cô ta vẫn luôn muốn được gả vào nhà họ Tần. Nhưng bởi vì gia tộc của cô ta quá yếu, đến cơ hội xếp hàng cũng không có nên đành phải từ bỏ. Bây giờ nhìn thấy Tần Lâm sa sút, cô ta lại cảm thấy rất hả hê. Ha ha, lúc trước những gì Tần thiếu gia nói đều là thật, cho dù có khoa trương một chút cũng có thể thực hiện được. Nhưng hiện tại thì khác xưa lắm, tuy nói vẫn còn có khí phách nhưng nói rồi lại không làm được nữa. Tần thiếu gia có thể thay đổi thói quen sống nhưng vẫn không thể thay đổi cách nói chuyện nhỉ. Ha ha. Không một ai trong số đó tin lời Tần Lâm. Nhìn thấy những người bạn cũ này, Tần Lâm có chút bất lực lắc đầu, tin hay không thì tùy. Tần Lâm xoay người, nói mấy câu với thư ký lái xe. Điền Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, làm bộ làm tịch gì chứ, họ Tần này cũng thú vị đấy, không được mời vẫn đến để ăn trực, gặp chúng ta rồi lại còn giả vờ giả vịt, anh ta tưởng rằng mình thật sự là đại thiếu gia à. Thôi bỏ đi, để tôi gọi bố tôi thử xem. Coi có ai có thể giúp nói một tiếng được không? Dù sao cũng đã đi một quãng đường xa đến đây, bây giờ nếu đổi chỗ sẽ rất phiền phức, bọn họ toàn là phú nhị đại, nếu bị khu nghỉ dưỡng này cấm cửa thì sẽ rất mất mặt. Điền Tuấn Khải gọi cho bố anh ta. Alo, bố, bây giờ con đang ở Sơn Trang Long Phụng, chủ tịch ở đây nói phải đón tiếp khách quý nên không cho bọn con vào, bố có thể nói một tiếng giúp tụi con mở một phòng riêng không? Được, để bố thử xem. Nói xong. Bố của Điền Tuấn Khải liền gọi vào số thư ký của Hà Niệm Anh. Alo, thư ký Tống đúng không? Tôi là Điền Đại Nghiêu, nghe nói hôm nay Sơn Trang Long Phụng có tiếp đã khách quý, con trai tôi và bạn của nó cũng đang ở trước cửa, cô có thể cho chúng nó một phòng riêng để ăn uống được không? Lời nói của ông Điền vô cùng khiêm tốn, dù sao thì đối phương cũng là thư ký của Hà Niệm Anh, nên dù sao ông ta cũng phải lịch sự. Xong, thư ký Tống lại không cho ông ta chút mặt mũi nào. Không được. Hôm nay Sơn Trang Long Phụng phải tiếp đãi khách quý, không ai được vào cả. Nói xong liền lập tức cúp máy. Điền Đại Nghiêu có hơi bất ngờ, trong lĩnh vực bất động sản, ông ta cũng được coi là người có máu mặt, dù không bằng Hà Niệm Anh nhưng cũng được coi là chúa tể một phương. Không ngờ rằng lại bị một thư ký cúp điện thoại, Điền Đại Nghiêu có chút bối rối. Là khách quý như thế nào mà Hà Niệm Anh lại tiếp đón nồng nhiệt như vậy? Sau khi Tần Lâm quay lại nói với thư ký đang lái xe, cô lập tức kêu người mở cửa. Điền Tuấn Khải nhận được cuộc gọi từ ông Điền, bèn nói, bố thật lợi hại, một cuộc điện thoại là có thể vô được rồi. Điền Tuấn Khải cố ý nói to để người khác biết được nhà họ Điền không còn yếu đuối như trước nữa, bây giờ bọn họ đã là nhân vật lớn có thể nói chuyện được với một người máu mặt như Hà Niệm Anh rồi. Ông Điền có hơi khó hiểu, cửa mở rồi sao? Không liên quan đến mình chứ? Dù sao thì cũng đã được vào nên không cần quan tâm tiểu tiết làm gì. Sau khi đi vào, tài xế vội vàng tiến đến nói với Tần Lâm, Tần tiên sinh, thực sự xin lỗi, Chủ tịch Hà đang bị kẹt xe, xin cậu hãy chờ một lát, tôi sẽ sắp xếp chỗ để cậu nghỉ ngơi. Tần Lâm cũng không để bụng, được. Sau khi Điền Tuấn Khải đi vào, bởi vì vừa rồi tài xế có chào hỏi bọn họ nên cũng không thể nào không chừa được cho bọn họ một phòng. Cô gái ở quầy lễ tân nói, xin chào các vị, vì hôm nay khu nghỉ dưỡng có khách quý nên phiền các vị hãy dùng bữa ở sảnh phụ ạ. Điền Tuấn Khải cau mày, được thôi, dù sao thì cũng đã được vào rồi, sảnh phụ cũng được. Điền Tuấn Khải và những người khác bước vào sảnh phụ, nói là sảnh nhưng đó chỉ là một phòng riêng nhỏ, bài trí cũng rất bình thường, thường thì cũng có rất ít khách đến đây trừ khi hết chỗ, lúc đó họ mới sắp xếp nơi này để khách ngồi. Sau khi Điền Tuấn Khải và những người khác ngồi xuống, bọn họ bắt đầu phàn nàn. Dù gì thì chúng ta cũng là phú nhị đại, đến đây ăn lại bị đối xử như vậy, thiệt cạn lời. Đúng vậy, chỉ bằng ăn ở Hoa Tử Kinh cho rồi. Nếu như không vì quá xa thì tôi đã rời khỏi đây rồi. Ai nấy đều ra vẻ bất mãn, Điền Tuấn Khải có vẻ như không tự chủ được nữa. Mọi người đợi ở đây, tôi đi tìm giám đốc hỏi thử xem tại sao lại sắp xếp cái phòng tồi tàn này cho chúng ta. Nói xong, Điền Tuấn Khải bước ra khỏi phòng riêng, nhìn quanh chẳng có ai liền biết được ở đây không hề có khách. Sau đó anh ta đi vào phía trong cùng, thấy có một cửa gỗ lớn và một phòng riêng hai cửa. Chắc chắn nơi này không tồi. Điền Tuấn Khải đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tần Lâm đang ngồi ở trong nên anh ta nhất thời sững ra một lúc. Tại sao anh lại ở đây? Tần Lâm nói, tôi đợi người.
Điền Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, đợi chúng tôi sao? Anh thật sự chẳng có phép tắc gì cả, chúng tôi nói anh như vậy mà anh vẫn đi để ăn trực sao, anh cũng hay thật đấy. Trong mắt Điền Tuấn Khải, Tần Lâm đến đây chỉ để ăn trực, hoặc còn muốn thắt chặt mối quan hệ với một số người, nói về tình bạn năm nào, rồi xem thử có ai giúp đỡ lúc anh sa sút hay không. Nhưng dù là lý do gì thì Tần Lâm cũng thật thấp kém. Nếu anh dùng thái độ tầm thường thấp bé nói chuyện với Điền Tuấn Khải, có lẽ anh ta còn thương xót mà bố thí cho. Nhưng hiện tại Tần Lâm vẫn nghĩ mình là đại thiếu gia, lời nói và tác phong cũng không chút tôn trọng Điền Tuấn Khải, người như vậy đáng bị như thế. Thôi bỏ đi, đến cũng đã đến rồi, tôi cũng không đuổi anh nữa, nể tình bạn bè nên lát nữa anh ăn gì cứ gọi tự nhiên, nếu thấy không đủ thì gói mang về, nhưng đừng làm bọn tôi mất hứng là được. Nói xong, Điền Tuấn Khải quay về chỗ hội nhà giàu của anh ta. Đi thôi, tôi tìm thấy một phòng riêng tốt hơn. Điền Tuấn Khải vừa gọi, mọi người liền đi theo, khi nhìn thấy Tần Lâm ngồi bên trong, mọi người lập tức tỏ vẻ cười cợt. Tần thiếu gia phô trương quá rồi đấy, chúng tôi vừa rồi chỉ có thể TH sảnh phụ, vậy mà anh lại có thể ngồi TH sảnh chính, hơn nữa còn ngồi ở vị trí chủ tọa, đấy là vị trí của anh sao? Nếu là Tần thiếu gia trước đây thì đương nhiên sẽ ngồi ở vị trí chủ tọa, nhưng bây giờ tôi thấy vị trí đó nên là của Điền thiếu gia. Advertisement được rồi, Tần Lâm, anh mau tránh ra đi, đi ăn trực đừng có sĩ diện. Thấy Tần Lâm ngồi ở vị trí chính giữa, trong lòng mọi người đều bất mãn, nói về thực lực hay địa vị, Điền thiếu gia cũng là người chiếm thế thượng phong, tên Tần Lâm này còn tưởng giống như 10 năm trước sao. Trúc Linh Linh chau mày, ngồi đâu chả thế. Nói rồi, Trúc Linh Linh ngồi xuống bên cạnh Tần Lâm. Advertisement nhìn thấy hai người thân thiết như vậy, Điền Tuấn Khải chau mày lại, nhưng cũng không nói gì nhiều. Được rồi, anh ta muốn ngồi đâu thì cứ ngồi, mọi người gọi món trước đi. Quản lý nghe thấy tiếng động vốn muốn đuổi bọn họ ra ngoài nhưng vừa nhìn thấy Tần Lâm ở đó, quản lý cũng không nói gì, cứ để bọn họ gọi món. Trên bàn ăn, Ngô Na Na nói, Tần thiếu gia, nghe nói bây giờ anh đang làm bác sĩ. Học nghề ở đâu thế? Tần Lâm thản nhiên đáp, học với sư phụ ở trên núi. Ha ha ha, rõ ràng là một câu nói rất bình thường, nhưng lại mang tới một tràng cười, gần giống với tưởng tượng của mọi người. Năm đó sau khi Tần Lâm rời khỏi Đông Hải thảm thương như một con chó chết chủ, chắc chắn cuộc sống vô cùng cơ cực. Hoặc là đến vùng nông thôn, hoặc là vào trong núi sâu. Bây giờ nghe Tần Lâm nói như vậy đúng là giống với suy đoán của mọi người, TH ẩn trong rừng sâu 10 năm. Chắc là được lão thầy thuốc đông y nào đó thu nhận, hầu hạ người ta 10 năm mới học được chút y thuật. Nhớ lại năm đó là đại thiếu gia như mặt trời giữa buổi ban trưa, vậy mà bây giờ lăn lộn nên nông nỗi này, đúng thật là trớ trêu. Thật ra đám người này đoán cũng không sai, Tần Lâm đúng thực được một vị thần y thu nhận, ở trên núi học nghệ 10 năm. Chỉ có điều bọn họ không thể nào tưởng tượng được, có thể hầu hạ vị thần y già đó là một vinh dự vô cùng lớn. Cho dù là đại tướng năm sao Vương Kim Hải, người giàu nhất cả nước Hà Niệm Anh, những nhân vật lớn như vậy còn chẳng có tư cách để hầu hạ Diệp Hiên Viên. Nhưng câu nói lên núi học nghệ của Tần Lâm lại khiến mọi người bắt đầu bàn tán. Ngô Na Na cười nói, đúng là không dễ dàng gì mà, bây giờ làm bác sĩ cũng khó làm ăn, nếu anh có khó khăn gì cứ nói, cần giúp đỡ chúng tôi có thể giúp anh nghĩ cách. Mặc dù không thể khiến anh lấy lại cuộc sống sung túc như năm đó. Nhưng giúp anh nói một tiếng để tăng lương thêm 2.000 thì không thành vấn đề, ha ha ha. Lúc Ngô Na Na nói, giọng điệu đầy ẩn ý, mặc dù có vẻ như giúp đỡ, muốn tốt cho Tần Lâm, nhưng thực ra là đang mỉa mai anh. So với mấy cô chiêu cậu ấm này, Tần Lâm là một người làm công ăn lương bình thường, giống như cuộc sống ở tầng lớp thấp nhất, không bao giờ ngẩng đầu lên được. Điền thiếu gia, công ty bất động sản của anh vẫn kinh doanh được chứ, hay là giới thiệu giúp Tần thiếu gia một công việc đi. Điền Tuấn Khải cười ha ha nói, các cậu cũng biết đấy, Tần thiếu gia được cưng chiều từ bé, chẳng có bản lĩnh công việc gì cả, hay là anh đến chỗ tôi làm nhân viên sale đi. Ngô Na Na ở bên cạnh nịnh bợ, wow, sale sao, bây giờ làm nhân viên sale cũng được đó, một tháng cũng phải kiếm được hơn 10.000 đúng không? Điền Tuấn Khải cười vài tiếng, bất động sản Điền thị của chúng tôi đãi ngộ tốt, lương căn bản là hơn 6.000 tệ, nếu làm việc tốt thì 10.000 một tháng không thành vấn đề. Dịp đắt hàng có khi còn lên đến 20.000 đó. Wow, 20.000 lận ư, công việc như vậy đối với người bình thường là tốt lắm rồi đó. Thế nào, Tần thiếu gia, còn không mau mời Điền thiếu gia một ly rượu. Cho anh một cơ hội tốt như vậy, anh phải nắm cho chắc đấy. Vẻ mặt Tần Lâm lạnh lùng, không cần đâu.
Ngô Na Na hừ lạnh một tiếng, Tần thiếu gia, không phải tôi nói anh đâu, bây giờ là lúc nào rồi mà còn sĩ diện thế? Anh làm bác sĩ một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? 3.000 tệ hay 5.000 tệ? Đến 40 tuổi cùng lắm là lương lên hơn 10.000 tệ thôi, anh cũng chẳng có bản lĩnh gì lại còn có thói quen vung tay quá chán, lúc nào mới lấy được vợ rồi sinh con. Mấy người giả vờ quan tâm Tần Lâm, nhưng thật ra là đang châm chọc anh. Vẻ mặt Điền Tuấn Khải đắc ý, mở mấy chai rượu trắng ra để trên bàn rồi nói. Chúng ta và Tần thiếu gia dù gì cũng là bạn bè, trước đây chưa được ăn cơm Tần thiếu gia mời bao giờ, bây giờ Tần thiếu gia sa sút rồi, chúng ta cũng nên giúp đỡ. Thế này đi, Tần thiếu gia, tôi cho anh hai sự lựa chọn. Thứ nhất, là anh quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu ba cái, tôi sẽ sắp xếp cho anh một công việc lương 20.000 tệ một tháng, đủ cơm ăn áo mặc cả nửa đời sau. Thứ hai, anh uống hết chỗ rượu trắng trên bàn này, uống một cốc tôi sẽ đưa cho anh 50.000 tệ, uống bao nhiêu đưa bấy nhiêu, sao nào? Trúc Linh Linh nghe vậy liền đập bàn một cái, vẻ mặt tức giận. Điền Tuấn Khải, anh đừng có mà quá đáng. Anh quên ban đầu lúc gia tộc nhà anh khó khăn sa sút, anh Tiểu Lâm đã giúp nhà anh như thế nào rồi sao? Điền Tuấn Khải cười nói, Linh Linh, em nói gì ấu chi vậy, năm đó là năm đó, gia tộc của nhà anh có sa sút lần nữa cũng chỉ là trong chốc lát, có cơ hội sẽ trở mình ngay. Nhưng em xem anh ta, có cơ hội trở mình không? Bây giờ bọn anh cho anh ta một cơ hội cũng là tận tình tận nghĩa rồi. Sắc mặt Trúc Linh Linh xám lại, kéo tay Tần Lâm rồi nói. Anh Tiểu Lâm, chúng ta đi. Thấy hai người thân mật với nhau như vậy, Điền Tuấn Khải chau mày lại. Linh Linh, em không muốn tòa nhà ở đường Trung ương nữa sao? Trúc Linh Linh chợt dừng bước. Hôm nay cô ấy đến đây cũng bởi vì công ty của cô ấy muốn mua một tòa văn phòng mới. Nhưng tòa văn phòng đó vô cùng khó mua, có nhiều tiền cũng chưa chắc đã mua được, cho nên Trúc Linh Linh mới đến tham gia buổi gặp này, muốn tìm chút quan hệ. Nhìn thấy Trúc Linh Linh dừng bước, Điền Tuấn Khải cười nhạt. Linh Linh, tòa nhà ở đường Trung ương vẫn chưa bán, em muốn có cũng không thành vấn đề. Nói xong, Điền Tuấn Khải đưa tay về phía Trúc Linh Linh muốn kéo cô ấy lại. Vẻ mặt Trúc Linh Linh đột nhiên thay đổi, vội vàng né tránh, vừa nghiêng mình liền đụng vào chai rượu bên cạnh. Choang một tiếng, chai rượu rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh vụn. Sau đó, quản lý ở cửa vội vàng đẩy cửa vào, xảy ra chuyện gì vậy? Thấy không khí trong phòng có chút lúng túng, giống như sắp động tay động chân tới nơi, quản lý liền cầm bộ đàm lên vội vàng nói. Bảo vệ, qua đây hết cho tôi. Điền Tuấn Khải dựa vào ghế, cười lạnh. Tần thiếu gia, chắc anh chưa bao giờ trải qua cảm giác bị khách sạn đuổi ra ngoài chứ. Nói xong, Điền Tuấn Khải chỉ tay vào Tần Lâm rồi nói với quản lý. Anh ta gây chuyện, đuổi anh ta ra ngoài đi. Sau khi quản lý hét lên với bộ đàm, bảo vệ lập tức xông đến, hai mươi mấy người bảo vệ, ai cũng có thân hình cường tráng, trong tay cầm côn điện, vẻ mặt không mấy thân thiện cho lắm. Quản lý cười lạnh một tiếng, đùa tôi à, đây là khách quý của chủ tịch chúng tôi. Quản lý vừa dứt lời, Điền Tuấn Khải và những người khác đều ngây người. Cái gì, khách quý, anh ta, Ngô Na Na cũng lập tức cười chế nhạo. Advertisement tôi nói này đồng chí, các anh chắc chắn đã nhầm rồi, người này không phải là khách quý của chủ tịch các anh đâu, anh ta là một thiếu gia hết thời rồi, đến ăn trực cơm của chúng tôi thôi. Ánh mắt quản lý lạnh lùng, nhìn mấy người ở trong phòng, đột nhiên cảm thấy thật mắc cưỡi. Đám người này, ngồi cùng bàn với nhân vật lớn như vậy mà lại không biết. Đây là khách quý mà chủ tịch Hà đích thân căn dặn phải tiếp đãi tử tế, đám người ngu ngốc kia sao thế? Tại sao bọn họ được vào đây? Chẳng lẽ bản thân không biết sao? Advertisement thấy mấy người này dám đắc tội với khách quý của bọn họ. Quản lý cũng chẳng khách khí, 20 người bảo vệ lập tức mang theo côn điện đi tới đứng đằng sau bọn họ. Ấn một cái, côn điện lập tức kêu xê xẹt, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Điền Tuấn Khải có chút hoảng loạn, chau mày lại, nói. Các người bị sao thế, tôi là Điền Tuấn Khải thiếu gia của bất động sản Điền Thị đây, không phải bố tôi vừa gọi điện thoại cho các người sao? Quản lý cười lạnh một tiếng, bất động sản Điền Thị là cái thá gì? Đắc tội với khách quý của chủ tịch Hà, nếu chưa nói rõ ràng các người đừng hòng nghĩ tới việc ra khỏi đây một cách vẹn toàn. Cấp dưới của Hà Niệm Anh cũng chẳng phải dạng vừa, bảo vệ ở đây đa số là quân nhân đã xuất ngũ, thân thủ vô cùng mạnh mẽ, đánh mấy cậu ấm này một lúc 5-6 người không thành vấn đề. Nếu như thật sự động chân động tay, đám người này e là sẽ không thoát được. Quan trọng nhất là người ta chẳng thèm quan tâm đến thân phận của anh ta, cái gì mà bất động sản Điền Thị chứ,
người ta chẳng thèm để ý. Sắc mặt Điền Tuấn Khải có chút khó coi, vị đại ca này, các anh thật sự nhận nhầm người rồi, anh ta chắc chắn không phải vị khách quý mà anh nói đâu, anh ta chỉ là một tên rẻ rách thôi. Vừa nói xong, một người bảo vệ lập tức dùng côn điện dí. Xẹt xẹt xẹt, Điền Tuấn Khải co giật một lúc, mắt trắng ra, sau đó liền ngã xuống bàn, làm rơi vỡ mất mấy cái bát đĩa. Còn nói năng bất kính, kết cục sẽ càng thảm hơn. Thấy Điền Tuấn Khải bị bảo vệ dùng côn điện đánh, mọi người đều không dám lên tiếng, người của bất động sản Hà Thị thật ngầu, chỉ là một người quản lý thôi mà dám coi thường cả Điền thiếu gia. Mọi người nhìn về phía Tần Lâm, phát hiện ra lúc này vẻ mặt Tần Lâm có vẻ rửng rưng, hoàn toàn không có chút hoảng loạn nào. Nhìn thấy Điền Tuấn Khải vẫn đang run bần bật, còn chưa định thần lại, Tần Lâm nói. Tôi cho anh hai lựa chọn. Thứ nhất, quỳ xuống trước mặt tôi dập đầu ba cái, tôi sẽ để cho anh đi. Thứ hai, uống hết rượu trên bàn cũng có thể đi. Câu này mấy phút trước là Điền Tuấn Khải vừa nói, Tần Lâm nói lại giống y hệt, ăn miếng trả miếng. Điền Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi, hận đến nỗi răng cũng kêu ken két. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nếu không phải người quản lý kia nhận nhầm người, bây giờ anh làm gì có cửa đứng đó la hét. Điền Tuấn Khải tức giận đến nỗi mặt tái xanh, thằng khốn nạn nghèo rách kia mà cũng dám trèo lên đầu anh ta. Điền Tuấn Khải muốn phản kháng nhưng không có cách nào, tên quản lý não tàn này đã nhận Tần Lâm là khách quý của Chủ tịch Hà rồi, anh ta cũng chẳng còn cách nào khác. Cho dù có phông bạt nhưng với mấy cây côn điện trước mặt, bọn họ không thể không cúi đầu. Một bàn toàn là rượu trắng, mười mấy chai, nếu uống hết, chắc chắn sẽ xuất huyết dạ dày. Điền Tuấn Khải do dự một lát, gập hai đầu gối, từ từ quỳ xuống, nghiến răng nghiến lợi, dập đầu ba cái. Tần Lâm lúc này mới đứng dậy, lập tức đi ra ngoài. Quản lý giơ tay lên, mấy người bảo vệ cũng thu lại côn điện. Tên họ Điền này, tốt nhất là đừng có gây chuyện ở đây, đây là bất động sản Hà Thị, không phải là nơi các người có thể động vào đâu. Sau khi quản lý cảnh cáo vài câu liền đi cùng với Tần Lâm ra ngoài. Lúc này mấy người bên cạnh mới đỡ Điền Tuấn Khải lên, dù gì cũng bị côn điện dí một lúc, Điền thiếu gia vẫn chưa định thần lại, toàn thân yếu ớt. Mẹ kiếp, thằng khốn Tần Lâm, dám chó cậy gần nhà, bắt tôi quỳ trước mặt anh ta. Đúng là chán sống mà. Những cô cậu ấm khác cũng nhao nhao tỏ ra bất bình, đúng đấy, tên Tần Lâm này đúng là chó cậy gần nhà, ỷ mấy tên bảo vệ nhận nhầm người, anh ta liền được đà lấn tới, lúc đấy Chủ tịch Hà mà đến xem anh ta giả vờ như thế nào. Điền Tuấn Khải chật vật ngồi lên ghế, toàn thân đau nhức, nghiến răng nghiến lợi nói. Thằng chó, cứ để anh ta ngông cuồng một lúc nữa, đợi đến khi Chủ tịch Hà đến xem có giết chết anh ta không. Mọi người ăn cơm trước đi. Sau khi rời khỏi căn phòng kia, quản lý đưa Tần Lâm đến căn phòng dưới lầu, Hà Niệm Anh cũng nhanh chân bước đến. Đập vào mắt là một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi, nhận không ít cuộc phỏng vấn trên truyền hình nên Tần Lâm nhìn bà ấy có chút quen. Tiểu sư huynh, đây là Tần sư huynh phải không? Tần Lâm bắt tay Hà Niệm Anh một cái, Hà Niệm Anh lập tức nở nụ cười, thấy tiểu sư huynh cũng vinh hạnh giống như thấy sư phụ vậy. Có thể bên cạnh sư phụ học 10 năm đúng là vinh hạnh vô cùng lớn. Tiểu sư huynh, sư phụ vẫn khỏe chứ? Tần Lâm gật đầu, sư phụ quanh năm đều ở trong núi sâu, tu thân dưỡng tính, cơ thể rất khỏe, tất cả đều tốt. Hà Niệm Anh gật đầu, nhớ lại những ngày tháng theo học sư phụ lại có chút hưng phấn. Nếu có cơ hội gặp sư phụ thì tốt biết mấy. Hai người nói rất nhiều chuyện, căn bản đều là Hà Niệm Anh hỏi chuyện về sư phụ, mỗi lần nói đến cuộc sống trong núi, Hà Niệm Anh luôn tỏ vẻ ngưỡng mộ. Nói chuyện được tầm nửa tiếng, Hà Niệm Anh không dám nói nữa sợ tiểu sư huynh mệt. Tiểu sư huynh, tôi nghe nói, tổ tiên của nhà tiểu sư huynh có thể phải chuyển đi nơi khác, nếu nói với lãnh đạo tôn thì có thể sẽ giữ lại được đấy. Tần Lâm lắc đầu, tổ tiên mặc dù có ý nghĩa tưởng nhớ, nhưng cũng không cần thiết phải giữ lại, không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị, Tần Lâm cũng không ngang ngược như vậy. Phá thì phá, tôi sẽ nói với Tôn Kiến Dân một tiếng, không cần phải đặc cách cho tôi. Hà Niệm Anh nói, đã như vậy thì tôi sẽ chuẩn bị một món quà để tặng cho tiểu sư huynh. Nói rồi, Hà Niệm Anh lấy ra một tấm bản đồ quy hoạch, trải ra trước mặt Tần Lâm. Tiểu sư huynh, tôi đã mua một mảnh đất trống dưới chân núi Thanh Mai, bây giờ đã xây dựng một trang viên. Trang viên này là số một trong nước, có diện tích 6.000 mét vuông, thậm chí còn vượt qua cả đại viên của nhà họ Kiều nổi tiếng cả Hoa Hạ. Trong trang viên được xây dựng theo kiến trúc cổ phong, rừng trúc, cầu, núi giả, suối phun nước, suối nước nóng, hoa anh đào, cây ăn trái. Đầy đủ mọi thứ,
có tổng cộng 200 căn phòng, các đồ trong nhà đều là đồ dùng làm bằng gỗ thật thượng hạng, thiết bị hiện đại, ở vô cùng thoải mái. Sau khi nghe sư phụ thu nhận đồ đệ cuối cùng, tôi đã tìm hiểu trang viên, bây giờ cuối cũng đã xây dựng xong, mấy ngày nữa là hoàn thành. Tần Lâm gật đầu, trang viên quy mô lớn như vậy, chắc tiêu không ít tiền, để sư muội tốn kém rồi. Hàn Niệm Anh cười, món quà tặng tiểu sư huynh mà cân nhắc đến vấn đề tiền bạc thì không hợp cho lắm, chỉ là trang viên thôi, tổng cộng vẫn chưa đến 600 triệu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.